cho chuyện cây diếp chứ chưa? Cây diếp chưa à? À đúng rồi. Vậy tờ giấy đằng nào mảnh lên. Có viết rồi nhưng mà không có giấy. À thôi, cái giấy của em đưa chị cũng được. Ở mặt sau nó còn. Cái lăn nách mà em ghi 1 cộng 2 là lăn nách gì vậy? Thâm nách hả? Hello mấy chị nào vô rồi á, mấy chị chấm chấm comment lên cho em xíu nha, mạng hồi nãy giờ nó có vấn đề á. Em vô hoài không được. Đang live 4G á. À chị ở đâu? Do có hai chị ở đâu? Hình như nếu như mà đơn tỉnh mà hai túi lọc rác là bên em gửi hàng không được á. Không biết là chị ở Hồ Chí Minh hay là chị ở tỉnh. Nếu như chị ở tỉnh á là hóa đơn từ 200 ngàn trở lên bên em mới gửi hàng cho mấy chị ha. Và phí ship đồng giá là 30 ngàn. Em ơi chị họp trần chị đặt một cái bộ chổi lau nhà đó. Em vô em trả lời chị ok chị xong em lấy thông tin về rồi em ẩn luôn cái ấy đi. Do số điện thoại và địa chỉ luôn á. Dạ rồi em chào mấy chị nha. À chị ở Yên Trần ở nhà bè hả chị Yên? Đặt hai cái túi lọc rác á Ngọc ơi. Dạ rồi ok chị. Chị xem like chia sẻ like với em nha. Tại hàng khuyến mãi về nhiều lắm. Mà hôm nay là like không có kịp nhà hàng này nữa. Nó còn ở phía sau đây em quá trời rồi. Còn ở dưới nhà bếp như một cái nhà bếp nữa. Cất nụ, cất lên quá trời luôn á. Nhưng mà không có like kịp mấy chị. Bây giờ là ở phía dưới là Tiên với Ngọc nó chốt hàng. Còn em ở trên này thì em like cái mỹ phẩm cho mấy chị cho còn ít thôi. Mỹ phẩm còn ít thôi chứ không có còn nhiều. Thì để cho hàng nó đi luôn ha. Hàng nó đi luôn. Nhiều khi là không lên á, là mấy chị coi như có nhớ em không. Hôm qua là coi như là chốt hàng rồi á, thì không có lên like được. Mà hôm nay mà chốt hàng nữa là sợ là mấy chị nhớ em. Nên là phải ráng lên. Bây giờ em lên hàng Mỹ trước đi ha. Hàng Mỹ là nó về hôm bữa thứ hai á, nhưng mà ở đây nó còn một ít nữa. Mấy chị ơi, mấy chị đặt hàng á là coi như Ngọc nó gọi điện á thì coi như là nếu như mấy chị có đặt á thì có hàng ở dưới nha. Có hàng ở dưới hoặc là lúc chốt hàng á mà có món gì thì bảo đảm sẽ chắc chắn sẽ có món đó. Nha chứ em đang like ở chỗ khác á thành thử bây giờ mấy chị hỏi em chốt hàng là coi như là Ngọc nó chốt thành thử mấy chị không có nắm hàng được. Em cũng không có nắm đơn mấy chị là có hay không nha. Rồi bây giờ em sẽ like cái hàng thực phẩm chức năng của Mỹ trước nha. Hàng thực phẩm chức năng của Mỹ trước. À Tiên ơi, hôm bữa hình như chị nhớ là hàng nó về á, là có mấy một bịch viên cao nám á, với hình như là kem mình còn không? Kem với serum Uhui mình còn không? Số đuôi 0911080271 mấy chị. Số điện thoại chốt hàng bên shop là 0911080271 nha.
0911080271. Giờ em lên cái hàng thực phẩm chức năng của Mỹ trước ha. Thì ở đây em còn cái mật ong nè. Mật ong là còn hôm qua là về được 12 chai thì bây giờ còn có 6 chai thôi. Mật ong là bây giờ còn 6 chai nha mấy chị ơi, đi được một nửa rồi. Đó, mật ong hàng của Mỹ nha. Hàng Mỹ, hàng Hàn Quốc bữa nay nói chung là hàng mà hàng nhập về á. Hàng nào nó về cũng chậm hết mấy chị, tại vì là hiện tại là nó đang bị hải quan nó đang làm rất là gắt. Hàng Hàn Quốc là đi về mấy chị thay vì bình thường ha, trên đường bay về chỉ có 4 đến 5 ngày thôi, mà bây giờ tới 8 ngày đến 10 ngày mới thông quan. Còn những cái công ty chị nào mà ví dụ như em nói mà chị nào mà ở nhà làm vận chuyển hay là mấy chị làm vận chuyển rồi là mấy chị biết, công ty vận chuyển mà của người Việt Nam á, ví dụ như người Việt Nam ở bên Hàn Quốc người ta mở cái công ty vận chuyển thì là hàng không đi về được. Còn là ví dụ như công ty vận chuyển ở bên kia là của người Hàn thì mới về Việt Nam được, nhưng mà chậm. Chị nào mà làm về vận chuyển em nói là mấy chị biết liền à. Còn hàng Mỹ đi về cực kỳ chậm luôn. Nói chung là về lâu lắm, về rất là lâu. Hải quan bây giờ đang làm không cho nhập những cái hàng rồi mỹ phẩm đồ về luôn đó mấy chị. Nên bây giờ là có cái gì thì like cái đó chứ em không có nhận chốt nha. Bây giờ hiện tại mật ong là em còn được 6 chai là em chốt đúng 6 chai là hết. Mấy chị ơi, bên em mà đã gọi điện là đã gửi hàng, còn mà chưa gọi điện tới là hiện tại đang chốt nữa nha mấy chị. Hiện tại đang chốt nữa. Mật ong này giá là 260.000 một chai ha, hàng của Mỹ nha. 260.000 một chai của nó là 680g ha mấy chị, 680g. Hàng của Mỹ là mấy chị xài yên tâm, không có sợ mà mật ong giả hay là mật ong mà pha đồ gì hết trơn á. Nó là hàng organic luôn, là hàng mà nó nuôi trong cái môi trường mà được kiểm soát các mấy chị, có nghĩa là nó sạch, môi trường rất là sạch. Hàng organic có chứng nhận rồi đàng hoàng. Thì em còn 6 chai nha. Chị nào lấy mật ong thì chốt cho em mật ong ha. À 7 chai hả? Còn 7 chai mấy chị, mật ong là còn 7 chai nha. Mật ong Mỹ là còn 7 chai. Vitamin E em ghi là hũ luôn à, mà còn 4 hũ à, đúng không Tiên? À. Rồi, vitamin E nha mấy chị ơi. Vitamin E giá là 550.000 một hũ. Một hũ của nó là 500 viên ha mấy chị. Một hũ là 500 viên, một ngày mình sử dụng một viên. Cái đát của nó là tháng 12 năm 2023 ha. Thì vitamin E hiện tại em có được 4 hũ nha. Hiện tại em có được 4 hũ. Cái vitamin E mấy chị nào mà ví dụ như nước da của mình á mà nó không có được khỏe, da mà da mỏng hoặc là da bị nám sạm rồi đó, là mật ong là 260, mật ong là 260 đúng không mấy đứa? 260.000 một chai là 680g ha, hàng của Mỹ nha. Hàng em xách tay em nhập về bằng đường bay, gửi về bằng đường bay đàng hoàng luôn. Thì hôm thứ hai buổi trưa, hôm thứ hai 2 giờ á, em có hàng nó về luôn á, là em có like cho mấy chị là có biên nhận giao hàng đồ của bên công ty Việt Air Cargo, thì có gì mấy chị coi lại ha. Còn bây giờ thì em chỉ like lên này thôi, còn mấy cái giấy tờ đó em đem em cất vô tủ mất tiêu rồi. Còn vitamin E thì giá là 550 nha mấy chị, 550 một hũ là 500 viên, một hũ là 500 viên. Thì vitamin E nè, chị nào mà ví dụ như nước da mà cái kiểu là da mình không có được khỏe á, mà do mình xài kem kem mà nó có chứa thành phần corticoid đồ này nọ mấy chị, thì cái da nó mỏng á, thì coi như mình cứ bổ sung vitamin E vô. Vitamin E mình dùng hàng ngày luôn. Này, để đọc cụ thể thì em sẽ lên em search Google này, em đọc cụ thể cái công dụng của vitamin E cho mấy chị nghe. Vitamin E thì nó tốt, đối với phụ nữ nó rất là tốt. Nó tốt từ nó tốt từ cái nó chống oxy hóa đó. Đây nè.
10 cái công dụng tuyệt vời của vitamin E nè. Cái này thì nó nói hơi 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 ấy. Giữ ẩm cho da nè, làm lành vết thương, ngăn ngừa ung thư da, giảm tình trạng ngứa da, hỗ trợ điều trị bệnh chàm, hỗ trợ điều trị bệnh vẩy nến, ngăn ngừa hình thành sẹo, ngăn ngừa nếp nhăn, làm dịu vết bỏng nắng, giúp móng chắc khỏe. Đó, nhưng mà cái này nó nói không có cụ thể lắm. Đây, trên trang Hello Bác Sĩ nè. Trang Hello Bác Sĩ là coi như là nó nói ok luôn nè. Một ngày là mình sử dụng một viên thôi nha, là nó đủ rồi. Mấy vị chỗ khác nó like, nó nói là một ngày 2-3 viên á, nhưng mà mình không nên mình sử dụng một ngày 2-3 viên. Một ngày sử dụng 2-3 viên là nó sẽ bị quá liều đó. Nó sẽ bị quá liều. Hóa có trong thực phẩm cũng như các loại đậu hạt và rau quả xanh này. Vitamin E là một loại vitamin tan trong dầu quan trọng, góp phần làm cái gì, góp phần trong nhiều quá trình của cơ thể. Công dụng của vitamin E là điều trị hoặc ngăn ngừa thiếu hụt vitamin E. Những người mắc một số bệnh có thể cần thêm vitamin E nè. Nó là chất giúp chống oxy hóa. Nói chung nó rất là nhiều công dụng nha. Trên thị trường thì có thể là có dạng uống nè, rồi vitamin E có thể để bôi mặt nữa nè, rồi làm cho đẹp da, đẹp tóc nè. Nói chung là công dụng rất là nhiều, mấy chị có thể lên trên mạng mấy chị ấy ha. Thoa mặt, vitamin E mấy chị về mấy chị cắt thoa mặt được nha. Bình thường mấy chị, hàng ngày em vẫn uống. Ba ơi, em nóng quá, em không cái quạt này, em ngâm điện không được. Hàng ngày á, ví dụ như mà em không có mang bầu nha, thì em uống một ngày là 4 viên. Một là viên bổ não, hai là viên collagen, ba là vitamin E, bốn là omega 3. Là 4 viên đó ngày nào cũng sử dụng hết trơn. Mà hiện tại có bầu thì coi như là em không có uống collagen, với lại là không uống collagen với không uống bổ não. Nhưng mà bây giờ là em hiện tại là em không uống vitamin E, bây giờ em cũng không uống vitamin E luôn. Hiện tại là em chỉ uống omega 3 với sắt, kẽm, với lại là lộn sắt với lại là canxi với lại viên đa vitamin thôi. Thì bây giờ hiện tại là đang có bầu thì em chỉ uống cái đó thôi. Có nghĩa là omega 3 uống hàng ngày luôn. Ngày nào em cũng uống hết trơn á. Đang có bầu càng phải uống cái vitamin cái omega 3 nữa. Còn hiện tại là em đang ngưng cái vitamin E á. Còn vitamin E bình thường mà nếu như không có bầu là ngày nào cũng sử dụng hết trơn mấy chị. Da nó rất là khỏe nha. Da nó rất là khỏe. Vitamin E mà mấy chị mà đi gì tắt cái máy lạnh. Vitamin E mà mấy chị đi chị nào mà bị bướu ở trong người rồi bị bướu á, mà bác sĩ mà cho uống mấy cái thuốc bướu á, là lúc nào cũng kèm thêm cái viên vitamin E ở trong đó để cho người mình uống mấy cái thuốc bướu rồi nó nóng á mấy chị, là uống bổ sung thêm vitamin E. Còn tóc nè, mình có thể mình lấy cái viên vitamin E đó, mình cắt cái viên đó ra, xong rồi mình hòa chung với cái dầu ủ tóc hoặc là cái dầu xả đó mấy chị, mình đem mình bôi lên tóc, tóc nó cũng mượt nữa. Rồi da chị nào mà ví dụ như bị vết chân chim ở mắt nè, hoặc là bị nám sạm đó, một tuần hai lần mình có thể ngắt cái viên vitamin E đó mình bôi trên da cũng được nữa. Nói chung là vitamin E nó đa dụng lắm. Giá là 550 một hũ nha, hiện tại em còn có 4 hũ nè. Cái bình ủ cháo 1 lít. Dạ rồi, ok chị Lã Tô Như nha. Có bình ủ cháo là có loại 1 lít, có loại 500ml nha. Có loại 1 lít, có loại 500ml. Không, cái canxi đồ kia là em không có bán mấy chị. Canxi rồi em không có bán. Tại canxi bạn em nó gửi từ Pháp về, nó gửi trước đó lâu rồi chứ bây giờ là không có gửi được nữa.
hàng canxi với hàng sắt là em muốn từ em muốn của không, quanh đây đó không phải, cái đó là quanh đây, không phải quanh đây cộng, quanh đây đó, quanh đây 50 của hàng dưới 50 cộng đó, chứ không phải hàng trên 50 cộng đâu. Thành thử là cái quanh đây đó là không có không ấy, không phải. Ủa Ngọc, glucosamine nước mình còn tới 4 lần luôn á hả? Coi nha, về có 7 chai mà hôm bữa trước khách dặn chị nhớ hình như là 4-5 chai gì đó. Không còn nữa, em coi cho em thiếu hàng của khách á. Rồi cái glucosamine nước này mấy chị, hiện tại ở đây là em trừ hao lại một chai đi, tại vì em nhớ là có khách dặn rồi, là coi như cái này là còn 3 chai nha. Glucosamine nước, cái dạng nước này á. Ủa cái viên là hết luôn hả? Viên là còn một hũ không hả? Rồi glucosamine viên. À, chị Thanh Nguyễn Diễm ơi, lấy em để lại một bộ mắt là fit oil đúng không? Một mật ong cho chị. Chị Hồng Vân có rồi nha chị ơi, có rồi, đặt hàng là đã để hàng rồi. Chị Thanh Nguyễn Diễm ơi, lấy cho chị nồi cơm điện 1 lít. À là số điện thoại, 4 số đuôi điện thoại. Cái loại 1 lít là lock and lock 630.000. Cái nồi mini màu đỏ đúng không chị Thanh Nguyễn ơi? Phải cái nồi lock and lock màu đỏ, cái loại mini đó đúng không? Cái hũ glucosamine viên em còn được một hũ nữa nha mấy chị ơi. Em còn một hũ nữa, giá là 680.000 một hũ. Cái này là 375 viên một ngày, mình sử dụng 2 viên. Ở đây em còn glucosamine, thì cái bên này nè, cái hàm lượng của nó cao hơn mấy chị. Hàm lượng của nó là tới 2000 ml, miligam chứ quên. Còn cái này là 1500 ml thôi. Dạ rồi, ok chị Thanh Nguyễn nha. Còn cái này là 1500 ml thôi. Để em nói vì sao mà chị nào nên dùng cái loại nước hay là cái loại viên nha. Dạ rồi, ok chị. Hôm bữa thứ hai like nhiều quá xong cái cổ nó bị rát. Ngậm cái kẹo nó đỡ viêm họng á, nhưng mà nó vẫn. Thì cái dạng nước này nè mấy chị, thì nó ghi là cái kiểu là fast liquid, có nghĩa là nó thẩm thấu nhanh vô trong người mình mấy chị. Nên là nếu như ai mà đang đau chân, đang đau khớp, đi cầu thang rồi mà cái khớp gối của mình nó cứ kêu rắc rắc, hoặc là cái khớp của tay của chân á, nó mỏi mấy chị, nó đau, nó nhức luôn ở trong khớp luôn á, nhất là cái đầu gối, đi cầu thang không được, mà giống như mình đi lên mà giống như là nó bị khô cái nhớt ở đầu gối á, thì là mấy chị nên uống dạng nước, tại vì nó sẽ nhanh, nó sẽ hiệu quả rất là nhanh luôn mấy chị. Uống chừng một chai à là coi như nó sẽ đúng rồi. Hôm nay em like thuốc, tại vì like hàng kia nữa là chốt không có kịp hàng cho mấy chị, là mấy chị hối quá đi. Đó là coi như cái dạng nước này á, thì coi như là mình uống là nó hiệu quả, nó sẽ nhanh hơn. Thì sau khi mình uống hết cái chai nước này rồi, nó giảm, nó đỡ rồi, thì lúc đó mình hẳn uống vào dạng viên. Tại vì dạng viên á, thì cái hiệu quả của nó sẽ chậm hơn là cái dạng nước. Và cái dạng viên thì nó rẻ tiền hơn, nên là mình uống phòng ngừa thì mình nên uống dạng viên. Uống phòng ngừa, uống dạng viên thì nó sẽ giá thành nó sẽ mềm hơn. 680.000 mà 375 viên, tính ra là mình sử dụng khoảng cỡ chừng 3 tháng mới hết một hũ, một ngày 2 viên ha, thì khoảng chừng 3 tháng mới hết một hũ. Còn rồi ok chị nha, ok chị. Còn cái dạng nước này nè thì là 850 một chai, mà một chai của nó là 1000 ml, thì mình chỉ sử dụng được một tháng thôi ha. Đó, hiện tại là cái glucosamine nước em còn được 3 chai, còn dạng viên thì em còn được một lọ nha. Viên em về hình như 5 lọ mà bây giờ hết sạch rồi, còn có một lọ. Mấy chị lớn tuổi á là mình nên uống glucosamine phòng ngừa trước. Cái nồi cơm điện lắp lắp chắc là phải gửi riêng á, chứ mà mấy chị dồn đơn là hàng nó bị nó không có được đảm bảo á mấy chị, là hàng hóa nó vỡ một cái là coi như em không chịu trách nhiệm á. Tại vì
Ê, Tiên ơi, cái one day này không phải của mình Tiên ơi. À, cái one day này là chị khách kia chị gửi mua cho chị 10 hũ là có hết rồi. Cái one day không phải one day 50 cộng mà one day thường á, one day dưới 50 tuổi á. Để hàng của chị Thanh Nguyễn là nhiều ít mấy đứa? Hàng của chị Thanh Nguyễn là nhiều hay ít? Thanh Nguyễn số đuôi 1126 á. Dạng nước là 850, dạng nước là 850, em nói mấy chị nghe mấy cái chỗ khác nha. Nó bán giá ví dụ như mà nó bán giá mềm hơn một xíu thì coi như là nhiều khi là ví dụ như ở bang khác mua. Tại vì cái bang mà bang Cali á, cái bang Cali là cái thuế nó đánh cao nhất trong mấy bang luôn á, cái thuế của nó là thuế VAT mấy chị, là nó đánh tới 9 mấy% lận. Đó, chị nào mà có người thân ở bên Mỹ em nói một cái là mấy chị hiểu liền à. Còn mà ví dụ như nó rẻ hơn nhiều là mấy chị phải coi lại hàng nha. Tại vì cái chai này nè, thứ nhất nó nặng tới 1,2 kg lận mấy chị, đi về là nó vừa tính cái phí là thực phẩm chức năng, là nó gọi là vitamin á, là nó vừa tính cái phí vitamin ha. Rồi nó vừa tính cái phí chất lỏng nữa mấy chị, cái thằng này là chất lỏng, nó tính thêm cái phí chất lỏng nữa. Nên là nó phải tốn hai phí, rồi kèm theo cái phí cân nặng nữa là ba cái phí ở trong đó, cộng vô cái món hàng này. Nếu như mấy chị mua ở bên Mỹ mấy chị thì nó tầm khoảng cỡ chừng 300 mấy, gần 400 ngàn thôi. Nhưng mà nó cộng hết mấy cái phí nó về nên đâm ra là cái giá thành nó cao. Còn mà chị nào mà mua cái lọ này nè mà tầm khoảng cỡ 500 ngàn là em bảo đảm với mấy chị phải coi lại hàng đó đi. Mấy chị phải coi lại hàng đi. Còn mà cái giá nó bán tầm khoảng cỡ 780 đến 800 ngàn á, thì là cái hàng nó có thể là coi như là nhiều khi mua ở bang khác á mấy chị. Bang khác thì cái VAT nó sẽ rẻ hơn một chút, thì cái giá thành của nó mềm hơn một tí. Đó, cái này là em nói không, em nói sự thật luôn á. Ai mà có người nhà ở bên Mỹ là mấy chị biết liền à. Rồi ai mà thường xuyên mà có người nhà mà gửi hàng về Việt Nam mình á, gửi hàng về Việt Nam chứ không tính cái chuyện xách tay nha. Xách tay thì coi như mấy chị đâu có tốn thuế phí gì đâu, là coi như là mấy chị sẽ hiểu được. Không, quanh đây 50 cộng em không có nha chị ơi. Quanh đây 50 cộng phải đặt hàng, chứ hàng có sẵn không có nha. Cái này là quanh đây 50 thôi mà của khách sĩ người ta dặn rồi. Rồi cái viên fish oil dầu cá này nè mấy chị. Đó, từ lúc bầu tới bây giờ là uống đã hơn nửa hũ rồi. Uống đã hơn nửa hũ rồi, ngày nào cũng coi như hai viên hết trơn. Sáng một viên, chiều tối một viên hết trơn á. Cái viên dầu cá này á, bình thường mình cứ uống qua ngoài, ngày nào cũng viên hết. Nó bổ mắt mấy chị, nó tốt cho não nữa, rồi nó tốt cho tim mạch nữa. Nói chung là cái dầu cá này nó rất là tốt cho cơ thể mình ha, tốt cho mắt nữa. À, chị nào mà mua cái này về nè là bắt ở nhà uống hết luôn. Loại nước thì một ngày mình uống 30 ml. Ở trong này khi mấy chị khui cái chai này ra nè, khui cái chai này ra thì cái nắp á, nó có cái vạch chia, nó có cái nắp á, nó có cái vạch chia ml mấy chị. Thì một ngày mình uống 30 ml, một ngày uống 30 ml, một bình của nó là 1 lít ha, là uống tầm khoảng có 1 tháng là hết. Quanh ở đây thì đa vitamin thôi. Quanh ở đây em không có bán, thường em cũng không có giới thiệu. Quanh ở đây là thuốc đa vitamin thôi, dành cho người phụ nữ, dành cho phụ nữ 50 tuổi trở lên. Cái này là tại vì hiện tại là em đang hết hàng, mà cái 50 này là 50 dưới, cái quanh ở đây này là quanh ở đây dành cho người dưới 50 tuổi. Còn nó có quanh ở đây mà 50 cộng á, thì dành cho người trên 50 tuổi. Thì cái này là bổ sung, nó là đa vitamin. Một ngày mình uống một viên này là bổ sung đầy đủ vitamin cho mình rồi ha. Là cái viên quanh ở đây này nè, giá của nó tầm khoảng cỡ 600 mấy hay 800 mấy thì em quên rồi. Em quên rồi. Đã nói không có mà mấy chị đặt. Không có cái quanh ở đây đó là khách sĩ, khách nhà thuốc á người ta lấy hết rồi. Khách mà nhà thuốc á người ta lấy hết rồi. Còn glucosamin viên á thì là giá là 680 ngàn, em còn một hũ thôi. Chị đặt lâu chưa chị? Chị Thủy Võ có chừa hàng không? Chị Thủy Võ chỉ hỏi là cái gì, chị đặt dầu cá có không kìa, là có không? Cái dầu cá thì hiện tại em có sẵn nha mấy chị ơi. Dầu cá hiện tại em có sẵn nha. Mấy chị cứ hay hỏi em là cái omega 3 với lại cái omega 3, 6, 9. Thì mấy chị cứ hỏi là coi như là vì sao mà mình không mua 3, 6, 9 luôn mình uống. Em cứ giải thích mấy chị hoài à.
Tại vì cái omega 6 với omega 9 á, là cơ thể mình nó tự tổng hợp được. Nó là từ dầu ăn, dầu thực vật và dầu động vật đó mấy chị. Mà những cái đó mình ăn hàng ngày luôn, nó dư ở trong cơ thể mình rồi, thành thử không cần bổ sung nữa. Còn cái omega 3 này là cơ thể mình nó không tự tổng hợp được, do đó mình phải bổ sung hàng ngày mấy chị. Mình phải bổ sung hàng ngày. Cái này nó tốt, nó tốt coi như cho tim mạng nó quay nữa đó. Nó tốt cho tim mạch, nó tốt cho não bộ, rồi nó tốt cho omega 3 là tiền chất của DHA. Người ta cứ hay nói vậy mấy chị, mà DHA là bổ não đó. Đó, rồi nó tốt cho mắt. Nói chung là cái hàng omega 3 này là người mình nó không có thể thiếu được, thành thử là cứ hàng ngày bổ sung. Mấy bé mà đang ở độ tuổi mà từ 16 tuổi trở lên đang đi học nè, cần là tốt cho mắt nè, hoặc là ví dụ như mấy chị lớn lớn tuổi á, rồi mấy anh nữa là cũng cần dùng hết trơn á. Đó là cái omega 3 ha. Giá là 500, cái omega 3 là 500 mấy mấy đứa? 520 đúng không? Cái dầu cá này là 520, một ngày mình sử dụng 2 viên, một hũ của nó là 200 viên nha mấy chị ơi. Một hũ là 200 viên, một ngày mình sử dụng 2 viên ha. Thì tính ra là được 100 ngày là 3 tháng. Ý, còn cái glucosamine này là hồi nãy là uống được 6 tháng chứ. Cái này glucosamine viên là uống được 6 tháng, trời ơi, nửa năm mà có 600 mấy à. Đó, chị nào mà ví dụ bị viêm khớp á, hay bị đau khớp, hoặc là mình muốn phòng ngừa đau khớp á, thì coi như là mình mua cái dạng viên này mình uống. Một hũ là 680 ngàn mà uống tới 6 tháng rồi, uống được nửa năm. Rồi, còn cái dầu cá này là 520 ngàn ha. Dầu cá là em còn được 5 hũ. Dầu cá là em còn được 5 hũ nha. Em chỉ chốt cái số lượng trên này thôi mấy chị, chứ hàng Mỹ bây giờ là coi như về được cũng khó khăn nữa. Rồi, cái này là cái thuốc giảm cân của Mỹ luôn ha mấy chị. Thuốc giảm cân của Mỹ luôn. Thuốc giảm cân của Mỹ là em còn được 6 hũ nè. Thuốc giảm cân của Mỹ còn 7 hộp chứ. Thuốc giảm cân của Mỹ là em còn 7 hộp nha. Cái đáp của nó là tháng 10 năm 2021 ha mấy chị. Tháng 10 năm 2021. Cái này là không chị ơi, sữa ông chúa mấy bữa em bán dặn nước, em nó không có gửi hàng về được nữa, thành thử em không có bán nữa nha. Nữa. Dầu cá một ngày mình sử dụng 2 viên, sáng 1 viên và chiều tối 1 viên. Sáng 1 viên và chiều tối 1 viên ha. Cái thuốc giảm cân hàng của Mỹ nha. À, chị nào mà ví dụ như cái này là em uống rồi, em đã từng uống tới 2 tháng là ham cái uống liên tục cái này là 2 hộp lận. Thì khi mà uống 2 hộp như vậy thì mấy chị giảm khoảng cỡ chừng được 4 kg. Đầu tiên nó sẽ giảm nhanh hơn. Cái lúc mà mấy chị uống cái hộp đầu tiên nó sẽ giảm nhanh hơn là uống, nếu như mấy chị mà kết hợp với ăn kiêng một xíu. Không có ăn kiêng mà khắt khe lắm, ăn kiêng theo cái kiểu là bình thường, ví dụ mình ăn một chén cơm đi, bây giờ mình ăn nửa chén lại thôi, rồi mình hạn chế là cái kiểu là đi nhậu đi nhẹt á, đi ăn thịt nướng đồ này nọ, mình chỉ ở nhà rồi mình hạn chế ăn mỡ lại một chút, mình ăn rau nhiều vô một xíu thôi. Có nghĩa là không có ăn kiêng khắt khe nhưng mà phải kiêng một chút. Thì cái tháng đầu tiên mấy chị sẽ giảm cái hũ đầu tiên á, mấy chị sẽ giảm được khoảng cỡ chừng 3 kg. Còn mà bắt đầu uống tới cái hũ thứ hai, khi mà nó giảm được cái lượng mỡ nhiều rồi thì bắt đầu nó sẽ giảm từ từ lại. Là uống cái hũ thứ hai là hồi đó hình như em giảm có được có 1,5 kg à, là cái lúc mà em 55 kg mà em giảm xuống là còn 51 kg, 50-51 kg mấy chị. Lúc đó mấy chị nhớ là cái cổ em nó nhăn, cái da nó nhăn lại á, là hồi năm ngoái á, qua Tết năm ngoái á, là coi như ăn xong rồi là bắt đầu nó mập lên á, gần tới 57-58 kg, xong rồi bắt đầu vô là uống giảm cân á, là năm ngoái á. Ủa, dầu cá mấy đứa đã để hàng cho chị Thủy Võ chưa ta? Lâu, dầu cá là như 2022 nha chị ơi. Dầu cá là tháng 10 năm 2022 nha. Chưa hả? Vậy rồi, ok chị Thủy Võ nha. Chị Thủy Võ cho em xin số điện thoại với chị. Sợ nhiều khi trùng tên Facebook á. Cho em xin lại số điện thoại với. Cái hộp giảm cân này nè. Dạ rồi, ok chị Nguyễn Thanh Thúy nha.
Cái hộp giảm cân này là giá là 650 ngàn nha mấy chị ơi. Giá là 650 ngàn một hũ. Một hũ của nó là 200 viên. Một ngày mình sử dụng là 4 viên. Một ngày mình sử dụng 4 viên ha. Sáng 2 viên và chiều tối 2 viên. Khi uống cái này thì mấy chị chỉ lưu ý cho em một điều. Chị Hồng Vân lấy dầu cá đúng không chị Hồng Vân? Lấy thêm một hũ nữa đúng không? Cái đợt hàng Mỹ vừa rồi mấy chị thấy hàng nó về lâu kinh khủng không? Dạ rồi, ok chị Thủy Võ, em thấy số chị rồi. Cái này á, mấy chị uống mấy chị chỉ lưu ý cho em một điều thôi là buổi chiều tối mấy chị uống trước 7 giờ cho em. Chứ nếu như mà mấy chị uống sau 7 giờ là nó sẽ bị mất ngủ. Tại vì cái này á, nó làm hoàn toàn từ trà xanh, hoàn toàn từ lá trà xanh, chứ nó coi như là không có phải mà mấy chị uống thuốc giảm cân mấy chị để ý nha. Tại vì thuốc giảm cân bây giờ hiện tại nó có hai dạng. Một là nó ức chế hệ thần kinh, nó ức chế cái tuyến yên mấy chị. Khi mấy chị uống ha, là coi như mình không có cảm thấy đói bụng rồi gì hết. Em nói cái triệu chứng là mấy chị uống là mấy chị biết liền à. Nó không có cảm thấy đói bụng gì hết trơn á, mà cái cổ mình lúc nào nó cũng cứ khát nước, nó khô cái cổ họng bắt buộc mình phải đi uống nước. Đó là coi như đó là cái dạng mà dạng ức chế cái hệ thần kinh của mình đó mấy chị. Là coi như nó đánh lừa, nó làm cho cái hệ thần kinh của mình nó ngủ đi, không cảm thấy đói. Cái gì? Sao được? Chia làm hai đơn hồi... Hả? Ai vậy? Hả? Âu Cơ thì gần mà. Gần thì coi như đặt Ahamu hay là nhờ anh Vũ anh giao thử. Không chị ơi, em không có thuốc tăng cân nha. Em không có thuốc tăng cân. Cái hũ này là giá 650. Ok chị Thoa Nguyễn, một dầu cá nha. Là dầu cá 1, 2, 3, 4 là dầu cá. Em chỉ còn được một hũ nữa là hết á. Dầu cá em còn một hũ nữa là hết á. Chị Thoa Nguyễn ơi, chị cho em hai số điện 4 số điện thoại đuôi cái nha. 4 số điện thoại đuôi cái. Giá của hũ này là 650. À anh đang nói đó là một cái thằng mà nó làm cho mình ức chế cái hệ thần kinh nha mấy chị. Thì uống cái loại đó nó rất là nguy hiểm. Vì sao? Coi như là lúc mà mấy chị uống nhiều quá mấy chị, nó làm cho con người mình hệ thần kinh mình đó, nó ngủ đi. Thì khi mà lỡ mấy chị bị bệnh cảm hay là bị một cái bệnh gì đó, lúc mà mình uống kháng sinh vô là coi như nó mặc định là coi như là nó ngủ rồi, nó mặc định nó không có tiếp nhận những cái chất khác nữa. Là lúc đó mấy chị uống cái thuốc kháng sinh vô trong người là nó không có đáp ứng được. Nó rất là có hại cho cơ thể. Và nó hại cho gan nữa, cho gan, cho thận nữa. Còn cái loại mà một loại nữa là nó gây cho mình tiêu chảy. Khi mà mình uống vô, người ta cứ kêu là detox. Uống vô xong rồi mắc đi bắt buộc phải detox người rồi mình đi toilet đó. Không phải mấy chị, cái đó là nó làm cho mình mất nước á. Đi tiêu chảy như vậy là nó làm cho người mình mất nước, giảm cân ảo. Khi mà mấy chị không uống thì không đi tiêu chảy nữa, tự động cái ký của mình nó lên. Nhiều chị nói, ủa sao uống thuốc giảm cân xong rồi ngừng uống là con lại mập trở lại á, là do là nó gây cho mình mất nước á, nên là nó làm cho mình giảm cân ha. Thì cái đó nó không có tốt. Giữa hai cái như vậy, nếu như mà lỡ mình có uống thì em vẫn khuyên mấy chị là nên uống cái thằng mà tiêu chảy hơn. Còn cái thằng mà nó làm cho mình biến ăn với lại là khát nước, khô cổ họng, cái loại đó nó nguy hiểm cực kỳ luôn, là mấy chị tuyệt đối không nên xài cái thuốc giảm cân mà nó có tác dụng như vậy ha. Cái loại này á mấy chị hàng Mỹ mà mua trong Costco, mấy chị uống không hề mà coi như mệt, hay là không hề mà gây ép tim, hay là không hề mà coi như tiêu chảy rồi gì hết trơn á, nó không có cái gì hết trơn á. Mà nó có cái nhược điểm của nó là nếu như mấy chị uống mà qua tầm khoảng cỡ chừng 6-7 giờ tối á, là nó mất ngủ thôi. Nó chỉ có một cái nhược điểm như vậy thôi. Tại vì nó chiết xuất hoàn toàn từ trà xanh, mà hàng Mỹ nữa đó. Nên chị nào mà ví dụ như có muốn giảm cân á, thì em khuyên mấy chị lấy cái hàng, nói chung là hàng nào cũng được mà mua tại Mỹ, mà coi như mua trong siêu thị đồ đàng hoàng ha. Đàng hoàng luôn. Hiện tại nó có một số cái loại Việt Nam mình á, xong rồi coi như nó đem nó gắn cái mắt bỉ rồi này nọ vô á, thì coi như là mấy chị cũng ấy, mấy chị có thể lên Amazon đó, mấy chị tìm hiểu ha. Ví dụ như mình muốn đặt hàng cái hàng này, thực tế nó có bán ở bên Mỹ hay không, mấy chị search trên trang Amazon á.
sạc trên sạc trên trang Amazon, ví dụ như mấy chị sạc Green Tea, Fast Burner này, là mấy chị sạc trên trang Amazon thì nó ra liền. Còn nếu như mà những cái dòng sản phẩm mà mấy chị nói bán ở bên Mỹ mà mấy chị sạc trên Amazon mà nó không có ra là coi chứ hàng đó là hàng nó mang cái mác Mỹ thôi chứ không phải là hàng Mỹ. Cái này là uống trong lúc ăn hoặc là sau bữa ăn, tại vì trà xanh nó cũng có ảnh hưởng tới dạ dày, cái kiểu là giống như là nó hơi nó không phải là có hại mà cái kiểu là nó hơi xót xót cái ruột á, giống như mấy chị mà chưa ăn cái gì hết mà uống nước trà đậm đặc vậy đó, là nó cứ hơi xót ruột, cái kiểu là nó hơi cào cào cái bụng, nó gây đói nữa đó. Nên cái này ở trên hộp nó cũng ghi luôn là uống with meal nè, là coi như là uống trong bữa ăn hoặc là sau bữa ăn, uống trong bữa ăn hoặc là sau bữa ăn. Uống cái lọ đầu là nó xuống á mấy chị, nhưng mà phải với điều kiện là mấy chị phải ăn kiêng một xíu, nhưng mà ăn kiêng ở đây em nói là không có quá khắt khe. Không có quá khắt khe, uống là ví dụ như mình ăn bình thường, mình ăn chén cơm thì giờ mình ăn nửa chén, hoặc là mình ăn rau ấy, nói chung là ăn hơi lành mạnh một chút chứ không có quá khắt khe mà như người mẫu rồi đâu. Cái da mà bị nám á mấy chị chụp cho em lại, để lát nữa em sẽ tư vấn cái vụ nám cho mấy chị nghe. Em bán hàng em nói thiệt tình lắm nha, không bao giờ mà em nói mà nói điêu hay là nói quá lên để cho mà bán cho bán hàng được đâu. Thành thử là có nhiều chị cứ nghe nó sự thật mất lòng á, cứ nghe em nói thật á, xong rồi là lại không muốn nghe, cứ nghĩ là không phải như vậy. Để lát nữa em nói cái vụ da cho, tại vì hôm bữa giờ em tư vấn da nám cho mấy chị rất là nhiều luôn. Để lát nữa em sẽ nói riêng một cái chủ đề đó cho mấy chị nghe nha. Đó. Rồi chị nào lấy cái hộp giảm cân này nữa thì báo em ha. Mấy chị muốn giảm cân cứ uống từ từ cho em, cứ uống cái này nó sẽ giảm từ từ, đừng có ham cái gì mà coi như giảm cân của Thái, uống tầm bậy tầm bạ vô xong rồi tới chừng nó hại gan hại thận rồi coi như là muộn màng rồi. Do là người mình nó không cái kiểu lớn tuổi á, là cái khả năng cái quá trình trao đổi chất á hả? Hôm bữa như 2,5 ngàn, quá trình trao đổi chất á nó bị hạn chế lại, nó bị chậm lại, thành thử là mình uống những cái này á, những cái mà nó tăng cường cái quá trình trao đổi chất á, thì mình uống cái này nó sẽ giảm từ từ. Mà chị nào mà đáp ứng tốt là có thể giảm 4 kg trong cái lọ đầu tiên mình uống, còn không là khoảng cỡ 3 kg. Như em uống là xuống cái lọ đầu là 3 kg, cái lọ thứ hai là khoảng cỡ 1,5 kg, cho không mấy nữa là em uống liên tục là 2 lọ đó. Là hồi đó là 55-56 kg mà xuống còn 50-51 kg hôm mà Tết năm ngoái. Rồi collagen Mỹ nha mấy chị ơi, collagen nước của Mỹ nha, cái đát của nó là năm 2022 nha mấy chị ơi. Cái đát của nó là năm 2022, collagen Mỹ mà. Thì giá của một hộp này là 800 ngàn nha mấy chị ơi. Uống collagen cũng vậy, có nhiều chị uống mới cần hộp và xong rồi ngưng. Thì làm sao mà cái da của mình nó đẹp được? Tại vì mấy chị phải hình dung những cái này là gọi là thực phẩm chức năng, chứ không phải là thuốc tiên. Đó, nhiều nơi nó quảng cáo, trời nó nói hoa mỹ kinh khủng luôn, nhưng mà không phải như vậy đâu mấy chị. Uống cái gì nó cũng phải từ từ, cơ thể mình nó đáp ứng từ từ rồi nó đẹp ra ha. Như gì em mà bà uống glucosamine viên á, mà tới 5 năm bắt đầu da là mới nó bay nám hết, là lúc đó mình mới để ý, mình mới thấy được. Còn ví dụ như mình uống mới có 1 tháng 2 tháng, hộp 2 hộp là mình không thể nào mình thấy cái hiệu quả được ha. Cái glucosamine nước cái collagen nước này nè, thì một hộp của nó là 10 ống. Em nói chị nào mà có điều kiện á mấy chị, uống khoảng cỡ chừng 1 năm á, tại vì mình uống liên tục như vậy thì tiết tiền ha. 1 năm mình uống cỡ chừng tầm 4 đến 5 hộp xong rồi mình ngưng, qua năm sau mình uống lại cũng được nữa. Đây nè, một ống của nó, một ngày là mình uống một ống như vậy nè. Uống chị phải kết hợp ăn kiêng nữa, uống chị phải kết hợp ăn kiêng nữa chứ bây giờ mà mình uống xong rồi mình cứ ăn thả ga vô là không cách nào mà xuống được. Tại vì mấy chị hình dung nha, cái hàng mà hàng chất lượng á mấy chị, là hàng mà hàng ví dụ như hàng giảm cân mà hàng tốt á,
là nó không có cái kiểu mà như em nói, mà coi như thường thường mấy chị cứ thấy uống mà cái loại mà nó không cho mình ăn á, thì nó làm cho giảm cân, thì cái đó là hiển nhiên rồi. Nó chỉ là tăng cái quá trình trao đổi chất lên, là bình thường mình ăn vô ha, thì coi như là nó không có đào thải mỡ ra, thì bây giờ nó tăng cái quá trình trao đổi chất lên, nó làm cho nó giảm cái năng lượng ra. Và mấy chị phải kết hợp với nó nữa, chứ mấy chị không kết hợp với nó mà mấy chị coi như bình thường mình ăn một chén cơm, bây giờ nó tôi uống thuốc giảm cân rồi, giờ tôi ăn coi như một chén hai chén nữa thì làm sao mà được. Phải hỗ trợ kết hợp với ăn kiêng một chút nữa, không cần quá khắt khe, không cần quá khắt khe. Nó mập là chỉ có là nạp năng lượng nhiều hơn là vận động thôi chị ơi, cái đó là chắc chắn luôn, cái đó là coi như là từ xưa tới giờ luôn rồi. Tại vì cái ví dụ như một ngày mình vận động mình tiêu hao chỉ có là ví dụ như 5.500 kcal, ví dụ như tới 9 còn dư 400 kcal thì nó sẽ tích tụ vô là làm mỡ, thành mỡ đó. Đó, bây giờ ví dụ như mình muốn giảm đúng không, thì một ngày mình vận động phải 600-700 kcal mình vận động tiêu hao năng lượng á, mình nạp vô chừng 300 kcal thôi, thì 400 kcal đó là nó đào thải mỡ ra, nó lấy mỡ nó tích tụ của mình á, nó em nó đào thải ra để nó chuyển hóa thành cái năng lượng, thì nó sẽ giảm, thì nó sẽ giảm đó. Cái này là cái collagen nha mấy chị ơi, collagen. Chị không tin chị cứ tính toán cái năng lượng chị nạp, cái hoạt động của chị đi, điện thoại bây giờ thông minh á, chị đem chị tải cái phần mềm mà tiêu hao năng lượng về đó, ví dụ một ngày mình đi bộ bao nhiêu, hoặc là một ngày mình ăn cái món gì thì nó kilocalo trong đó cho mình á, ví dụ như một chén cơm mình quy ra là cái kilocalo bao nhiêu, rồi mình ăn ví dụ như đồ xào đó kilocalo bao nhiêu. Áo đang mặc là áo bầu mấy chị ơi, đầm em đang mặc là đầm bầu. À, mấy chị tính cái kilocalo, cái đầm em đang mặc là đầm bầu nha, em không có bán. À, tính cái kilocalo là mấy chị quy ra là mấy chị biết liền rồi. Trên điện thoại của mình nó có cái app, mấy chị tải cái app về, tải cái app mà coi như là năng lượng, mình cứ lên là mình coi là cái tiêu hao năng lượng, hay là quản lý cân nặng, hoặc là kiểm soát cân nặng. Mấy chị lên cái app á, mấy chị tải về đó, nó có là cơm, ví dụ như một chén cơm là quy ra là bao nhiêu kilocalo, nửa chén là bao nhiêu kilocalo, nó tính cho mấy chị hết á. Rồi cái collagen này là 800.000 một hộp, một hộp là 30 ống như thế này nha mấy chị ơi, một ngày mình sử dụng một ống ha, một ngày mình sử dụng một ống. Nếu như chị nào có điều kiện thì mình cứ uống liên tục, còn nếu như chị nào mà không có điều kiện thì mình uống khoảng cỡ chừng 4 đến 5 hộp mình ngưng, xong rồi qua năm sau mình tiếp tục sử dụng nữa. Cái collagen này á là coi như là chị nào mà ví dụ cái da của mình mà nó lâu bị lão hóa, nó không có bị nhăn nhiều mấy chị, là do cơ thể mình bổ sung cái collagen này đúng nhiều đủ. Cái collagen là những cái sợi liên kết đó mấy chị, giống như cái mạng nhện của mình đó mấy chị, thì coi như nó là những cái sợi mà nó liên kết lại để nó giữ cái da cho mình nó được phẳng, nó được thẳng thớm, nó không có nhăn nheo. Rồi cái collagen này thì em vừa mới về ha, em còn được 10 hộp luôn á, em vừa mới về, giá là 800, hôm bữa thứ hai em có like á. Hộp giảm cân là 650 một hộp. Một hộp của nó là 200 viên. Một ngày mình sử dụng 4 viên thì tính ra là mình sử dụng được 50 ngày ha chị. 50 ngày là gần 2 tháng ha. 50 ngày là gần 2 tháng. Cái gì ta? Cô có mua hàng bên cháu rồi, mới mua hộp tơ tầm 520. Hồi sáng này coi thấy da sạm đen nên chưa xài, hỏi cháu có nên mua hộp kem chống nám không? Mấy chị hỏi về nám thôi, bây giờ sẵn em còn vài cái đồ Mỹ nữa, em like luôn cái đồ Mỹ đi, rồi em sẽ chuyển qua em nói cái vấn đề nám cho nha. Còn chị nào mà hỏi nám, mấy chị phải chụp cái da, mấy chị phải gửi qua cho em. Chứ còn nám em rút kinh nghiệm rồi, nên là bây giờ chị nào cứ hỏi về nám hoặc là cái da của mình bị tình trạng gì, mấy chị chụp màn hình cái da của mình á, mấy chị gửi qua cho em, nhưng mà chụp bằng camera sau giúp em nha. Chứ chụp bằng camera trước là nó có cái chế độ là chụp chân dung, nó chỉnh sửa ảnh mình nhiều quá, thành thử em không có nhìn kỹ cái da được. Mấy chị chụp bằng cái camera sau á, nhờ ai đứng chụp, hoặc là mình có thể mình quay cái camera lại á,
Ví dụ như cái điện thoại camera trước thì dễ ha, mình quay cái camera sau này mình đứng vậy nè. Mình chụp cái da cho em nha, chụp bằng camera sau chứ camera trước nó sửa ảnh hơi nhiều, thằng nữa em nhìn không có rõ. Rồi, ở đây em còn từ từ, em còn mấy món hàng Mỹ nữa, em like xong rồi em sẽ qua cái chủ đề về nám và em nói luôn. Tại vì cái nám là phải nói dài cho mấy chị, phải giải thích cho mấy chị hiểu. Cái gingo, cái bộ não này mấy chị, cái bộ não của Mỹ luôn ha. Bộ não của Mỹ luôn, cái đáp của nó là tháng 9 năm 2022 nha mấy chị ơi. Giá của một hộp bộ não là đợt này em về là giá nó cái bộ não này nhiêu gái? 650.000 nha mấy chị ơi. Lọ bộ não này là giá 650.000, một hộp là 300 viên. Một ngày mình sử dụng 2 viên, sáng và chiều tối một viên nha. Bộ não hiện tại là em có 8 hộp ha mấy chị. Ủa bộ não có 5 hộp mà em. Bộ não có 5 hộp. À cái Ginkgo á, cái kia là 10 hộp là của cái chị khách chị đặt cái vậy là hình như là ở trên em ghi 8 hộp, vậy là chỉ còn có 3 hộp thôi. Còn 10 hộp kia là có chị khách mà nhà thuốc á, chị đi lấy 10 cái hũ quanh ở đây với là 10 cái hũ này rồi. Chị khách nhà thuốc á, để lát nữa chị xuống chị cho cái địa chỉ. Cái này là em còn được 3 hũ nha mấy chị ơi. Cái bổ não của Mỹ nè. Cái này á là cái kiểu là mình uống để phòng ngừa mấy chị. Chị nào mà ví dụ như mình hay cái kiểu mà hay chóng mặt hay nhức đầu á, hoặc là giống như là mình uống phòng ngừa sau này là lão hóa não á, giống như là bị mất trí nhớ nè, rồi cái kiểu là bị rối loạn tiền đình, bị mất trí nhớ rồi xong rồi là hay chóng mặt á, đó là cái này, cái bổ não ha, Ginkgo biloba của Mỹ nè. Em thấy mà ở Việt Kiều mà nhà người nhà mà có Việt Kiều ở Mỹ nha, lúc nào ở trong nhà mà về tặng cho ông bà đồ cũng có một lọ bổ não nè, cũng có một lọ dầu cá nè, rồi cũng có một lọ glucosamine viên. Bảo đảm ở nhà ai mà coi như có Việt Kiều ở Mỹ về cũng có mấy cái lọ này hết trơn đó. Giá của cái lọ bổ não là 650 nha mấy chị ơi. Dạ rồi, ok chị Hồng Vân. Em còn có chị Hồng Vân chốt một lọ nữa thì em còn có 2 lọ thôi nha. Em còn có 2 lọ thôi, tại vì mấy lọ kia là có cái chị khách, chị ở, chị bán nhà thuốc á mấy chị đặt hàng. Dạ rồi, ok chị Hồng Vân nha. Là em còn được 2 lọ bổ não nữa. Cái kẹo này nha mấy chị ơi. Kẹo trẻ em. Kẹo trẻ em này về 4 hũ mà hai đứa nhỏ em nó dứt hết 2 hũ rồi đó, bây giờ còn được 1 hũ nè. Hôm bữa có chị khách chị lấy 1 hũ nữa. Về 4 hũ mà coi như hai đứa nhỏ nhà em hết 2 hũ rồi. Dạ rồi, ok chị Bằng Lăng Tím nha. Rồi em giới thiệu á, em nói em giảm cái cân á. Mấy chị không cái kiểu là nói thiệt á thì mấy chị không có nghe, nhưng mà quảng cáo là trời ơi mấy chị uống vô giảm 5 đến 6 cân đến 7 cân là mấy chị ham lắm. Nhưng mà cái gì em phải nói thiệt. Em phải nói thiệt chứ không có bao giờ mà tư vấn hoa mỹ cho mấy chị đâu. Cái giảm cân bây giờ cái này nè, mấy chị không tin chị nào mà có người nhà ở bên Mỹ, mấy chị biết là đa phần ở bên đó mà người Việt Nam của mình á mà ở bên Mỹ mấy chị mà coi như mà muốn giảm cân là toàn bộ là mua cái loại này hết trơn. Cái green tea này nè, đều vô trong siêu thị mình uống cái này hết trơn. Vitamin tổng hợp là nó bổ sung đầy đủ tất cả các loại vitamin. Ví dụ như ai mà lười á mấy chị, ai mà lười mà uống viên này viên kia, uống 2-3 viên á, thì một ngày mình sử dụng một viên thôi. Một ngày mình sử dụng một viên thôi. Cái này á nha là dạ không chị Yến Trinh ơi, không có nha. Để em chốt cho chị gì ở trên đây. Chị Kim Ngân Nguyễn một lọ bộ não. Ok chị Kim Ngân Nguyễn nha. Những người mà ở bên Mỹ, người ta muốn giảm cân, người ta toàn uống cái green tea này không à. Chị nào mà có người nhà ở bên Mỹ, có mà kiểu hơi trẻ trẻ, hơi tầm khoảng cỡ 55-60 tuổi trở xuống mà muốn uống giảm cân, là đa phần là sử dụng cái này không à. Mấy chị không tin, mấy chị cứ hỏi coi. Như con em bên đó, nó cũng cứ tối ngày cứ uống cái này luôn à. Ăn cứ sợ mập á, cứ tối ngày uống cái này thôi. Nó chỉ cần nó mập lên 1 kg thôi là bắt đầu là nó cứ uống, nó cứ kiểu uống duy trì. Thay vì bình thường ví dụ một ngày mình uống 4 viên đúng không, mà nó muốn duy trì cái cân nặng đó là nó uống
mình lớn tuổi á, cái khả năng đào thải mỡ của mình kém á, nên là nó uống buổi chiều tối, mà nó uống duy trì vậy nha mấy chị, là nó uống 2 viên thôi. Có nghĩa là ví dụ nó thấy cái thân hình của nó là bình thường rồi, à, không có cần mà ví dụ như nó không có muốn giảm nữa, hoặc là nó không để cho tăng á, thì thay vì một ngày uống 4 viên thì một ngày nó uống 2 viên, mà nó uống buổi chiều tối chứ nó không uống buổi sáng. Do chiều tối là bắt đầu mình ăn xong rồi mình chuẩn bị mình đi ngủ á, là nó dễ gây mập, do lúc đó dạ dày mình nó vẫn còn hoạt động á, nó chưa có trao đổi chất hết, nên là nó hay uống buổi tối. Cái kẹo này á, là cái kẹo bổ sung đa vitamin. Mấy bé mà biếng ăn á, là mình ăn cái này là coi như là nó đầy đủ chất hết, mình không có sợ nó thiếu chất. Mình không có sợ nó thiếu chất. Cái gì thiếu cho mấy đứa nhỏ nhà em không bao giờ thiếu cái món này mấy chị. Trời ơi, nó nhai nhanh ghê lắm luôn á. Thì ở trên này nó ghi á, là 2 đến 3 tuổi một ngày 1 viên, 4 tuổi một ngày 2 viên. Nhưng mà em cho nó ăn 3 viên luôn, 3 hoặc 4 viên, maximum không được quá 5 viên. Đó, là coi như nó bổ sung đầy đủ hết tất cả các loại vitamin. Nó là nó ở Mỹ nó hay lắm, nó làm cho trẻ em là nó chiết xuất cái dạng kẹo vậy không nè. Cái này là kẹo dẻo ha. Kẹo dẻo nè. Nó dạng kẹo chip chip nè. Hàng mà mấy chị mua bên em á là mấy chị yên tâm, chị nào mà đã mua hàng bên em rồi mấy chị biết. Ví dụ như những cái chai này nè, em chấp nhận mấy chị xả hàng chứ em không bao giờ. Ví dụ như em nói mấy chị, cái hàng này tầm khoảng cỡ chừng 2 tuần mới về hàng, mấy chị có ok không thì hẳn đặt hàng, còn mấy chị không ok thì thôi. Chứ em không bao giờ mà cái kiểu mà ví dụ như muốn bán hàng cho mấy chị. Chứ bây giờ ví dụ như em là người làm không có tâm đi ha, mấy chị đặt hàng em xong rồi khoảng cỡ chừng 4-5 ngày sau em đem em chạy ra ở ngoài đi, em mua cái chai về đây đi, em giao cho mấy chị, không khỏe hơn nè, mà coi như kiếm được coi như là ở bên mình á, nó bỏ xỉ cho mình á, thậm chí còn rẻ hơn là em mua hàng bên Mỹ mà gửi về nữa đó. Đó thì nhiều khi là nó đi bằng hàng container hay là coi như hàng cận đát, xong nó xóa đát nó làm lại đát mới, mình đâu có biết được đâu. Đó, nếu như mà em bán không có tâm em chạy ra đó em đem đi mua lại đi, khỏi bị tồn hàng, xong rồi coi như ai đặt bao nhiêu em ra em lấy bấy nhiêu. Nhưng mà không có, mấy chị biết mua hàng bên em là em không bao giờ làm cái việc đó hết trơn hết đó. Em đợi 10 ngày, 15 ngày em cũng đợi hàng về rồi em giao cho mấy chị. Có nhiều chị không hiểu á, cứ thấy như vậy đó, xong rồi bắt đầu là mấy chị đi mua chỗ khác. Một là thấy giá rẻ hơn, hai là coi như đợi lâu quá, đợi không được nữa. Thì bây giờ em chấp nhận thôi, chứ em không có làm những cái chuyện mà coi như trái với lương tâm. Em bán sao thì em nói vậy thôi. Chứ lỡ mấy chị mà uống trong người, mà mình đã lớn tuổi rồi, đã lớn tuổi rồi, ví dụ như mấy chị khách là đã lớn tuổi rồi mà mua về uống trong người, lỡ trúng ba cái hàng tầm bậy tầm bạ rồi coi như bị cái vấn đề gì đó thì làm sao, rồi chết luôn á. Thuốc bổ não là 650. Thuốc bổ não hiện tại em chỉ còn một hũ duy nhất thôi. Bổ não là em còn một hũ duy nhất ha. Còn cái hũ này là 380.000 nha mấy chị ơi. Một hộp của nó là 160 viên. 160 viên. Cái này là cho mấy bé khoảng cỡ chừng 12 tuổi đổ xuống á, 10-12 tuổi đổ xuống á mấy chị. Cái này nè, bổ sung đầy đủ tất cả các loại vitamin A, C, D, E, B6, rồi B12, biotin, kẽm, sắt, rồi canxi, đồ gì đầy đủ hết trong này luôn. Đó là 380.000, em chỉ còn một lọ duy nhất thôi. Mấy đứa nhỏ nhà em nó mới khui ra một lọ nữa thấy rồi, thì còn đúng lọ thôi. Rồi, giảm cân là 650 nha chị Linh Nguyễn ơi. Giảm cân là 650 một hũ. Một hũ là 200 viên, một ngày mình sử dụng 4 viên. Cái này là cái biotin, là biotin 500 mg hả mấy chị, 500 cái gì đây. Một hũ của nó là 250 viên nha mấy chị, một ngày mình chỉ sử dụng 1 viên thôi. Biotin này thì dành cho những ai mà tóc rụng nhiều. Đó, dành cho ai mà tóc rụng nhiều, hoặc là ví dụ như bắt đầu là mấy chị mà bước tới cái độ tuổi mà tóc bắt đầu nó mình sợ tóc bạc sớm á mấy chị, mình đem mình uống phòng ngừa thì nó sẽ kéo dài cái thời gian mà tóc nó bạc ra ha. Thay vì ví dụ như 50 tuổi là tóc mình bắt đầu bạc đi, thì mình bổ sung cái này từ lúc 45 tuổi đi, thì có thể là nó sẽ kéo dài tới 55 tuổi tóc mình mới bạc. Đó là nó như vậy ha. Cái biotin này ngoài ra nó còn tốt cho móng nữa mấy chị. Nó khỏe móng kinh khủng luôn. Nó tốt cho móng, xong rồi mấy chị uống cái collagen này nó cũng có bổ sung biotin nè. Cái collagen này nó cũng có bổ sung cái biotin ha. Bình thường mấy cái collagen khác nó không có biotin, nhưng mà cái collagen này nó bổ sung cái biotin của mình là hàm lượng tới 2000 luôn á. Là nó bằng gần một nửa cái này nè.
Đó, chị nào mà uống cái này là nó có biotin ở trong này luôn nè, là nó khỏe móng rồi nó tốt cho tóc nữa nè. Cái biotin này nè mấy chị. Đâu có lùng cái. Hôm bữa 130 hay 120 gì quên mất rồi. Có ai lấy một chai 130 à? Ủa bậy nè, một chai nha. Ừ. Cái biotin này giá là 500 ngàn nha mấy chị ơi. Giá là 500 biotin này. Biotin này em còn được có 2 lọ. Biotin này em còn được có 2 lọ nha. Cái biotin này chị nào có lấy thì chốt cho em đi, còn không là em để lại cho chị khách nhà thuốc luôn. Tại vì chị khách nhà thuốc hôm bữa chị có dặn biotin mà con bé nó quên mua. Biotin này em còn có 2 lọ nha. Giá là 500 ngàn. Một ngày mình sử dụng một viên thôi, tính ra 250 viên là xài được tới 200 mà 8324 là xài được tới 8 tháng luôn. Mình cứ bỏ trong miệng mình ngậm thôi chứ không có cần uống như không cần uống nước. Nó thơm cái mùi kẹo dâu nó tan từ từ ở trong miệng đó mấy chị. Cái đáp của nó là tháng 8 năm 2021 nha. Tháng 8 năm 2021. Collagen, collagen cái này là dạng nước chứ không phải là collagen dạng viên nha. Thành thử nó không phải là hũ mà nó là ống. Một hộp của nó là 30 ống, giá là 800 ngàn. Một hộp là 30 ống, giá là 800 ngàn. Cái ống nó như vậy nè. Đó, buổi sáng mình pha với nước mình uống ha. Sáng mình pha với nước mình uống một ngày một ống. Chị nào mà nám da, sạm da đổ mấy chị, cái này bổ sung cái này vô là ok lắm luôn á. Bổ não một ngày 2 viên nha chị Hồng Vân ơi. Bổ não một ngày 2 viên, sáng một viên, chiều một viên. Sáng một viên, chiều một viên ha. Rồi, em còn được 3 cặp dầu gội biotin nha mấy chị ơi. Em còn được 3 cặp dầu gội biotin ha. Dầu gội xả biotin nha. Dạ rồi ok chị Xuân Lan Vũ Thị là một biotin. Đây nè, thuốc giảm cân nè. Hàng của Mỹ nha mấy chị. Cái này là hàng em về được trước. Mấy chị có thể xem cái like mà cách đây khoảng cỡ chừng đợt này là nó đi về là 10 ngày được trước 7 ngày là mấy chị xem lại cái like cách đây khoảng cỡ chừng 17 ngày á. 17 18 ngày á là hàng nó về cái đợt này nè. Cái lô hàng này đợt này về, được trước về đó. Rồi cái biotin này á nha, nó hay lắm. Chị nào mà về mấy chị uống thử coi, mấy chị ngậm thử. Mấy chị ngậm khoảng cỡ chừng một tuần thôi là tóc mấy chị thấy nó giảm rụng hẳn luôn á. Bình thường ví dụ rụng nắm một nắm vậy đó. Tới chừng mà mấy chị ngậm cái này khoảng cỡ chừng một tuần đến 10 ngày thôi là mình thấy tóc coi như nhiều khi nó không rụng rụng cộng nào á. Hoặc là ví dụ nó rụng chỉ 2-3 cộng thôi. Cái này nó điều trị, nó làm giảm cái tóc rụng của mình rất là hay nha. Làm giảm tóc rụng của mình rất là hay. Mọc tóc là với điều kiện là cái độ tuổi của mình còn đang mọc tóc nha chị ơi. Mọc tóc á, là cái điều kiện là ở mình là cái chân tóc nó còn nha. Cái chân tóc nó còn. Chứ còn mà bây giờ ví dụ như những ai mà ví dụ như cái này em nói nha. Ví dụ như những ai mà đang bị hói á, thì mình ngậm vô thì nó không có mọc. Ví dụ như chị nào mà cái chân tóc nó còn á, thanh rụng là nó sẽ mọc lại tóc con. Vậy là cái biotin này em hết luôn nha. Em chỉ còn 2 hũ thôi. Tiền đâu ra? Đi đổi đi, sắp đi. Trời ơi, đi đổi qua nhanh thiệt nhanh đó mày. Đi đổi mình đi mò lên đây. Mày rảnh nữa. Dạ rồi ok chị Lê Thúy ơi, chị cho em xin xin số điện thoại với. Tại vì Lê Thúy bên em nhiều á, chị cho em xin số điện thoại đó. Biotin em hết rồi. Biotin em hết rồi nha. Hết biotin rồi mấy chị ơi. Tại vì biotin em chỉ còn có 2 hũ thôi. Cái đợt này nè là coi như khách nhà thuốc đặt em cái này mà con bé nó quên gửi về mất. Giảm cân là 650 một hũ. Giảm cân là 650 một hũ nha mấy chị. Hàng của Mỹ nha. Hàng của Mỹ, bao hàng cho mấy chị. Mấy chị mà cầm đi mà hàng giả, hàng nhái, hàng bậy, hàng bạ gì là coi như mấy chị cứ tới đây em đền cho mấy chị gấp 10 lần. Đó, hàng em bán là hàng thật, việc thật, không có bán bậy bạ hay là lấy ba cái hàng trôi nổi rồi hàng coi như hết đát, chập đát rồi gì cho mấy chị hết trơn. Hàng về là khui thùng là like cho mấy chị liền luôn, có bill, có giấy tờ đồ đàng hoàng. Đó, rồi em còn 2 món hàng Mỹ này nữa là hết nha.
cái mật ong còn ít lắm á, mấy chị nào có đặt á thì coi như đặt luôn nha mấy chị ơi. Hồi nãy là đi hết một chai, là bây giờ mật ong em còn 6 chai á mấy chị. Mật ong chai nha, giá là 260.000 á. Rồi, cái kem đánh răng này của Mỹ luôn ha mấy chị, giá là 150.000 một ống nha, 150.000 một ống. Đó, em còn được em còn được 2 bắt ha. 2 bắt 1 bắt. Là em còn được 2 bắt là 10 ống đó mấy chị. Nó em còn được 2 bắt, giá là 150.000. Còn chị nào mà mua hết một lố của nó là 10 ống đó mấy chị thì giá nó sẽ giảm là coi như là còn 140 một ống ha. Nếu như chị nào mà mua hết một bắt là một lố của nó đó thì coi như là giảm còn 140. Còn mà mấy chị mua lẻ là 150 ha. Mấy chị mua lẻ một ống như là 150. Giảm cân thì một ngày mình uống sáng 2 viên, chiều tối 2 viên. Nhưng mà cái đó là tại vì nó làm từ trà, hoàn toàn từ trà xanh á, nên là mấy chị là phải uống cái buổi tối mấy chị uống trước. Ví dụ như mấy chị khoảng cỡ 10 giờ ngủ đi thì mình uống trước 7 giờ cho em. Uống trước 7 giờ. Ví dụ như mình chưa có ăn cái gì thì mình ăn cái gì lót dạ sơ sơ đi, rồi mình uống vô ha. Mình uống vô. Một lọ của nó là 200 viên, mấy chị uống thuốc giảm cân mấy chị cứ hay hỏi là uống xong rồi giảm được bao nhiêu ký, hoặc là coi như là uống bao lâu giảm cân. Cái này là tùy cơ địa nha, cái này là tùy cơ địa. Ví dụ như cơ địa của em đi thì em uống cái lọ này nè là giảm, là uống cái lọ đầu tiên thì nó giảm xuống được là 3,5 đến 4 ký đó. Còn uống cái lọ thứ hai nó giảm khoảng cỡ 1,5 ký thôi. Uống hết cái lọ thứ hai, còn uống cái lọ thứ nhất là nó giảm nhiều lắm. Thì cái này còn tùy cơ địa nữa nha. Ủa mấy chị khác xem có rõ không mấy chị? Mấy chị khác xem có rõ hay không? Nhưng mà lúc em uống á thì em có, cái này có mất ngủ nha. Cái này có mất ngủ tại vì nó là hả? Rõ hả? Vậy là mấy chị coi thử cái chị coi thử cái mạng của mấy chị thử sao. Cái này là tại vì nó làm hoàn toàn từ trà xanh, thành thử là cái nhược điểm của nó là dễ gây mất ngủ, nên mấy chị phải uống. Mấy chị phải uống trước 7 giờ tối cho em. Uống trước 7 giờ tối cho em nha. Em là gần tới thằng 4 rồi. Đó. Ủa cái à, cái này còn. Rồi còn cái này là cũng là đánh răng của Mỹ luôn nha mấy chị ơi. Đánh răng của Mỹ luôn. Cái này là than tre mà nó là deep clean nè. Nó vừa trắng răng mà coi như là nó vừa làm mà, nó vừa làm sạch sâu nữa nè mấy chị. Nó vừa làm sạch sâu nữa nè. Em nói lớn lắm rồi á, mấy chị mở cái volume của mấy chị lên thử đi. Chứ bây giờ mà em hét lên nữa là em khan tiếng luôn á. Em đang nói lớn lắm á, mấy chị coi thử cái mạng bên nhà mấy chị thử làm sao. Nếu như không rõ mấy chị thoát ra xong mấy chị vô lại thử nha. Mấy chị vô lại thử. Hôm bữa thứ hai em like liên tục 8 tiếng đồng hồ là bắt đầu hơi khô cổ rồi. Do ngậm mấy cái viên kẹo mà kêu âm của Thái á, mấy chị nó đỡ, nó không có bị viêm á, nó không có bị khan á. Cái này là giá là 200.000, đợt này là có sale này chứ mấy bữa trước là coi như giá là 220. Cái này là làm sạch sâu. Rồi cái này mấy chị, mặc dù là em bán mà em xài coi như em xài cũng tiết kiệm lắm. Có nghĩa là cái này không có dám dùng hàng ngày luôn á. Cái lọ này nè, không có dám dùng hàng ngày luôn á mấy chị, mà coi như chỉ để xài là coi như buổi tối thôi. Còn là cái lọ này thì coi như là xài buổi sáng. Cái lọ này xài buổi sáng nè, còn cái lọ này là xài buổi tối hoặc là cách ngày xài một bữa nè mấy chị. Cái này nó mắc tiền quá mình tiếc, nhưng mà cái này nó làm sạch sâu. Nó từ than tre mà của hãng Badawi Crest nữa, là hãng nổi tiếng của Mỹ luôn. Đó, cái này bản thân em cũng xài em cũng thấy tiếc tại vì nó hơi mắc tiền. Nên xài cũng cứ buổi tối là xài thôi, tại vì cả ngày á. Cả ngày mình đánh răng đồ mấy chị, cả ngày mình ăn đồ đó xong rồi cái mảng bám nó bám vô răng đồ á. Thành thử là phải xài cái đó. Hết rồi, em hết rồi. Cái kẹo ngậm của Thái nó hay lắm mấy chị ơi. Ngậm nó, tại vì nó là nó, cái keo ong mấy chị, nó có cái tính kháng khuẩn ở trong đó. Hoặc là ví dụ như mật ong, ví dụ như bị viêm họng á, mấy chị để cái chai mật ong á, mấy chị ngậm khoảng cỡ chừng 1 đến 2 muỗng mật ngậm trong cổ họng, mà ngậm hơi sâu, hơi khò khò. Nó sát khuẩn cổ họng rất là hay luôn nha. Hai chai trước mặt em là xả gội ngày là em nói quá trời luôn á, nói có khi 4 đến 5 tiếng mà ngày nào cũng nói như vậy, mà mấy chị thấy lâu lâu nó mới bị viêm họng thôi chứ nó không có bị thường xuyên. Đó, hai cái chai này là xả gội của Thái nhà hàng Biotin nè. Cái chai Biotin nè. Ủa lộn, của Mỹ chứ.
Một cặp này thì giá là 580 ngàn một cặp. Em còn đúng 3 cặp nha mấy chị ơi. Em còn đúng 3 cặp dầu gội xả của Mỹ. Cái hàng này hàng giả nó nhiều kinh khủng luôn. Mà giả nó có giả loại 1 và nó có giả loại 2 nữa. À, để em đặt nhà thuốc, tụi hôm bữa giờ em đặt hàng mà không có. Hôm bữa giờ em đặt hàng mà nó hết hàng rồi, nó không có. Cái đó là em phải đặt tại nhà thuốc trong hãng Western của Thái á, chứ bây giờ là không có không có cái bạn mà hướng dẫn viên bạn đi. Bình thường thì bạn đi tour Thái á, xong em đặt bạn mang về thì coi như là ví dụ không có nhà thuốc này thì có nhà thuốc kia. Chứ bây giờ là không có cái nhà thuốc nào để đặt hết trơn á. Bây giờ là chỉ có trong cái Western đó nó có cái nhà thuốc, thì chỉ duy nhất chỗ đó em mới cà thẻ visa em trả rồi coi như là nó mới chuyển hàng về thôi. Chứ còn là không có cái bạn hướng dẫn viên thì không nhờ được. Một cặp này, cái chai này là chai nhỏ nha mấy chị ơi, 385ml. Gội xả gì cũng 385ml hết. Giá là 580.000 một cặp ha, 580.000 một cặp. Cái này hàng giả nhiều cực kỳ luôn nha. Nó có giả loại 1 và giả loại 2 nữa. Giả loại 1 thì mấy chị nhìn đó mấy chị còn phân biệt được, chứ còn giả mà có lộn giả mà loại 2 mấy chị còn phân biệt được. Giả 1 là không bao giờ phân biệt được luôn. Trời ơi, nó nhìn nó y chang như nhau luôn, không khác chút nào hết trơn á. Chỉ trừ trường hợp mà mình cầm cái chai hàng thiệt và chai hàng giả để sát bên á, thì mấy chị mới nhìn, mấy chị mới phân biệt được. Ví dụ như cái chai này cái màu tím nó dày đúng không, cái chai kia cái màu tím nó sẽ hơi tái hơn một xíu, thì mấy chị nhìn mấy chị mới phân biệt được. Còn nếu như mà mấy chị mua về cái cặp giả là mình không có biết được đâu, nó làm nét cực kỳ luôn đó. Giá là 580 nha, em còn được có 3 cặp nữa là hết rồi. Rồi bây giờ em sẽ tư vấn cho mấy chị cái vụ nám. Hồi nãy giờ mấy chị hỏi em rất là nhiều cái vụ nám. Mấy con mà sáng đó rồi. Mấy chị ơi, cái con heo nè, em về hàng rồi nè. Có chị nào lấy thì báo em, heo này là heo bự nha mấy chị ơi. Nó có cái loại heo nó nhỏ xíu một xíu nữa. À vậy hả chị? Cái dầu gội đó mình mua mình chỉ để ý một cái là coi với hàng giả thôi, chứ mình để ý gì hết trơn á. Hàng thiệt thì xài rất là ok rồi, nó có thương hiệu, nó uy tín từ xưa đến giờ rồi. Cái đàn dầu gội đó xứ từ xưa đến giờ rồi. Mà mình mua mình chỉ sợ nó trúng hàng giả thôi. Giống như hôm bữa chị nào mà đem chụp hình em cái nứt gót chân á, xong rồi chụp hình gửi em á, nói trời Diễm ơi sao chị dùng cái nứt gót chân chuối mà nó đem cái chị không phải mua em. Chị mua chỗ chuối á, xong rồi dùng sao mà đem cái chân nó bị lở ra, cái kiểu là giống như bình thường nó nứt nhưng mà nó khô. Còn bây giờ dùng xong nó đem xong em mới nói là chị chụp em nhìn cái coi, chụp kỹ lại mấy chị là thấy cái nứt gót chân chuối của mình á mấy chị, cái viền ở bên trong nó rất là nét. Còn ở đó cái kiểu là nó cứ hơi méo méo cái hộp á. Xong rồi em nhìn nó coi chị mua trúng hàng giả rồi, hỏi mua bao nhiêu, kêu là mua 45.000 một hũ cái nứt gót chân chuối á, xong rồi đi về á. Rồi chỉ hay đi lội ruộng á mấy chị. Nó đem nó vô tình, nó đem nó làm cái mình bôi cái nước cốt chân đó xong rồi đi gặp nước nữa. Nó nở cái chân ra mấy chị, nó đem nó làm trời ơi nó ghê. Nên là mua trúng hàng giả mấy chị xài lấy lắm luôn á. Chị có bị bệnh tim không? Chị có bị bệnh tim không? Tại vì uống trà xanh mà đậm đặc á, nó cũng hơi tim á. Thành thử nếu như bệnh tim, nếu như mà bình thường thôi thì chị uống bình thường. Ví dụ như chị không có cái vấn đề gì về tim mạch hết thì chị uống bình thường cái giảm cân á. Tại vì nó là hoàn toàn 100% từ trà xanh. Mà mấy chị nào mà bị bệnh tim là coi như bác sĩ khuyên là không nên uống trà xanh rồi đúng không? Chị Kim Ngân Nguyễn lấy một cặp bao dầu gội bao tinh tím đúng không chị? Chị cho em xin số điện thoại với nha chị Kim Ngân Nguyễn ơi. Em về cái con heo rồi, mấy hồng mấy xám vậy mấy đứa ơi? Cho chị con hồng với. Hả? Đây cái con heo này em về nha, cái con heo này bự. Còn cái con heo mà nó nhỏ, cái size nó nhỏ hơn á mấy chị, thì giá của nó tầm khoảng cỡ 180-190 thôi. Nếu như chị nghi hàng giả thì em nghĩ chị không nên mua.
chứ còn mà em nói thiệt chị, mà mấy chị mà cứ đi hỏi ai á, mà coi như hàng chị bán hàng hàng thật hay hàng giả, không có ai mà đi nói là mình bán hàng giả hết trơn á. Không có ai đi nói mình bán hàng giả. Nếu như mấy chị đã nghi rồi thì coi như là mình cứ hỏi người bán là coi như hàng chị hàng thật hay hàng giả, thì không ai mà đi bán mà người ta kêu là hàng thật hay hàng giả hết trơn. Cái này là em nói thật, không sụn vi cá mập em không có bán nha chị ơi, sụn vi cá mập em không có bán. Dạ rồi, ok, em cảm ơn chị Kim Ngân Nguyễn nha. Mấy chị thấy em nói có đúng hay không? Mấy chị mà đi vô chị mua hàng á, giống như mà em đi mua trái cây nha, xong em vô ví dụ như không mua siêu thị mà em đi mua ở chỗ bình thường đi, bình thường em đi mặc vô em mua dưa hấu, xong á người ta kêu là coi như là ví dụ như 20.000 một ký, nhưng mà lúc mà bắt đầu ấy, em nói em đang có bầu á chị ơi, là bắt đầu thấy cái bụng bầu rồi đừng có mua, là coi như là mấy chị thấy, tại vì người ta còn có tâm, người ta ảnh hưởng tới em bé, bà bầu đồ ảnh hưởng tới em bé, chứ còn người lớn ăn thì không sao, thì người ta cứ bán bình thường. Nhưng mà tới chừng nói có bầu một cái là nói thôi em đừng ăn cái dưa này, là mình hiểu là cái người còn có tâm. Chứ còn mà mấy chị mà nghi ví dụ như đi vô hỏi mà coi như người bán mà coi ai đi bán hàng giả mà nói là tôi bán hàng giả đâu, không bao giờ. Mua là mấy chị cứ thấy chỗ nào mà uy tín mà mấy chị thật sự tin tưởng mấy chị mua ha. Chứ còn mà mình bán tính bán nghi á, mà mình dùng á, mình về mình dùng mình cũng không có yên tâm nữa. Rồi ok chị Kim Ngân Nguyễn nha. Chị Lê Thúy một cặp dầu gội biotin nữa ha. Là em chỉ còn một cặp thôi nha mấy chị ơi. Em chỉ còn một cặp thôi. Xin rồi. Rồi con heo em có hàng này mấy chị, có hai màu luôn ha. Màu hồng nè, giá là 2. Chị con này con bự ha. Cái con nhỏ nó cỡ 18-19 thôi, con này nó bự nè. Em về hình như còn 5 con hồng hả? Rồi em còn được 5 con hồng và 3 con xám nha. 5 con hồng và 3 con xám. Cái lông nó mịn lắm nè mấy chị, đây em cho nhìn cái lông. Giá là 250 một con nha mấy chị ơi, 200. Nó có cái mền ở trong này luôn nha, cái mền lông của nó. Lông nè. Mấy chị nhìn thấy lông không? Rồi ok, vậy là em hết gội xả luôn nha mấy chị ơi. Em hết gội xả luôn nha. Cái này mấy chị về mấy chị dùng cho mấy chị, đừng cho mấy anh dùng, mấy anh dùng coi như hao lắm. Cái biotin này nè, đi ra ở ngoài tiệm gội đầu rồi mấy chị mang theo. Mấy chị mang theo tại vì ở ngoài tiệm gội đầu á. Rồi ok chị nha. Ok chị Lê Thúy. Á chết, phải hơn 9 giờ sáng nha, tại vì bên em là 9 giờ rưỡi bên em mới làm á, là thành thử khoảng 9 giờ rưỡi 10 giờ là bên em sẽ gọi cho chị nha chị Lê Thúy ơi. Có rồi. Chống nắng hết rồi nha chị Ngọc ơi, hàng về rồi em ấy cho em để cho. Cái con này nè mấy chị, cái mền của nó nè. Cái mền của nó là chiều dài của nó là. Rồi ok chị Nguyễn Phương nha. Ủa mạng chị thoát ra chị vô lại thử mấy chị khác em thấy vẫn ok mà. Mấy chị khác em thấy coi vẫn ok mà. Chị Nguyễn Phương nè, chị Nguyễn Phương cho em 4 số đuôi điện thoại với chị. 859. Rồi ok chị Nguyễn Phương, ok chị Bích Ngọc luôn nha. Dạ rồi ok chị Lê Thúy. Đây cái con xám nè. Cái mền của nó là chiều dài hình như là 2 mét đó mấy chị, còn chiều ngang là 1,4 m nha. Chiều dài là 2 mét, chiều ngang là 1,4 m. Giá là 250, con này con bự nha mấy chị ơi, con này con bự. Chiều ngang của nó là, ủa chiều ngang nó 1,4 m hay 1,2 m ta, em tiên em đo làm chị cái coi. Coi thử chiều ngang 1,4 m hay 1,2 m. Còn cái chiều dài của nó là 1,8 m hay 2 m gì đó, 2 m á, khoảng cỡ 2 m á. Đây, cái chiều dài của nó là 2 m á.
Còn cái chiều ngang là để em đo lại coi thử mét tư hay mét hai gì, gấp gọn vô trong con heo luôn. Giá là 250 nha mấy chị ơi. Cái này nó tiện lắm. Ví dụ như mình đi đâu á, mình ôm cái con heo này nè, đi máy bay hoặc là đi tàu lửa đồ này nọ. Dạ rồi ok chị Nguyễn Phương nha. Mình đi tàu lửa hay là mình đi máy bay, nhà mà có xe con riêng đồ mình để trên xe mấy chị. Mình thứ nhất là mình vừa tựa lưng ha, rồi lúc nào mà lạnh á thì coi như là mình lấy ra mình dùng cá nhân. Chứ còn mà đi xe, đi xe khách rồi xe phương trang, xe thành bưởi rồi nó cho phát cho cái nó dơ lắm. Trời không biết mùa bưởi nào nó mới giặt luôn á. Nên là nó rất là bẩn. Mình cứ đồ mình xài. Từ từ á chị ơi, đơn còn nhiều lắm, chắc gọi chưa tới á. Chị Quyên Quyên Nguyễn chị đặt cái gì kia mà chưa có gọi cho chị kìa mấy đứa ơi. Chắc là gọi chưa tới, đơn em còn nhiều lắm. Mỹ phẩm nè, chứ còn hàng dây ngập một nhà luôn á. À chị Quyên Nguyễn Nghĩa, con Ngọc nó nói là cái đơn chị đặt thêm cái gì đi, nó đủ đủ đơn rồi em đi cho. Do cái bình nước với lại cái bộ làm vườn thì hình như chưa đủ 200 ngàn á. Đi tỉnh á, thành thử là nó chưa gọi chốt. Rồi, bỏ cái mền vô gọn trơn nè. Con heo nó bự mà nó mông rất là đẹp nha. Hả? Chị Trần Thủy ơi, chị đặt cái gì chị bị nhầm 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 shop thôi. Chị Trần Thủy ơi, hình như chị đặt bên em là cái nồi cơm điện đúng không? Chị đặt bên em nồi cơm điện mà như chị cho bị sai số điện thoại, có gì chị cho em lại số đi, chứ còn bên em là không có bán cái dao cạo râu. Thành thử là chị đặt nhầm rồi đó. Rồi con heo này em có hai con nha, con hồng với con xám, giá là 250. Heo kèm mền nha mấy chị ơi, chị nào lấy hồng thì chốt cho em hồng, lấy xám thì chốt cho em xám ha. Đó, trời ơi cái này mua cho mấy đứa con nít nó cũng thích nữa. Rồi em còn năm con hồng và ba con xám. Ủa chị Trần Thủy chứ nó không phải em kìa, mày có lộn không? Nồi cơm điện gì? 390 là cái nồi cơm lóc mình lóc đó đúng không? Chị Trần Thủy có đặt bên em cái nồi cơm lóc mình lóc không? Dạ rồi ok chị Hoa Trương nha. Chị Hoa Trương là con heo xám. Chỉ đặt là một cái máy xay sinh tố với chảo sâu đấy, cái chảo sâu đấy có nắp kìa chứ đâu có đặt cái nồi cơm điện nào. Chị cho em lại số điện thoại đi chị, cho em lại số điện thoại đi. Chị Trần Thủy cho em lại số điện thoại với nha. Rồi, bây giờ em lên cái hàng Hàn Quốc cho mấy ha mấy chị ha. Rồi em sẵn em nói luôn. Em nói cho mấy chị bây giờ cái này là ngồi tâm sự thôi nha. Tại vì hôm bữa trước giờ là có nhiều chị lắm. Có nhiều chị lắm đem vô trong 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 xin số điện thoại lại. Chụp hình á xong rồi gửi vô inbox em á nhờ em tư vấn cho cái da nám á. Thì khi mấy chị chụp hình cái dạ em thấy số điện thoại rồi. Mấy chị chụp hình cho em nhìn cái da đó thì em nói mấy chị là đang xử. Coi chứ hình như bữa trước chị nói chị xả rồi mà, chị nói chị không lấy nữa mà. Cái khi mà em nói với chị khi mà nhìn cái da nha, xong rồi em nói với chị là chị xài cái kem dạng kem trộn nó có chứa thành phần corticoid, xong mấy chị mới cãi lại em mới nói là chị đâu có xài kem trộn đâu, chị mua cái hũ đó là 700-800 ngàn gì đó chứ chị không có xài kem trộn. Ủa vậy hả? Không, con heo em chỉ có một loại thôi. Ngọc ơi em đo tiên em đo lại cái mền giùm chị cái đi, tại vì em nhìn nó em nói thôi chứ nó không có. Em đo lại cái mền với
cái chiều dài với chiều ngang thử đi. Tại vì em chỉ nhắm thôi chứ em không có đo chính xác. Để em coi lại, nó đo chính xác lại rồi em báo cho. Nên hồi nãy em mở cái mền ra em mới nói mấy đứa đo lại giùm em đó. Tại vì em hồi nãy là em nhắm thôi, thấy cái bề ngang nó hơi nhỏ mà kêu 1m2 hay 1m4 thì thấy nó hơi ấy, nên mới hỏi, mới nói mấy đứa đo lại đó. Chứ còn heo em bán con loại à, không có bán loại nhỏ. Đây. Cái loại kia nó nhỏ xí hơn xí vậy, con heo nó chút béo mà nó bằng một nửa con này thôi. Rồi đúng rồi, con này là 80 nè. Chiều dài là 80 nè. Cái thước mình nhiều ra nữa mà, thước ra được nữa mà. Mét 8 hả? Một mét tám, 80, 1m8. Đúng rồi, 80, 1m8. 80, 1m8 đó mấy chị. Gần gần 80, cỡ 78 á. Nhưng mà cho 80 luôn. Tại vì nó có bo viền nè. Nhiều khi nó may, nó đem nó tính ấy á. Nó có bo viền nè. Là 80, 1m8. Có cao nám nha chị, 80, 1m8. Do hồi nãy là em mới có nhắm nhắm thôi á, chứ em không có chính xác á. Xong rồi bắt đầu là mấy chị mới, em mới nhờ mấy đứa nó đo giùm á. 80, 1m8. 78 chứ chưa tới 80, nó hơi non non một xíu. Chứ heo hồi giờ bán con loại à. Ủa hồi nãy giờ thằng ấy nó cũng chưa chở luôn hả? Cao nám em có đó. Để em giải thích cho mấy chị cái vụ nám trước cái đã, để cho mấy chị nhìn chị nào mà da hiện tại mình nó đang bị như vậy thì coi như mấy chị lưu ý. Mấy chị lưu ý, nhiều khi ví dụ mấy chị cái con heo nó hụt một xíu, nhiều khi nó đem nó cắt nó bị hụt một chút á. 80, 1m8 cái mền của nó nha. Cái gì ta? Cái nám á, xong rồi mấy chị gửi em mới nói mấy chị là cái da của mấy chị á là đang xài kem trộn, mà mấy chị cứ cãi, mấy chị nói là chị không có xài kem trộn. Chị mua cái lọ kem đó là tới mấy trăm ngàn, 600-700 ngàn, 700-800 ngàn gì đó không biết. Đó. Em nói em không biết có kem trộn hay không nha. Nhưng mà khi mấy chị, cái da em nhìn thực tế cái da đó, cái da mấy chị nhìn nhân một á, là nó cứ lộ mạch máu. Cái mạch máu, cái da nó rất là mỏng. Xong rồi bắt đầu nó khô. Nó khô mà cái kiểu mấy chị cứ hình dung mà mấy chị rửa mặt xong á, nó căng cái da thiếu điều mà cái da của mình nó muốn nứt ra luôn đó. Rồi bắt đầu nó cứ lộ mạch máu. Mạch máu nó cứ lộ, mạch máu đỏ nha, nó cứ ở dưới cái da mấy chị. Nó cứ viền ở dưới da vậy nè. Và hai cái vùng này nè, hai cái vùng này của mấy chị nè, bắt đầu nó trổ đồi mồi và nó bị nám. Nó sẽ có hai cái loại nám. Một là nó sẽ bị nám cái viền ở bên ngoài, nó nám đen hết cái viền ở bên ngoài. Còn cái chỗ này nó đỏ thiệt đỏ lên. Là một, cái da cổ với cái da mặt, hai cái da nó hoàn toàn khác nhau. Rồi cái tình trạng thứ hai là cái chỗ, cái vùng mà má này nè, là nó sẽ bị nám mảng ở phía dưới và nám đốm ở phía trên. Cái nám đốm là một cái đốm nám như vậy, nó to coi như là nửa cái đầu ngón tay của mình như vậy đó, là gọi là nám đốm. Và nám mảng ở phía dưới, nám mảng là coi như nám cái một vùng như vậy nè, mà nó sạm xuống, nó sạm hơn những cái vùng khác. Còn cái vùng khác là cái da nó mỏng, nó căng ra. Là những cái da đó là những cái da mà mấy chị đã xài kem trộn. Kem trộn bây giờ nó tinh vi lắm, nó không phải như hồi xưa. Hay kiểu là bây giờ cứ mấy con hot girl rồi này nọ, nó cứ đặt những cái kem á mấy chị, mà mấy chị về mấy chị xài khoảng cỡ chừng 10 ngày, một tuần 10 ngày rồi xài là bắt đầu thấy cái da nó đẹp rõ rệt lên luôn. Là những cái kem đó là nó đặt hàng, nó có pha cái thành phần corticoid bên trong á. Mấy chị xài khoảng cỡ chừng một tháng, nếu như da chị nào mà đang khỏe nha, đang khỏe bình thường mà mấy chị dùng cái kem đó thì khoảng cỡ chừng 2-3 tháng đầu. Có khi là da chị nào khỏe quá thì khoảng cỡ chừng nửa năm đầu là cái da mình nó đẹp ơi là nó đẹp, nó trắng, nó mịn mà nó không tì một vết gì luôn á. Nhưng mà bắt đầu qua 6 tháng rồi em nói nám
và mụn ở dưới, trẻ trẻ thì nó sẽ bị mụn mụn dưới da, mụn nhỏ nhỏ đó. Còn những chị mà lớn tuổi bắt đầu nám và đỏ da, nó sẽ bắt đầu nó kéo dài mà cái tình trạng nó khó điều trị cực kỳ luôn. Đó, nên chị nào mà đang nám mà như em nói đó, là coi như là mấy chị đang xài kem trộn đó. Ở đây là em nói thẳng một từ là kem trộn, nhưng mà không phải là kem trộn là mấy chị cứ hình dung là mình mua 5-7 loại về xong rồi mình trộn lên, không phải. Bây giờ là nó không có trộn kiểu đó nữa, mà nó đã trộn sẵn cho mình luôn rồi. Nó làm thành một cái thương hiệu kem, ví dụ như là kem trị nám ốc sên hay là kem gì đó, nó làm thành một cái thương hiệu luôn rồi, chứ không phải là mình mua về mình trộn. Nên nhiều khi em nói là chị đang xài kem trộn thì mấy chị cứ nói là không, chị không có xài kem trộn, là ý như vậy đó. Đó là có nghĩa là khi mà nó đặt kem á, thì nó có cái thành phần corticoid vô bên trong, là hại da cực kỳ luôn. Nếu như da chị nào mà đang bị cái tình trạng nám như vậy, là em khuyên mấy chị khoan hẳn bôi cái gì, đừng có bôi cái gì hết. Bây giờ da mình nó đang rất là mỏng, nếu như mấy chị cứ càng bôi lên như vậy thì vô tình nó sẽ làm mỏng cái lớp da đó thêm nữa, nó rất là có hại. Mà mấy chị bị như vậy thì mấy chị phải bổ sung từ bên trong cho em cái đã. Ngưng hết tất cả các loại kem mấy chị đang xài, rồi mấy chị bổ sung từ bên trong. Ví dụ như mình có thể mình ăn trái cây, ăn rau xanh nhiều vô, mình có thể bổ sung thêm vitamin E, bổ sung collagen, mấy chị bổ sung từ trong người á, rồi bổ sung thêm vitamin C cho em. Vitamin C mình có thể mình uống cam cũng được, hoặc là mình có thể uống cái viên sủi C cũng được, hoặc là mình ăn uống trái cây rồi gì đó, thì mình bổ sung bên trong cho em cái đã, cho cái da mình nó khỏe. Nó khỏe rồi lúc đó mình mới hẳn trị ở bên ngoài. Chứ còn mà mấy chị đem thấy nám như vậy, mấy chị xót ruột quá, mấy chị cứ càng đắp lên, mấy chị càng bôi lên nữa, thì cái da vô tình nó mỏng đi, là lúc đó là coi như hư da luôn, không có trị được nữa. Lúc đó là cái da nó cực kỳ khó trị luôn rồi, là cái da nó mỏng quá, cứu vãn không được nữa rồi. Đó là cái tình trạng em nói. Nên là chị nào mà bị nám á, à có cái tình trạng này nữa, xong rồi mấy chị cứ mua kem về á, mà bôi mà nó hay bị ngứa, cứ bôi kem gì nó cũng bị ngứa, rồi mấy chị cứ nói da mấy chị hay bị dị ứng rồi đó. Là không phải đâu, mình bôi kem trộn á, bãi kem trộn nó giống như cái thuốc phiện vậy đó. Khi mà da đã xài kem trộn rồi mà bôi bất kỳ một cái kem gì khác, thậm chí là kem cả triệu, kem mắc tiền đi chăng nữa, nó cũng sẽ bị ngứa, nó giống như thuốc phiện vậy đó. Mình cứ phải bôi nó liên tục, mình không bôi nữa là da nó sẽ bị ngứa. Cái kiểu nó cứ ngứa lăn tăn, mình cứ muốn gãi vậy đó. Là cái kem trộn nha. Rồi cái da em là một thời cũng bị kem trộn, xong rồi là bị mụn đó mấy chị, từ lớp 11 á. Lúc đó là đâu có thông tin, đâu có điện thoại hay là internet đồ gì đâu. Cái lúc đó là học 11 là dậy thì á, mụn nó quá trời luôn. Xong rồi cái chị mà làm nhân viên của mẹ em đó, thấy vậy mới nói cô ơi cho ông Diễm nó bôi cái thuốc, bôi cái kem này đi, nó giảm mụn mà đúng thiệt. Lúc mà bôi lên mụn nó cũng thấy vậy trơn, da trắng tinh như em bé luôn á. Xong sau này chỗ nó mụn gì mà mười mấy năm trời, đến độ học đại học mà coi như mà ngượng với bạn bè luôn á đó. Nên da em bây giờ nó khỏe lắm mấy chị, da nó rất là căng, nhưng mà nó vẫn còn bị sẹo do mụn ngày xưa của kem trộn để lại. Nhất là cái cằm nè, cái cằm em là bị sẹo lồi, còn ở chỗ đây thì nó bị sẹo rỗ, thì ngày xưa có đi lăn kim để trị sẹo rỗ nên nó giảm bớt cái rỗ đi, còn sẹo lồi thì không có trị, không có trị được. Thành thử dưới nguyên cái cằm này là bị sẹo lồi nè. Nó em rất là uổng luôn, bây giờ không biết làm sao cho cái da nó mịn. Nó khỏe thì nó khỏe, nhưng mà coi như bị cái sẹo là bó tay luôn. Sẹo đâu có trị được đâu, sẹo lồi nè. Chỉ có trừ khi đi cà thôi, mà đi cà em sợ nên em không có dám. Là nguyên cái cằm em là bị sẹo lồi của do mụn mà hồi kinh trộn để lại á. Cái hậu quả nó kinh khủng lắm đó. Nên chị nào mà ví dụ như cần mà tư vấn về nám thì mấy chị cứ chụp cái màn hình về cái da của mấy chị qua cho em coi thử như thế nào em tư vấn. Mấy chị nào mà xem like em á, mà em tư vấn là mấy chị biết mà, em không có dụ mấy chị. Ví dụ thấy bị nám vậy, em không có nói mấy chị cái da chị là bây giờ phải xài cái nám này xài nám kia. Em nói thật, nếu như em là một người mà bán tầm bậy tầm bạ là em dụ mấy chị là cũng hết tiền à. Mà coi như em nói là không dùng là không dùng, mấy chị cứ bổ sung từ bên trong cho em, cho cái da nó khỏe, rồi lúc đó mình muốn dùng gì mình dùng. Chứ còn mà mấy chị cứ vội vàng vàng mà mấy chị bôi vô là da không cứu vãn được nữa là chết á. Đây, ở đây cái mỹ phẩm Hàn Quốc em còn một ít nữa nha. Còn món gì thì em đưa lên cho mấy chị xem luôn. Sữa rửa mặt xăm em còn được 2 lọ nha mấy chị.
Đây nè, sữa rửa mặt xăm em còn được 2 lọ. Dạ rồi, em cảm ơn chị Đặng Kiều. Không, em nói thiệt, bán cái gì bán có trước có sau, chứ không phải mà coi như nếu như em mà bán hàng mà coi như mà mấy chị không cái nói thật mà mấy chị lại không tin. Nó khổ vậy đó chứ. Em nói thật mà mấy chị không tin. Cái lúc mà mấy chị mà em nói mấy chị mà da mấy chị đang bị tình trạng như vậy đó. Có nhiều chị, ví dụ em tư vấn cho 5 chị đi thì chỉ có 3 chị tin thôi, còn 2 chị không tin. Cứ là em nói điều hay là nói này nọ, nhưng mà cái đó là em nói thật. Bây giờ mấy chị mua mỹ phẩm nha, mỹ phẩm bây giờ nó có nhiều lắm luôn á. Đến độ mà một cái người bình thường không có gì hết, hoặc là một ca sĩ, một diễn viên, người ta cũng có thể làm ra một cái thương hiệu. Nếu như mà những cái mỹ phẩm đó nó ok nha, thì em hỏi mấy chị mấy cái hãng kia nó chết bạ hết rồi. Những cái hãng mà nổi tiếng nó chết hết rồi. Những cái hãng nổi tiếng mà nó ra đời cách đây mười mấy, hai, ba chục năm, bốn, năm chục năm có mặt trên thị trường như vậy, mà nó chỉ có bao nhiêu cái dòng sản phẩm đó thôi. Ví dụ như dòng dưỡng da, hoặc là nước hoa hồng, hoặc là dành cho da mụn. Rồi nó sẽ chia ra cái mức độ, ví dụ như là cao cấp, hàng trung cấp với lại là hàng bình dân. Thì nó sẽ chia xài những cái nguyên vật liệu cao cấp, còn hàng mà trung cấp thì nó xài những cái nguyên vật liệu trung cấp hơn, và hàng thấp cấp thì nó sẽ xài những cái nguyên vật liệu thấp cấp hơn. Mà mấy chị biết nó có nguyên một cái đội ngũ để mà nghiên cứu. Ví dụ như năm này thì cũng là một sản phẩm đó thôi, nhưng mà năm này người ta là người ta nghiên cứu ra, người ta lại bổ sung thêm một cái hợp chất khác đi vô trong cái mỹ phẩm đó, cùng một loại mỹ phẩm mà người ta nghiên cứu từ năm này qua năm kia năm nọ. Rồi cứ cái hàng ở phía sau nó sẽ update lên, nó sẽ tốt hơn là cái hàng của năm trước đó. Phải như vậy thì coi như lấy. Còn những cái bạn mà hot girl hoặc là người mẫu, ca sĩ, diễn viên này nọ, cứ làm ra một cái thương hiệu, đi mua một cái thương hiệu, đi mua một cái công thức, rồi về không có đội ngũ, không có ai mà nghiên cứu hay cái gì đó, cứ cái công thức đó rồi cứ sản xuất ra hàng loạt. Lỡ da A, người A, người B, người C có bị gì đó thì cỡ bà coi như là nói như là da chị coi như không hợp, vậy là xong. Không có một cái gì mà mãi hết. Còn những cái thằng thương hiệu nổi tiếng, ví dụ Lancome, Chanel, Liquid, hay là coi như là thằng nói chung là mấy cái thằng mà có thương hiệu mà đứng mấy chục năm rồi á, thì có một cái gì đó bóc phốt lên một cái là coi như nó ảnh hưởng tới cái thương hiệu nó liền, thành thử nó chăm sóc khách hàng rất là kỹ. Nên là mấy chị mua, thà mấy chị bỏ ra 700-800 ngàn, mấy chị mua hẳn những cái thương hiệu có tiếng luôn. Mặc dù là mình nó, mấy chị xài cái đó nó sẽ chậm, nó sẽ chậm. Thay ví dụ mình xài kiên nhẫn thì khoảng 3 tháng đến 6 tháng cái da mình mới, nó mới đẹp và nó mới khỏe từ từ. Chứ mình đừng có vội vàng mà xài ba cái đồ mà kem nó đem nó cho những cái chất mà corticoid đồ tẩy da đồ này nọ vô. Rồi mấy chị xài coi như khoảng chừng tuần rồi một tháng nó đẹp như vậy. Nhưng mà nó đẹp đâu có lâu dài mấy chị. Nó đẹp khoảng chừng da, ai mà khỏe là khoảng chừng 6 tháng là coi như banh hết cái da rồi. Lúc đó là quay lại điều trị thì cực kỳ khó. Cao nám là 25.000 10 viên nha chị, 25.000 10 viên. Cao nám là 25.000 10 viên nha chị Dung Dung ơi. Cái sữa rửa mặt xăm này em chỉ còn có 2 tiếp thôi nha mấy chị. Cái sữa rửa mặt xăm này em nói mấy chị ra ở ngoài Kim Biên á, tràn lan đại hải, nó bán chỉ có mấy chục ngàn một tiếp thôi. Trời ơi, bây giờ là coi như mấy cái thằng này, bây giờ cái thằng nào mà nó hot một cái là hàng giả nó có hết trơn luôn á. Cái này là giá là 170.000 nha mấy chị ơi. Ở đây em nói mấy chị là có hàng giả thì để cho mấy chị lưu ý thôi, chứ không phải là mấy chị cứ nghe em nói ở cái này coi như ở Kim Biên nó có hàng giả, xong rồi mấy chị cứ nghĩ là em bán hàng cứ nói hàng giả hàng nọ này kia để hù cho mấy chị mua. Không phải nha. Ví dụ như em nói có hàng giả là để mấy chị có mua hàng chỗ nào, hoặc là mấy chị mua hàng ở đâu, mấy chị biết đúng rồi, nghe Diễm nó có nói là coi như cái hàng này nó có hàng giả, thì khi mình mua hàng mình chú ý một chút ha. Rồi, giá cái này là 170.000. Em còn có 2 tiếp sữa rửa mặt này thôi nha, sữa rửa mặt xăm của Hàn Quốc. Thì cái này hình như nó 100, em coi thứ mấy mil nha. Bà chị em bên hàng bao còn quấn về nè, thành tựu em cũng chưa có khui ra nữa. Á chết cha. Anh Vũ ơi, anh ơi, đón mấy đứa nhỏ cái anh ơi. Từ từ đợi em xíu nha.
Da nhờn là chị xài cái này cũng được nè. Chị xài cái sữa rửa mặt xăm cũng được, mà chị xài cái sữa rửa mặt ô hui cũng được. Da nhờn nè, chị xài sữa rửa mặt xăm cũng được, sữa rửa mặt ô hui cũng được. Cái ô hui nhỏ này nè là chị nào mà da khô xài cũng được, da dầu xài cũng được. Còn cái sữa rửa mặt xăm này là da dầu là xài ok luôn nè. Da dầu là xài ok luôn. Ok, chị Dung Dung lấy 50 viên cao nám nha. Ủa cao nám em có đếm bao nhiêu viên không, hay là em thấy một bịch dày lại mấy thôi? Hình như nó không đủ 50 viên á, em để dành cho chị hết luôn đi ha. Chứ cái cao viên cao nám này là em hết hàng đó. Cao nám này là hết rồi đó. Chị Dung Dung chỉ lấy 50 viên là sợ trong này không đủ 50 viên luôn á. Chị Quyên Quyên Nguyễn, 2 bình nước 80. Bình nước 80 mình hết rồi đúng không? Bình nước 80 em hả? Cái bình inox thôi đúng không? Rồi chị Quyên Quyên Nguyễn, cái đơn chỉ thiếu gì đó em ghi đi. Cao nám em hết rồi nha chị ơi. Cái sữa rửa mặt xăm này là em còn 2 tiết, giá là 170.000 nha. Còn cái sữa rửa mặt ô hui này là bao nhiêu? Hình như 140. Sữa rửa mặt ô hui này là 140 nha. Một tiết của nó chỉ 40ml thôi mấy chị. Một tiết là 40ml thôi. À, còn á chị Đoàn Phượng ơi, còn nha. À không, vậy thì mà bị mụn nhiều là hôm bữa nó còn cái sữa rửa mặt. Cái sữa rửa mặt nó hết mất tiêu rồi hả ta? Cái sữa rửa mặt hả? À đúng rồi, cái Hima mình còn không? À rồi rồi, đây cái sữa rửa mặt Hima nè. Là phải dùng cái sữa rửa mặt này. Đây nè. Á, hồi nãy chị nào mà hỏi kẹo ngậm ho đâu, đây em còn nè. Em còn nè. Đây nè. Chị Vũ Đình Chi, cái sữa rửa mặt mà trị mụn mà coi như ấy nè, là cái Hima này nè. Cái Hima này nam nữ gì xài cũng được hết trơn á. Cái này là của hàng của Ấn Độ mấy chị, hàng của Ấn Độ nhưng mà em mua tại siêu thị của Việt Nam mình. Hàng của Ấn Độ nhưng mà em mua tại siêu thị của Việt Nam mình nha. Do đó là nó sẽ có một cái tem tiếng Việt cho mấy chị ở phía sau nè. Nó có một cái tem tiếng Việt cho mấy chị ở phía sau đàng hoàng luôn. Có logo công ty nhập khẩu của nó đồ đầy đủ nè. Cái này là giá, cái này là bao nhiêu em? Giá là 95.000 nha mấy chị ơi. Giá là 95.000. Cái này nè. Dạ, chị Đoàn Phượng là lấy một cái quyển sách đánh vần với lại là một cái quyển sách điện tử đúng không? Cái quyển sách song ngữ đúng không chị Đoàn Phượng? Chị cho em xin số điện thoại với. Cô Diệu Dư ơi. Cô chụp được cái màn hình không? Cô biết cách chụp cái màn hình không? Cô chụp cái màn hình cho con đi. Dạ rồi, ok chị Đoàn Phượng, chị chăm số điện thoại với nha, 20 khăn lau bếp nữa nha. Chị cô chụp giờ, ví dụ như cô không biết á, cô đem cô nhờ ai á chụp giùm cái da cô nó bị nám làm sao cho con coi thử với. Cho con coi thử với rồi con tư vấn cho. Tại vì biết sao không, mình mua hàng á nó hơi mắc tiền nên là phải kỹ cho con coi thử da đồ làm sao rồi mình mới mua, chứ nhiều khi là cái da mình nó không có đúng á, xong rồi mình mua về mình bỏ phí đi. Dạ rồi, ok chị Đoàn Phượng nha. Ok chị Đoàn Phượng. Cái tiếp Hima này em còn một tiếp nè, mấy chị có lấy không? Cái này hôm bữa mua trong siêu thị mà nó đang giảm giá, nó đang sale á, còn có một tiếp à. Sữa rửa mặt ngăn ngừa mụn nha mấy chị, ngăn ngừa mụn dành cho tuổi dậy thì rồi nè. Đó, dành cho da dầu mà tuổi dậy thì. Hàng này là hàng của Ấn Độ nha mấy chị, hàng của Ấn Độ mà mua tại siêu thị của Việt Nam mình á, ở Guardian á. Cái siêu thị Guardian của mình á, hôm bữa trước nó sale á, giá là 95.000 còn đúng một tiếp à. Chị nào lấy thì chốt cho em nha. À,
hồi nãy quên like cái hàng Mỹ này. Hôm bữa cái hàng Mỹ nó đi về á, được mấy chai nước hoa hồng với lại là mấy cây son mấy cái cây son dưỡng nè, mấy chị hàng của Mỹ luôn nha, mấy cái cây son dưỡng luôn nè. Và tự nhiên hôm bữa quên nó nằm ở dưới mấy cái bị nấm á, thành thử là không có để ý. Cái này là son dưỡng môi mà nó có chống nắng luôn nha mấy chị ơi, nó có chỉ số chống nắng luôn ha, giá là 130.000 một cây nha mấy chị. Son dưỡng môi mà nó có, để em khui ra em coi thử nha, coi thử nó là tẩy tế bào chết hay là son dưỡng đây. Lip Balm Sun Green Stick Long Lasting, cái này là son dưỡng, son dưỡng có vitamin E mà chống nắng nữa. Em khui ra tiếp em xài luôn, xong rồi em coi thử nó ra làm sao nha. Tại vì cái này là con bé nó thấy sale rẻ quá, nó mới nó tự ý nó mua, nó gửi về luôn, nên em không có biết. Đúng rồi, son dưỡng nè. Đây nè, son dưỡng nè. Trời ơi chị ơi, cái hoa nghệ tây á, hàng giả nhiều lắm á chị. Mua mà coi như cái hoa nghệ tây ở bên Mỹ á, là một hộp của nó là, hôm bữa con bé nó nói nhiêu ta, có 20 mấy hay 50 gram thôi, mà giá của nó tới 3 triệu mấy hay nhiêu đó. Hôm bữa nó nói mà em quên mất tiêu rồi. Cái hoa nghệ tây đó là phải ai biết dùng mà, chứ còn không ai biết dùng là kêu ấy, hàng đó giả kinh khủng khiếp luôn, hàng tầm bậy nhiều lắm luôn á. Thành thử cái đó là đúng của nó là mắc tiền lắm. Đúng rồi mấy chị, son dưỡng môi ha, thơm á, nó thơm mùi cà phê, thơm mùi cà phê sữa. Đây, son dưỡng vitamin E hàng của Mỹ nha mấy chị ơi, có chỉ số SPF 15 nha. Một cây của nó nè, nó có cái đồ vặn nè, hàng của Mỹ. Hôm bữa nó gửi về được có mấy tiếp mà xong rồi bỏ ở dưới cái mấy cái bịch nấm á. Lúc lòi mấy cái bịch nấm ra mới thấy ổng. Rồi, chị nào lấy thì chốt cho em son dưỡng của Mỹ nha. Nó có mấy cây vậy mấy chị ơi? Có được 4 cây, 5 cây à. Có 4 cây à. Hàng chị gió Linh đi rồi, hàng chị Linh đi rồi đêm qua à. Hàng chị Linh đi rồi mà, đúng mấy đứa? Đi rồi. Chị có lấy không thì em để dành. Chứ em có mấy cây thôi, hàng Mỹ nha mấy chị ơi, có mấy cây à. Son dưỡng môi. Son dưỡng môi. Mấy chị thoa ở phía dưới một lớp ha. Xong rồi mình son màu hay son gì lên trên cũng được hết trơn. Thì nó sẽ có thành phần chỉ số chống nắng nữa, thành thử mấy chị nào mà đi ban ngày là ok ha. Đó. Nó thơm mùi cà phê sữa ghê. Dạ rồi, ok cô nha. Cô cứ chụp qua đi rồi con tư vấn cho. À, cái bông tẩy trang này em còn một ít nữa nè, có chị nào lấy không? Hôm bữa coi như dạ rồi, ok chị Linh nha. Cái này em còn một ít nữa ha mấy chị, lấy dự phòng nè. Giá là cái này còn nhiêu bịch ta? Bông tẩy trang còn được 15 bịch. Còn được 15 bịch nha mấy chị ơi. Giá là 30.000 một gói. Một gói của nó là 80 miếng ha mấy chị. Một gói của nó là 80 miếng. Cái này hôm bữa sale xong rồi em lấy dư về á, để dành dư về chứ để là nó hết uổng á. Bông tẩy trang. Bông tẩy trang rồi, ok em sẽ tư vấn cái V7 cho. Bông tẩy trang nha mấy chị ơi. Giá là 30.000 một bịch, một bịch là 80 miếng. Cái bông này nó sướng lắm, nó là 100% cotton mà nó có viền xung quanh nữa nè, thành thử mấy chị xài rất là ok luôn nha. Son dưỡng Mỹ này xài tốt lắm nè, chị cũng đang xài. Dạ rồi, ok, cảm ơn chị Thi Lan Tạ nè. Đó. Giá là hôm bữa nó sale á, bữa nó sale rồi nó gửi về em không có biết, gửi về nó đem nó để dưới mấy vì nấm đó. Giá là 30.000, chị nào mà lấy bông tẩy trang. Cái này là sale nha mấy chị ơi, hàng giảm giá bữa lấy dư còn có 15 bịch thôi. Cái này bình thường mấy chị mua nó không có giảm giá là 45.000 bịch là nó không giảm. Còn nó giảm thì còn 30.000, tính là mình mua mình lợi. Dạ rồi, ok chị Thủy Võ nha. Chị Thủy Võ cho em 4 số đuôi điện thoại với.
Đơn của chị Thi Lăng Tạ đi cho mấy đứa ơi. Đơn của chị Thi Lăng Tạ đi chưa? Đi rồi nha chị ơi, đi rồi. Đó, chị nào lấy bông tẩy trang nữa thì chốt em bông tẩy trang ha. Em còn được 15 gói như vậy nha. Là cái này là hôm bữa khuyến mãi xong rồi coi như hốt về để dành á. Hốt về để dành. Cái hũ V7 nè. Dạ rồi, ok chị Đặng Thúy nha. Chị Đặng Thúy đơn chưa đi đúng không? Chị Đặng Thúy á. À hôm qua gọi chị không bắt máy á. Chị dặn là coi như đợi kem chống nắng về rồi gọi luôn, gửi luôn á. Mấy chị ơi, cái số đuôi điện thoại bên em á là 0911080271 nha, 271. Mấy chị thấy cái số đuôi 271 mà gọi á, mà lỡ như mà mấy chị thấy cuộc gọi nhỡ thì mấy chị chịu khó gọi lại giúp em nha. Dạ rồi, ok chị Lê Diễm lấy một cái son dưỡng môi ha. Dạ rồi, ok chị Thủy Võ số đuôi 2641, ok chị nha. Đây cái V7 này chị nào hỏi em cái V7 nè. Mấy cái hàng này là đều có hàng giả hết nha mấy chị ơi. V7 này đây là có hàng giả hết nha. Cái này mấy chị vô trong mấy cái shop mỹ phẩm á, nó có hàng pha. Nó có hàng pha, cái nghĩa là ví dụ như ở trong đó nó vừa pha hàng thật mà nó vừa pha hàng giả nó bán. Cái này là em biết chính xác chỗ nào pha luôn á, nhưng mà em không có nói. Tại vì nói rồi nhiều khi nó đụng chạm, nên cái này mấy chị mua thì mấy chị để ý, chứ còn em biết chính xác là chỗ nào nó pha luôn á. Nó pha là cái kiểu là ví dụ như thay vì ở trong đó là nó sẽ có 5 hũ hàng thật và 5 hũ hàng giả, nên nó trộn với nhau, nó pha lại, nó bán. Thì hên xui ai bóc trúng hàng thật thì hàng thật, ai bóc trúng hàng giả thì hàng giả ha. Đây, cái hũ V7 của nó nè, cái kem V7 nè. V7 là sao? V là vitamin đó mấy chị. V là vitamin ha. Nó có 7 loại vitamin ở trong này. Vitamin nhóm A, vitamin B3 nè. Vitamin nhóm A thì nó làm cái chức năng gì đây? Vitamin B3 nè thì nó làm sáng da nè. Vitamin B5 thì nó làm mướt da. Vitamin C nó làm sạch da. Và vitamin E, nó ghi formin là cái gì đây? Vitamin F và vitamin H nữa. Vitamin H là nó làm nó tái tạo da nè. Đó, thì coi như là nó có 7 loại vitamin ha mấy chị. 7 loại vitamin ở trong này nha. Cái hũ V7 này nó sẽ là trắng da. Cái hũ này là coi như giúp trắng da ha mấy chị. Dùng được cả ban ngày lẫn ban đêm luôn. Giá của một hũ này là 850 nha, 850. Son 130 nha chị Lê Diễm ơi. Son Mỹ là 130.000 nha. Đó, thì chị nào lấy cái kem V7 thì chốt em kem V7, em còn được một hũ thôi. Cái này thì hàng đặt về ha. Nó có tặng kèm cái thìa để múc kem cho mình nữa nè. Giá là 850 một hũ. Cái này là mua hàng sale mấy chị, chứ còn mà hàng không phải hàng sale thì giá của nó là tới 900 mấy lần. Mấy chị vô Guardian ở Sài Gòn mình nó bán là 1.050.000 đó. Đó, V7. Cái này là giúp trắng da, giúp trắng sáng da. Kem V7 ha. Dạ rồi, ok chị Minh Thư nha, một bịch bông tẩy trang. Cái bông tẩy trang á mấy chị nào mà có đơn á, em nghĩ mấy chị cũng, chị nào mà hay dùng bông tẩy trang á, mấy chị mua về á để mình dùng luôn. Cái bông tẩy trang nó dùng được nhiều thứ lắm. Một á là tẩy trang, mình có thể mình cho xịt nước tẩy trang vô đó mình tẩy. Hai là mình thoa nước hoa hồng. Cái thứ ba nữa á, nhiều khi là coi như mấy bé mà da nó bị mụn rồi mấy chị, mà thoa nước muối sinh lý á, mình đem mình mua cái nước muối sinh lý, nó rửa mặt sạch sẽ đâu vào đó hết rồi. Lấy cái chai nước muối sinh lý đó đổ vô trong cái bông tẩy trang này nè, rồi bắt đầu bắt tụi nó lau lại cái mặt đi, thì mụn nó sẽ không có bị lây lan, nó không có bị nặng thêm nữa. Em còn một gói cái kẹo ngậm ho này, còn có một gói hả gái? À còn được mấy gói? 4 gói. Cái kẹo ngậm ho này em còn được 4 gói nè. Đây nè, em nói cái loại mà coi như em cứ mỗi lần like xong là cứ phải ngậm cái này nè, để cho nó không có bị viêm họng á mấy chị. Một bịch của nó là 15 viên,
Một bịch là 15 viên nha mấy chị ơi. Mà giá là 50 ngàn. Một ngày mình không sử dụng quá 5 viên. Một ngày không sử dụng quá 5 viên. Nó là từ keo ong á mấy chị. Nó có cái kháng sinh mà kháng sinh tự nhiên luôn á. Nó có kháng sinh trong đây. Thành thử là mấy chị nào mà đang bị viêm họng, hoặc là ví dụ như mình làm việc mà nó nhiều đi dạy đồ này nọ, thì mình coi như mình dùng cái này rất là ok luôn. À, chị Thúy hả? Chị mua hộp V7 hả? Mấy cái hàng kem này nè, mấy chị mua về mấy chị xài 10 ngày đầu mấy chị chưa có thấy da nó gì đâu. Bản thân da là phải đúng cái liệu trình của nó là đúng 28 ngày nó mới tái tạo da. Mấy chị xài mà kem bình thường á là mấy chị phải nó phải từ từ, chứ còn mà xài mới lần đầu mà da nó đẹp liền là có. Giống như vì sao mà em là cái người mà đi nhập hàng Thái về 4k blush về mà mấy chị thấy ở trên mạng nó bán ầm, nó bán ào ào luôn đó. Em nói em mà bây giờ bán hàng mà em bán mà coi như ấy là em lấy về em bán kệ nó cứ có lời là được, đúng không? Nhưng mà em không bán là bởi vì sao? Thứ nhất, cái lúc mà em qua Thái á, em đi vô những cái chỗ mà thứ nhất là siêu thị, thứ hai là những cái cửa hàng mà nó chuyên bán mỹ phẩm mà coi như uy tín đó mấy chị, là ví dụ như Wesson hoặc là Beauty Buffet hoặc là những cái chỗ mà gian hàng mà mỹ phẩm nổi tiếng á. Dạ rồi, ok chị Lê Thúy hai bịch nha, chị Đặng Thúy một bịch ha, em còn một bịch nữa, hai bịch bông tẩy trang chị Nguyễn Thanh Thúy. Ê, hết giấy rồi bé ơi. Tờ giấy này đưa lại cái gì? Tốn giấy chứ đi tờ đây nè. Thôi lấy tờ giấy kia đi Ngọc ơi, ghi giấy đi uổng tới 3.000+ cuốn. Dạ rồi ok chị Thanh Thúy nha, ok chị Lê Thúy. Lúc mà em đi qua Thái á, em mua hàng á mấy chị, những cái chỗ mà cái cửa hàng mà bán mỹ phẩm nổi tiếng á, là ví dụ như mấy cái chỗ đó, thì cái kem 4K thứ nhất là nó không có trưng bày trên kệ hàng. Nó không có trưng bày trên kệ hàng, nó không có bán. Là một, cái thứ hai về coi như đọc review hoặc là đọc comment, hoặc là ví dụ như mà lúc mà những cái chỗ, những cái shop mà thấy mấy chị cứ comment lên về xài 2-3 ngày đầu da mà coi như nó trắng hẳn lên là nó bay nám luôn á. Rồi ok chị Lê Thúy nha, ba bịch là em hết kẹo ngậm ho luôn ha. Thì cứ thấy là coi như nó comment là coi như nói khen coi như là mới mấy ngày đầu mà xài da nó trắng lên mà thấy nám nó mờ là nghi liền. Là nghi liền, không có cái kem nào, thậm chí bây giờ mấy chị mua có tiền mấy chị mua một cái hũ kem 5-7 triệu đi chăng nữa, không thể nào mà coi như nó trắng nhanh như vậy được, hoặc là nó hết nám nhanh như vậy được. Đó, nên là mình phải đặt dấu chấm hỏi liền. Nên em đâu có lấy cái 4K về em bán đâu. Em không có nói nó là hàng giả hay là hàng gì này nọ, mà coi như ở đây em nói là cái kiểu là nó nói chung là mình không có tự tin về cái kem đó lắm, không có rành về cái kem đó lắm, thành thử là em không có nhập về bán. Có chứ, trời ơi, 4K nói chung là bây giờ cái gì mà nó bán mạnh. Em nghĩ mấy chị cứ nghĩ đi nha, một cái nước gốc chân chuối nó rẻ tiền như vậy mà coi như nó còn làm hàng giả được thì huống chi mà những cái kem 4K đồ nó đang bán mạnh chạy ào ào như vậy. Nói chung ai ở Sài Gòn á mà mấy chị muốn biết cái thằng nào có hàng giả hay không á, mấy chị cứ ra chợ Kim Biên. Có. Mấy chị cứ ra chợ Kim Biên là kính thưa các loại, cái loại gì nó cũng có hết trơn, mấy chị hỏi giá cái là biết liền à. Xong rồi mấy chị giá bộ, ví dụ chị nào mà muốn đi mua nha, mấy chị giá bộ. Mấy chị nói là em bây giờ em đang muốn mở cái tiệm mỹ phẩm em bán ở chợ rồi vậy đó, mấy chị cứ nói vậy. Xong rồi mình vô, mình cứ hỏi đi hỏi, xong rồi ví dụ mình tìm cái món nào mà mình có thể mình sử dụng được, ví dụ như là bông ráy tay, hoặc là ví dụ ba cái cọ nè, hoặc là mấy cái mút mà đánh kem phấn rồi đó. Đó mấy chị có thể mua, ví dụ mình hỏi, hoặc là mấy cái bấm mi rồi đó. Mình có thể mình hỏi giá xong mình thấy sợ người ta chửi kỳ quá đó, mấy chị có thể mua mấy cái món đó vậy. Đó là mình có thể mình hỏi ra là mình biết liền rồi. Rồi.
cái hũ kem nghệ nè mấy chị. Hũ kem nghệ. Chị Đoàn Phượng kẹo ngậm hết nha chị Đoàn Phượng ơi. Chị Đoàn Phượng là có một bịch tẩy trang thôi. Chị Đoàn Phượng khách mới hay khách lạ có số điện thoại. Rồi cái hũ kem nghệ này mấy chị, cái hũ kem nghệ này hay lắm nha. Hũ kem nghệ này hay lắm tại vì con Tiên nó dùng qua rồi. Con Tiên nó dùng qua rồi. À, với thằng em trai em á nó dùng rồi. Cái này là trị mụn và trị thâm mụn nha mấy chị. Trị mụn và trị thâm mụn. Con Tiên là nó hồi đó là nó bị mụn với lại thâm mụn là do xài kem trộn á, xong rồi nó nói nó xài cái gì nó cũng hết hết mà xài cái kem này nó hết nè. Cái kem nghệ này nè. Giá là 125.000 một hũ nha mấy chị. Hình như còn có mấy hũ à? 125.000 một hũ. Cái này là của Thái nha mấy chị. Đây nè, cái kem nghệ của nó nè. Đó, nghệ đậm đặc luôn á. 125.000 một hũ kem nghệ. Ai mà có mụn, mấy chị nào mà có mụn hoặc là ví dụ như da bị thâm do mụn á. Tuổi mấy bé tuổi dậy thì rồi gì xài ok hết nha. Xài ok hết thì cái hũ kem nghệ đó em hết hàng rồi, còn có mấy hũ à. Còn được 5 hũ. Kem nghệ là em còn được 5 hũ nha, 125.000 một hũ nha mấy chị ơi, kem nghệ của Thái nè. Là em còn được 5 hũ nha. Rồi đây, cái thâm nách nè. Hiện tại em đang mang bầu mà coi như bầu hai đứa kia thì thâm, bầu đứa đầu thì thâm nách nhiều. Bầu đứa sau thì ít thâm nách, mà cái đứa này mấy chị thâm nách, nách tự động nó thâm đen luôn á. Nách tự động nó thâm đen luôn, tại vì mang bầu là nội tiết tố nó ra mấy chị, thành thử là nách nó thâm. Mà bây giờ là có bôi cái gì đây chăng nữa thì nách nó sẽ không có thâm. Dơ lên kỳ quá chứ đây nè. Nó bị thâm luôn á, còn bình thường nó trắng tinh luôn, không có một chút thâm mặc dù em cạo mấy chị mà nó không có bị cái gì hết trơn á. À chai viêm năng lông xài bớt hả? Trời ơi cảm ơn chị nhiều nha, mấy chị mà xài viêm năng lông bớt em mừng lắm, tại vì thằng em trai em cứ sợ là về là không có giống, chứ mà nếu như mà giống đúng như bị thằng em trai em, là thằng em trai em cũng xài hay kinh khủng luôn. Cái viêm năng lông mấy chị cứ tưởng tượng đi, mà đi trị bác sĩ da liễu ở Quy Nhơn á mấy chị, bệnh viện da liễu ở Quy Nhơn á, mà coi như ổng vô ổng hù ổng nói cái gì mà coi như cái này xài không bao giờ bớt, rồi coi như sau này coi như con á, nó lây qua con đồ này nọ nữa rồi di truyền, mà trong khi nhà em đâu có ai bị viêm năng lông đâu, có mình thằng em trai nó bị viêm năng lông chứ mấy, mà nói di truyền đó, rồi coi như ổng nói này nọ rồi cho thuốc thằng nhỏ uống gì mà về nó khô môi quá trời quá đất luôn. Xong rồi em thấy trên cái app của cái nhà thuốc Quế Sinh á, nó có cái trị viêm năng lông á, mua đại về ăn chai thử vậy đó, mà coi như nó bôi mới có mấy ngày hết à. Cái viêm năng lông công nhận hay thiệt á. Dạ rồi ok chị Nguyễn Thanh Thúy nha, một hũ kem nghệ. Em còn có mấy hũ rồi nha, em còn có kem nghệ đó hết rồi, còn có 5 hũ à. Tại vì em thấy trên app của nó ghi là hết hàng á. Chứ còn bình thường thì đặt được, nhưng mà bây giờ thấy trên app nó cũng ghi hết luôn rồi. Rồi ok chị Thủy Võ. Dạ rồi ok chị Kim Ngân Nguyễn nha. Cái thâm nách này nè, bây giờ là em bôi là nó sẽ không có hết, tại vì đang là mình đang mang bầu, nó chỉ cái nội tiết tố nó thay đổi, thành thử là nó làm cho cái nách nó thâm. Chứ mà cái này xài hay lắm luôn. Con em gái ruột của em luôn á, nó đẻ thằng nó mang bầu thằng cu xong nó đẻ ra, trời cái nách nó gọi là thâm đen luôn. Mà em cho nó một hũ mấy chị, mà cái kiểu là giống như là bán tín bán nghi á, coi như là không biết bôi có hết hay không á. Em nói cứ bôi đi, chắc chắn sẽ hết. Bôi mới có nửa hũ mấy chị, bắt đầu nó bong ra nó trắng tinh luôn á. Thì bây giờ ví dụ như 10 phần đi thì nó giảm được 70, chỉ còn 30 thôi mấy chị. Cái này nè. Trời em nói nó thần thánh ghê lắm. Ngày lúc mà em đi Thái mà cách đây khoảng cỡ chừng 6 năm á, mà em mua cái này, lúc đó là cái bao bì của nó khác nha. Đây là nó đã thay đổi bao bì rồi, nhưng mà cái hiệu của nó vẫn là cái hiệu Winnicare nè. Là cái lúc đó là coi như là nó là thương hiệu này, nhưng mà cái bao bì nó khác, bây giờ nó mới đổi bao bì á. Là mua về bôi là trắng tinh luôn, mà mới có một hũ thôi. Còn con em gái em là hiện tại là đang xài cái loại mới này luôn nè. Đó, cái thâm nách này nó hay lắm nha, cái trị thâm nách này nè, nhưng mà mấy chị phải chịu khó bôi, ngày nào cũng bôi cho em ha. Chị, em nói nè, cái sữa rửa mặt nha,
ở chỗ khác á, nó quảng cáo cho chị là sữa rửa mặt làm trắng da, rồi sữa rửa mặt xe khít lỗ chân lông, hay là sữa rửa mặt gì đó nó quảng cáo kệ bà nó. Sữa rửa mặt chị chỉ nghĩ tới nó là sữa rửa mặt là dùng để rửa mặt thôi. Còn cái sữa rửa mặt mà nó ghi để xe khít lỗ chân lông, để coi như để trắng da, rồi xong rồi để chống lão hóa da, thì mấy chị cứ hình dung, mấy chị cứ nghe nha, mấy chị cứ hình dung sữa rửa mặt rửa trên mặt nó chỉ có được khoảng cỡ 1 đến 2 phút, thì làm sao nó có công dụng liền được mà coi như mà nó quảng cáo là sữa rửa mặt, thì nó chỉ có tác dụng là để rửa mặt sạch thôi, nó chỉ có bao nhiêu đó thôi. Và nó chia ra làm 3 dòng, 1 là dành cho da nhờn, 2 là dành cho mọi loại da hoặc là da khô, 3 là dành cho da nhạy cảm. Là da nhạy cảm là da ai mà mỏng hay là bị dị ứng rồi đó, thì cái sữa rửa mặt đó nó sẽ rất là dịu nhẹ. Cái loại đó có thể xài cho em bé sơ sinh cũng được nữa, là cái sữa rửa mặt dành cho da nhạy cảm đó. Thì mấy chị cứ hình dung sữa rửa mặt là chỉ dùng để rửa mặt, làm sạch mặt thôi, chứ còn mà trắng da hay cái gì đó là chỉ là quảng cáo thôi, chỉ là quảng cáo thôi, chứ không có mà nó, mình nội mình nghe mình hiểu một chút là cũng được rồi, là mình cũng nhận ra rồi. Rửa trong vòng có 1 đến 2 phút thì làm sao mà nó trắng, làm sao mà coi như nó chống lão hóa da được, đúng không? Dạ rồi, ok chị Linh nha, là coi như một kem nghệ nữa. Là kem nghệ là 5 1 2 3 4, em còn một hũ kem nghệ nữa đó. À, bé con chị bị mụn ở lưng có gì trị không em? Bị mụn hay là bị viêm răng long chị? Bị mụn nó có cái thuốc trị mụn ở lưng hàng của Thái á, nhưng mà nói thật em cũng chưa xài qua, thử em cũng không biết nó hiệu quả hay không nữa. Nó có cái thuốc trị mụn ở lưng á, cái chai dạng xịt. Rồi em lấy rồi chị Linh, cộng một thâm nách. Cái thâm nách này hay lắm nha. Cái thâm nách này nói thật là không phải quảng cáo đâu. Cái nào mà mấy chị biết mà em bán là cái nào, em nói thật là thật, cái nào mà em dùng rồi mà công hiệu là em nói với chị liền à. Cái này là có em xài hồi đứa đầu là em xài là cái bao bì nó cũ. Còn cái này là em gái nó xài, mà con em gái em á mấy chị. Nó mang bầu xong á, lúc mà hơ xong hơ em bé mà bôi nghệ lên mà hơ luôn á mấy chị, mà coi như nó chỉ trắng ra được một chút xíu thôi, nó chỉ trắng ra được khoảng 2-3 phần thôi á. Mà bôi cái này nó bôi được nửa hũ mà bây giờ nó trắng lên được tới 7 phần luôn á. Cái này nè, mà phải bôi đều cho em nha, ngày nào cũng bôi hết là mấy chị thấy hiệu quả rõ rệt luôn á. Em phải công nhận luôn á, cái thằng này nè. Em mà em sinh xong rồi chắc cũng phải bôi cái này à. Chứ bây giờ là cái nách tự nhiên mang thai vậy, là bắt đầu cái nội tiết tố nó thay đổi, là tự nhiên cái nách nó thâm mấy chị. Với lại là coi như hai bên háng á, nó thâm vậy đó. Ngồi đó. Cái thâm nách này giá là 150. Giá là 150 cái hũ nó vậy nè. Đây nè. Hũ của nó nè. Hay lắm. Còn em nó tính đi bắn laser rồi chứ. Nó tính đi bắn laser rồi đó, mà coi như em đưa em cứ xài thử cái này thử coi, mà coi như đầu tiên là nó nghi nó không chịu xài, tới chừng ấy xong ấy nó xài rồi nó nửa hũ là mới thấy trắng là bắt đầu. Bây giờ là ảnh ham là ảnh bôi ngày nào cũng bôi hết trơn. Thâm nách là 150 nha mấy chị. Rồi ok chị Quyên Nguyễn, lấy một hũ nghệ nữa là em hết hũ nghệ luôn á. Thì thấy con tiên nó ghi là 1 cộng 4 đúng không? Hay là còn một hũ nữa? Kem nghệ á. Là khách xả hàng đúng không? Rồi vậy là em còn một hũ kem nghệ nữa nha mấy chị ơi. Em còn một hũ kem nghệ nữa. Là do khách sạn hàng, kem nghệ là 125.000 nha mấy chị ơi. Kem nghệ là 125.000. Ủa cái tăng bông mà rấy tay, cái bịch bông á mình, à đây còn. Cái bịch bông rấy tay nè mấy chị. Một thâm nách cho chị Anh Nguyễn nha. Ủa 5 tuổi mà sao bị thâm nách chị? Chị Hồng Ngọc ơi, 5 tuổi mà sao bị thâm nách? 5 tuổi mà sao bị thâm nách được, chị coi lại thử. Chị Vũ Đình Chi, chị lấy sữa rửa mặt loại nào? Cái gì thiếu? Chị Hồng Ngọc ơi, coi lại thử, 5 tuổi là làm sao mà bị thâm nách được? Coi thử có bị bệnh lý gì không? Thường thường thâm nách là mấy đứa mà coi như là bắt đầu tuổi dậy thì mà bắt đầu ra
mọc lông nách đồ rồi á, rồi xong cạo á, thì nó dễ bị thâm thôi, chứ còn bình thường chưa 5 tuổi đâu có gì đâu, 5 tuổi chưa dậy thì chưa gì hết mà. Là cái sữa rửa mặt xâm đúng không chị Vũ Đình Chi? Sữa rửa mặt xâm là dành cho da nhờn đó. Không, 5 tuổi đừng xài, 5 tuổi đừng xài, bị béo phì là da nó bị kẹp vô nách này đúng không? Cái đó là coi như trị nó cũng không hết đâu, tại vì biết sao không, trị rồi xong là cái da nó bị kẹp vô nách như vậy nó vẫn lại bị tiếp nữa, nó vẫn lại bị tiếp nữa, nên là cái đó mình coi. À của Ấn Độ hả? Rồi ok chị, của Ấn Độ thì nó giảm nhờn với lại là nó ngăn ngừa mụn, nó làm sạch, nó ngăn ngừa mụn là của cái sữa rửa mặt Ấn Độ á. Viêm nang lông em có đó chị ơi, viêm nang lông em còn nha. Trời ơi, cái sản phẩm thần thánh bên em mấy chị coi như là đây, cái chai viêm nang lông này còn hàng nè. Giá là 130 ngàn, giá mềm. Trời ơi, em nói nó mềm mà nó công hiệu. Hôm bữa giờ là nhiều chị khen lắm luôn rồi đó. Nhiều chị mà xài bớt mà coi như cảm ơn em rối rít luôn á. Tại vì cái viêm nang lông này á, nếu như mà đi da liễu là coi như là mấy chỗ khác nó cứ kêu là không có bớt á, rồi nó cho thuốc uống, mà uống thuốc mà trị viêm nang lông này mấy chị nó khô da kinh khủng luôn, khô cái môi á, nó cho kháng sinh liều mạnh á. Dạ rồi ok chị Hồng Ngọc, bé thì cứ cho bé nó giảm cân đi, chứ bây giờ mà tại vì là nó béo phì á, thành thử cái phần thịt chỗ nách này nó đứt kẹp vậy nè, xong bây giờ mình có bôi đi chăng nữa nó cũng không có hết được, nó cũng không có hết, tại vì nó đang bị ma sát cái chỗ này nhiều quá á. Cái viêm nang lông này, cái chai viêm nang lông này chị Sương Nguyễn ơi, con chị dùng bớt rồi cứ tiếp tục dùng nha, đừng dùng cho nó hết luôn nha, chứ đừng có ngưng nửa chừng, tại vì để triệt để cho nó hết hẳn luôn ha. Chị cứ dùng một chai này xong rồi thường thường là dùng mới có 1 phần 3 chai đã thấy hiệu quả rồi, rồi mình hẳn dùng hết chai luôn, chứ mình đừng có thấy hết rồi mình ngưng. Dạ chắc chốt không kịp á chị Châu Nguyệt ơi, chắc chốt không kịp á. Chị anh Nguyễn có số có số điện thoại ở trên rồi. Rồi ok chị Anh Nguyễn nha. Mấy chị viêm nang lông là sao? Là mấy chị nhìn nha. Thường thường là nó hay bị ở chỗ cái cánh tay nè, nó bị ở sau lưng nè, nó bị ở cái phần mà lông chân á, nó bị ở cái phần lông chân á. Là cái kiểu mấy chị nhìn nha, cứ mỗi cái chỗ nang lông á mấy chị là nó cứ ngay chỗ cái lỗ chân lông là nó cứ bị chấm đen nó cuộn 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 giống như nó cuộn cái sợi lông vô mấy chị. Nó cứ mình rờ nó cứ nhám nhám cái da đó là nó bị viêm nang lông đó. Dạ rồi ok chị Châu Nguyệt nha, một thâm nách. Ok chị Châu Nguyệt, có gì em dồn đơn lại cho, em chưa chốt hàng thì em dồn đơn lại cho chị ha. Không chị ơi, cái bộ em đang mặc là đầm bầu của em, đầm bầu của em không có bán đó. Cái viêm nang lông này chị nào mà mấy nữa thì báo em ha, báo em nha. Rồi cái hũ cái tăm bông này mấy chị, tăm bông đế tay, cái này là đợt trước sale xong rồi em mua dư em để dành nè. Giá là 20.000 một. Ủa cái này là nhiêu, 30 hay 20 cái tăm bông đó mấy đứa, bông đế tay á. À vậy hả chị, dùng cho hết chị, dùng cho hết để cho nó hết hẳn luôn, nó khỏi bị lại. Mụn lưng để mấy chị hay hỏi mụn lưng quá ha, để em nhập cái mụn lưng về cho. Nó có cái chai mà trị mụn lưng của Thái luôn, chai dạng xịt đó, mà chai đó là do không có ai bị mụn lưng hết, thành thử là em chưa có dùng qua nên em không có biết hiệu quả như thế nào. Nó trong nhà thuốc nó có bán luôn đó, cái chai trị mụn lưng đó. Để em mua, em đặt hàng về thử nha, em đặt hàng về thử. Dạ rồi ok chị Đặng Thúy, một cái xay tỏi ha.
Rồi cái bịch bông rấy tay này nè mấy chị, một bịch của nó là 200 cây. Hàng của Westin nha mấy chị ơi, hàng của Westin là coi như là cái thương hiệu rất là nổi tiếng. Nó có hệ thống coi như là hầu như là khắp châu Á mình luôn á, từ Singapore, Malaysia, rồi ở Thái rồi đó, là coi như nó có hệ thống là hầu hết Đài Loan là cũng có hết luôn ha. Hầu hết là nó có ở các nước châu Á luôn á. Giá là 20.000 một bịch. 20.000 một bịch là 200 cây nha. 200 cây, cái cây của nó là hai đầu luôn. Thì chị nào lấy cái bịch rây tai thì chốt giùm bịch rây tai, còn hũ á, thì giá là 40.000, cái hũ của nó cũng là Question luôn mấy chị. Cũng cùng chung thương hiệu luôn nè. Nhưng mà cái này là dạng hũ thì một hũ là 300 cây, giá là 40.000 ha. Cái hàng này là hàng sale nha mấy chị ơi. Hàng sale. Em gom đơn còn đây thì thành thử cái này là em chỉ chốt theo đúng số lượng còn ở nhà thôi, chứ tại vì nó hết chương trình sale luôn rồi. Hôm đợt mua về để dành á, đặt dư dư về đêm coi. Cái bịch này á, cái hũ thì còn được 5 hũ nha. Cái hũ thì còn được 5 hũ. Ủa cái bịch còn có 4 bịch hả? Còn 5 bịch hả mấy đứa? Bịch tăm bông là còn 5 bịch hả ngờ hả tiên? Rồi vậy là bịch này còn có 5 bịch à. Còn hũ là còn đúng 5 hũ luôn. Em chốt chỉ theo số lượng này thôi nha mấy chị ơi, tại vì là hết bên kia nó hết sale rồi, ở Thái nó hết sale rồi nên không có đặt hàng được về nữa. Bịch này em còn được 5 bịch, hũ cũng còn được 5 hũ. Hũ là 300 cây, giá là 40.000 ha. Còn cái bịch đó thì coi như là 20.000 một bịch là 200 cây. Mỗi loại còn có 5 ấy thôi. Dạ rồi ok cô dựa nha, là 2 bịch rây tai, vậy là em còn 3 bịch nha. Nếu như da bị nám thì chị xài đông sung đi. Nếu như da bị nám chị xài đông sung. Da bị sạm màu, bị nám thì chị xài đông sung. Nhưng mà trước khi dùng chị chụp cái hình qua cho em đi. Chị chụp cái hình qua chị cho em coi đi. Rồi cô dựa là 2 bịch nè. Chị Linh. Chị Linh làm 1 bịch nè. Cái rấy tay, cái tăm bông này mình xài thường xuyên mấy chị để. Rồi chị Bằng Lăng Tím một bịch, chị Sương Nguyễn một bịch là em hết nha. Chị Bằng Lăng Tím một bịch. Bằng Lăng Tím còn số điện thoại mà đúng không gái? Rồi chị Bằng Lăng Tím ơi, chị cho em xin lại số điện thoại đi. Do bữa hư cái hệ thống, còn hư cái máy tính đó, hư cái ổ cứng á, nên đâm ra mất cái số điện thoại luôn. Chị Bằng Lăng Tím cho em xin lại số đi. Rồi chị Sương Nguyễn một bịch rấy tay nữa là hết nha. Hết rồi chị Đoàn Phượng ơi, cái bịch rấy tay em hết mất tiêu rồi. Có 5 bịch à. Em còn hũ, em còn được 4, em còn được hũ. Chị lấy hũ ha em. Rồi ok chị, vậy là chị Đoàn Phượng. Em để cho chị Đoàn Phượng là cái bịch nha. Còn chị Gió Linh là lấy hũ. Ok chị nha. Rồi chị Gió Linh là lấy hũ. Hũ em còn được 4 hũ nữa nha mấy chị ơi. Hũ em còn được 4 hũ nữa. Dạ rồi em cảm ơn chị Bằng Lăng Tím. Rồi ok chị. Hũ là em còn được 4 hũ nữa là hết nha mấy chị ơi. Cái hũ là 300 cây. Thì cái hũ thì nó dễ lấy hơn, nó dễ bảo quản hơn ha. Cái ngũ cốc ghiền ha mấy chị. Tại vì biết sao không? Cái ngũ cốc về bán ít lời quá, do là nó nặng quá mấy chị. Gửi về bằng đường bay đó, nó nặng quá. Rồi em bán, em bán coi như là giống như là bán cho vui á. Một hũ, một cái hũ đó về biết sao không? Nếu như mà bình thường đi á, nó không có bị trục trặc gì nó không sao. Mà coi như mà lỡ mà ví dụ như đi á, mà mấy ông giao hàng á, mấy chị hôm bữa trước bị dính á, hôm bữa trước bị dính xong rồi em bị, em trừ tiền lại cho mấy chị luôn á. Có nghĩa là lúc đi giao hàng á, xong mấy ông để ở kho á, mấy chị, cái hộp đó đó mình đi mình không có để ý, mình chỉ quấn sơ sơ thôi, mình không có quấn kỹ, đem chuột nó gặm bà, coi như mất nửa hộp mới mất mấy chị. Coi như là cái đợt đó là bán công cốc luôn á. Tại vì nói thẳng ra là một bịch ngũ cốc như vậy là em bán cho mấy chị là em lời 45.000 á. Em lời 45.000 một cái bịch, cái hộp ngũ cốc của mấy chị á. Mà coi như đem mất con chuột nó gặm đi vô kho hàng của giao hàng á. Xong rồi mình không có ghi là hàng thực phẩm á mấy chị. Đem nó gặm bả nửa hộp.
xong rồi khách gửi lên lúc nhận hàng xong ăn mất nửa hộp, coi như mình phải chịu trách nhiệm. Tại vì cái đó nó bắt buộc là hàng mà dễ bị chuột ăn rồi đó là coi phải ghi trên bao bì á, mà không có ghi á, xong cái bị mất nửa hộp luôn, coi như đợt đó là xong luôn. Hũ là 40.000 chị, hũ là 40.000. Mấy chị ở tỉnh á, mấy chị là hóa đơn từ 200.000 trở lên bên em mới gửi hàng cho mấy chị nha. Thì chị nào mà chưa đủ đơn á thì mấy chị có gì mấy chị đặt thêm. Rồi em sẽ giữ đơn cho mấy chị trong vòng khoảng cỡ 1 tuần. Thì mấy chị đặt đủ đơn rồi em mới gửi hàng cho mấy chị ha. Rồi hôm nay là mùng mấy ta, từ hôm mùng 1 tới bây giờ mà em bị bơm 5 đơn hàng rồi mấy chị. Em bị bơm 5 đơn rồi, em nói y chang mà, coi như ngày mùng 1 á mà coi như bị bơm hàng là y như cái tháng này là coi như chắc chắn là coi như sẽ bị bơm. Từ hôm mùng 1 tới bây giờ có mấy ngày mà bị bơm 5 đơn rồi. Mất coi như 300 mấy gần 400 ngàn tiền ship luôn. Tại vì đợt này là bán gia dụng ba cái đồ nó cồng kềnh nó nặng không á. Mất 400 ngàn tiền ship luôn á, trời ơi, bữa giờ em ngủ không sót. Ngủ cốc mấy chị thích hả? Rồi vậy để thôi kệ, em đem em nói để nói chị ba gửi về cũng được nha. Dạ rồi ok mấy chị, ok chị. Một thùng ngũ cốc nó chỉ có 8 hộp thôi. Cái hộp ngũ cốc lớn đó, một thùng nó chỉ có 8 hộp thôi. Để em nói về luôn. Do đợt đó tự nhiên đi, bình thường không sao mà tự nhiên đợt đó đi bị chuột nó gặm á, mất nửa hộp luôn. Xong phải trừ tiền lại cho khách. Rồi bán hàng ấy lắm mấy chị ơi, online mà em không hiểu làm sao mà bây giờ thời buổi bây giờ mà còn có nhiều người bơm hàng nữa. Lúc đặt hàng xong rồi gọi điện chốt hàng được ok, nghe máy rồi thoải mái lắm, ok lắm. Xong rồi coi như gửi hàng đi rồi mấy chị đem nhân viên giao hàng gọi không được, rồi gọi ngược về tụi em xong rồi gọi lại cũng không được, nhắn tin Facebook chặn bạ Facebook luôn là biết tầm bậy rồi. Mà em không hiểu vì sao mà bây giờ mà thời buổi bây giờ mà còn có nhiều người mà cố tình chơi như vậy, em cũng không hiểu nữa. Tự nhiên mình không nghĩ đem mình mất 400 mấy chục ngàn sót lắm mấy chị. Like mà coi như ngồi mà khổ chứ đâu phải mà coi như chơi đồ hay là cái gì đâu. Rồi cái dầu gội. Cái dầu gội này là 130 ngàn một chai đúng không gái? Hàng Bentin đó. Rồi dầu gội Bentin nha mấy chị, em còn hình như được mấy cặp nữa đó. Cái dầu gội Bentin nè, là xả và gội nha. Thì xả 130, gội cũng 130, một cặp là 260 ha mấy chị. Thì chị nào lấy dầu gội Bentin, hàng này là hàng của Thái nha. Hàng em nhập từ Thái, hàng nội địa Thái luôn. Hàng nội địa Thái luôn, thì hàng Thái nó sẽ chuẩn hơn hàng Việt Nam mình nha mấy chị ơi. Tại vì Việt Nam mình thì qua cái khâu mà xuất khẩu thì nó sẽ, cái chất lượng nó sẽ giảm hơn một chút. Để nó bù vô những cái chi phí, mà ví dụ chi phí vận chuyển hoặc là chi phí mà thuế xuất nhập khẩu đồ này nọ đó. Nên là cái hàng Thái là nó sẽ nhỉnh hơn là cái chất lượng của hàng xuất một tí nha. Bao giờ mấy chị mua hàng nội địa nó cũng nhích hơn, cái chất lượng nó cũng ok hơn cái hàng xuất một chút hết trơn á. Giá một cặp là 260, một chai là 130 ngàn. Hình như em còn được, đem coi thử em còn mấy chai nữa đây. Gội thì em còn 4 chai, xả còn đúng chai mấy chị. Gọi thì em còn 4 chai, còn xả em còn đúng 1 chai nha. Gọi còn 4 chai, xả còn đúng 1 chai. Cái chai dầu gội này là 450ml nha mấy chị ơi. 450ml. Cái hũ ủ tóc của Thái nè. Hũ ủ tóc em coi thử được mấy hũ. Hũ ủ tóc này là hàng sale nha mấy chị ơi. Giá là 130 ngàn, hàng sale hình như còn có mấy hũ thôi. Cái này là em mua về để dư luôn. Nhưng bây giờ là nó hết chương trình sale rồi. Thành thử em chỉ nhận hàng ở nhà có thôi nha. Hũ ủ tóc là được 8 hũ. Hũ ủ tóc là giá 130 nha mấy chị. Thay vì ví dụ như mấy chị dùng dầu xả, mấy chị có thể thay thế cái ủ tóc thành cái dầu xả luôn cũng được. Hoặc là ví dụ như mấy chị đi ra ngoài tiệm á, mấy chị muốn hấp dầu á, mấy chị có thể mang cái hũ này ra ngoài tiệm hấp dầu cũng được. Rồi mình ở nhà á, nếu như mấy chị có thời gian, mình đem mình tắm gội đâu rồi đó xong hết rồi, hay gội đầu đâu rồi đó sạch hết rồi, mình lấy cái này nè mấy chị. Mình đem mình vuốt, nhớ là phải chừa cái gốc tóc ra khoảng cỡ chừng một lóng tay nha. Đó, chứ mấy chị mà bôi sát quá thì nó sẽ dễ bị gầu đó. Rồi mình đem mình quấn lên ủ khoảng cỡ chừng 30 phút là tóc nó cực kỳ mượt luôn. Cái này là nó chiết xuất từ trái bơ nè, nó có bổ sung cái chất biotin cho mình ở trong này nữa. Thành thử là chị nào mà tóc khô, tóc bị chẻ ngọn rồi đó, khô róc rồi đó mấy chị, là coi như mấy chị ủ cái này nó mượt lắm. Dạo này á, em không có thời gian để mà em ủ tóc luôn á, chứ còn mà em dùng cái này tóc nó mượt lắm mấy chị, mà coi như không có thời gian để mà làm luôn á. Chỉ là ví dụ như xong xuôi hết rồi là chỉ muốn là tắm rửa sạch sẽ đâu rồi đó, rồi ra coi như là
ngủ thôi chứ không có muốn ủ nữa. Còn chị nào mà làm xuyên á coi như là rất là ok luôn á. Dạ rồi, ok chị Đặng Thúy nha, để lát để em coi rồi em tư vấn cho. Ok chị Đặng Thúy nha. Đó, chị nào dầu gội thì em còn được 4 chai, dầu xả thì em còn 1 chai nha. Hàng này, hàng đây á, là hàng mua trong Bixi nha mấy chị ơi. Mua trong Bixi của Thái nha. Mua trong Bixi của Thái. Chai dầu xả là 450ml luôn á, 130.000. Đây, cái chai mà sữa dưỡng thể toàn thân Vaseline, hôm bữa trước chị nào có hỏi là em có nhập về luôn nè. Cái chỉ số SPF của nó là 50+, BA4+ là chỉ số chống nắng, coi như rất là cao luôn rồi. Một tiếp này là 320ml nha mấy chị. 320ml nó giúp làm trắng da ha mấy chị. Dưỡng trắng da, cái chai này giá của nó là 195.000. Hàng sale, hàng giảm nha. Chứ còn bình thường mấy chị không được, trước em đi Thái á, cái chai 180ml mà giá của nó là đã 170-180 rồi mấy chị. Mà cái này chai 320ml mà giá có 195.000. Trời nó rẻ quá trời luôn, mà em hàng không có mua được nhiều. Nó hết, coi như ở bên đó ai mà ở bên đó là hốt được. Còn cái này mình đặt online á, thành thử là không có hốt được. Cái này là mua trong hãng Westin á, mua trong hãng Westin luôn. Có mấy chai à, để em coi thử có mấy chai ta. Cái này có được có 4 chai à, Vaseline này có được 4 chai à. Cái Vaseline này giá là 195.000, chống nắng toàn thân nha. Chị nào mà ví dụ như mình làm việc mà mình hay ra nắng đồ nhiều á, thì coi như là mình bôi cho da mình, thứ nhất là dưỡng nắng, thứ hai nữa là chống nắng nha. Chống nắng toàn thân SPF 50+ là chỉ số chống nắng cao lắm đó chị. Đi biển đồ, mình dạo biển đồ mình có thể mình bôi. Hiện tại nắng là coi như đang rất là gắt luôn á, nên dưỡng da thì coi như mấy chị dưỡng cho kỹ ha. Đây, cái nước gót chân chuối thần thánh nè. Nước gót chân chuối thần thánh nè, giá là 80.000 nha mấy chị. Giá là 80.000, cái thằng này hàng giả dữ lắm luôn á. Hôm hồi nãy em có nói mà chị nào mà xài hàng giả mà xong cái chân chị hay đi xuống nước, chị làm đồng á, chị hay xuống nước á, mà cái chân mà nó bị lở ra luôn á, nên là mua hàng giả mấy chị để ý. Cái này là giá 80.000 nha, nước gót chân chuối. Hay lắm cái nước gót chân này nè. Chị nào mà nức sâu, mà nức nhiều đi chăng nữa, bôi là nó cũng hết luôn á. Mà không còn nhiều đâu, bôi chừng nửa tiếp là mấy chị thấy hiệu quả ngay lập tức. Nhưng mà phải bôi thường xuyên. Chứ còn mà bôi ngày được ngày nghỉ, ngày bôi ngày không cũng như không à. Cái dưỡng da tay này mình còn có con chai khách xã đúng không? Dưỡng da tay em còn được 3 tiếp. Dưỡng da tay em còn được 3 tiếp. Cái dưỡng da tay này nhiêu vậy Tiên ơi? Của Thái á. Đúng rồi. 80 đúng không? Hả? Cái dưỡng da tay này em còn được 3 tiếp nha mấy chị ơi. Dưỡng da tay này của Westin luôn nè, từ Olive luôn nè. Dạ rồi, ok chị Kim Ngân Nguyễn. Cái chai này giá đang xem thấy rẻ cực kỳ luôn á. Có 320ml là gấp đôi lần cái chai hôm em đi Thái mua, là chỉ có 180ml thôi. Mà hôm cái chai kia đã 180 rồi, mà cái chai này có 195.000, nó sale coi như gần nửa giá luôn. Cái đáp của nó là năm 2022 nha mấy chị ơi. Năm 2022 là mấy chị xài vô tư luôn. Rồi ok chị Kim Ngân Nguyễn. Rồi cái dưỡng da tay này giá 80 mấy chị, hàng của Thái. Hàng của Thái nha. 80.000. Hàng này là organic mà từ dầu ô liu nè. Nó thơm nhẹ nhẹ lắm. Da tay chị nào mà hay khô á, cái kiểu mình rửa chén rồi nhiều á, da tay mình hay khô á, thì coi như mấy chị mua cái loại này về mình dưỡng da tay ha.
sữa tắm tẩy tế bào chết nè mấy chị, của hãng Weston luôn. Của hãng Weston luôn ha, cái hãng Weston mà em nói coi như là cái thương hiệu của nó có, nó mở khắp châu Á mấy chị. Là cái hãng này, giá của cái chai này á là giá chai này, ủa cái chai sữa tắm dâu là nhiêu vậy mấy đứa? 130.000 nha mấy chị ơi, 130.000 một chai sữa tắm tẩy tế bào chết nha. $130.000, đem coi nó còn mấy chai. Còn được 6 chai. Còn được 6 chai sữa tắm. Rồi cái đánh răng than tre nha mấy chị ơi, cái đánh răng than tre nè. Trời ơi, cái này xài đã lắm luôn á, cái đánh răng than tre này nè. Em còn được 3 hộp nữa là hết rồi mấy chị. Em còn được 3 hộp nữa, giá là 70.000. Giá là 70. Cái đánh răng than tre là 70 đúng mấy đứa ơi. Cái đánh răng than tre á của Thái á 70 nha mấy chị ơi, cái này đánh cực kỳ ghiền luôn. Đây. Còn cái này mấy chị đánh nó sạch khủng khiếp luôn á mấy chị đây. Nó sạch mà nó hơi khó đánh nha, cái kiểu nó hơi the the mà nó hơi nhẫn nhẫn á, nó hơi khó đánh một chút nhưng mà đánh sạch lắm. Cái này là bắt mấy đứa nhỏ, mấy đứa mà đã thay răng trưởng thành rồi á mấy chị, bắt cho nó dùng luôn. Bắt cho nó dùng luôn cho cái răng nó trắng. Giá là 70.000, em còn được có 3 lọ nữa là hết à. Ba cái hàng Thái này là coi như em không có hàng nó về, bây giờ nó về hơi khó đó. Nên em chỉ chốt là đúng số lượng trên này thôi. Rồi lăn nắp. Lăn nắp đá nè. Giá là 60.000. Cái loại nghệ thì em còn được 2 lọ. Cái loại xanh nha đam thì em còn được 3 lọ nha. Thì cái lăn nắp này là giá 60.000 hả? Giá là 60.000 lăn nắp đá hả mấy chị? Cái lăn nắp này mấy chị chắc xài 2-3 năm nó mới hết lần. Khi mình dùng á, có nhiều chị về không biết dùng. Thì khi mình dùng á mấy chị, mình đem mình để ở phía dưới cái vòi nước á, cho nó ướt cái này xíu xong mình bắt đầu mình lăn. Cái này á, là nó chiết xuất là từ đá khoáng với lại là phèn chua á mấy chị, phèn chua. Nên là nó sẽ giảm tiết mồ hôi ra. Cái này là nó không có trị hôi nách, nó không có trị hôi nách mà nó đem nó giảm tiết mồ hôi và nó làm cho cái ngày đó cái cơ thể mình nó không có bị chua. Nó không có bị chua ha. Giá 60.000 mà xài lâu hết lắm. Nó không có nó, cái mùi nó nhẹ lắm, nó không giống như là mình thoa lên nó không có mùi vậy đó. Thì để cho ví dụ như chị nào mà có xịt nước hoa rồi này nọ, nó không có bị át cái mùi nước hoa của mình đi. Mà đặc biệt là nó không có bị ố vàng cái áo của mình nha. Nó không có bị ố vàng cái áo. Dạ rồi, ok chị Phạm Thị Huệ ha. Cái hàng Hàn Quốc mà mấy chị đặt cái Chitosil, cái bộ mà tơ tằm đổ mấy chị, là hàng nó đang bị dính ở hải quan. Nó dính ở hải quan coi như 4 ngày ở trong đó rồi chưa ra luôn. Hôm bữa giờ mấy chị cứ nói lâu lâu, gửi về lâu rồi mà bị dính ở đó. Rồi chị nào lấy lăn lăn nắp đá thì báo cho em nha. Cái nghệ thì còn được nghệ thì còn được 2 hũ. Còn cái nha đam thì còn được 3 hũ là hết ha. Đó, chị nào mà ví dụ như hay đi làm rồi đó, mình đem mình mua cái loại này em thấy nó ok hơn là cái lăn nắp mà cái gì, cái lăn nắp mà nó có mùi ở siêu thị mình bán á. Thứ nhất mình xài nó bị ố cái áo, cái thứ hai nữa là cái kiểu nó cứ có cái mùi á mấy chị. Nó có cái mùi á, nó đem nhiều khi mà người ta chịu không được cái mùi đó, người ta cảm thấy rất là khó chịu. Còn cái thằng này cái nó không có mùi, mà mình bôi vô nó khô luôn, nó không có bị thâm đen cái áo. Xài chắc cũng được là 2-3 năm á. Nói là từ phèn chua với lại là đá khoáng. Ê, cái chai hôm bữa mà cái chai gạt ni ơ này là chị sale còn nhiêu mấy đứa? Chai tẩy trang gạt ni ơ hả? Rồi cái chai mà này nè, em còn chai tẩy trang này, có chị khách chị đặt mà xong rồi chị không có đặt thêm cái gì nữa nè. Đây nè, chị xả hàng nè. Thì giá sale còn 80. Thấy cái giá 80 này nè.
Sale giá còn 80, cái chai này bình thường tới 130 lận mấy chị. Mà sale còn 80 ha. Đó, sale lỗ mấy chục ngàn cho mấy chị luôn, cho nó hết luôn đi. Tại vì cái tẩy trang em còn nhiều lắm luôn á, tẩy trang em nhiều quá chứ không em cũng lấy em để dành em dùng luôn. Mà bây giờ nhiều quá xài không có hết luôn á. Đó, em sale còn 80 nha, hàng Garnier này là hàng của Đức á mấy chị. Thương hiệu của Đức á, nhưng mà cái chai này là của Thái nha. Nhập ở Thái, xuất khẩu cho Thái nha. Đó là 2021. Đó, chị nào lấy cái chai Garnier này, nó nhỏ nhỏ nữa. Thành thử là mình mang đi đâu du lịch đồ cũng tiện nữa ha. Chai tẩy trang 50ml nha, giá 80 ngàn. Còn đúng một chai duy nhất thôi. Còn cái này là trị vẩy nến nha mấy chị ơi. Cái tiếp này nè là thuốc trị vẩy nến lan beng lát đồng tiền. Chị nào mà bị dị ứng mà bị ngứa, hoặc là ví dụ như cái này thì nó có công dụng nữa là bị nấm đó mấy chị, nấm kẻ tay kẻ chân á, nấm móng á, là nó cũng trị luôn ha. Cái một cái tiếp này thì giá của nó là 220 ngàn nha, 220 ngàn, hàng của Thái. Ai mà bị lan beng lát đồng tiền á, em nói là xài nhanh hết cực kỳ luôn, bị vẩy nến á, là nó hết cực kỳ luôn, là đúng bệnh của nó luôn á, đúng bệnh của nó luôn đó. Không biết sao con gái nó in tên ra nhưng mà nó không có dồn đơn được, thành thử là em cứ để ý coi mấy cái chỗ đó mà nó in cái bill ra chị tìm hiểu rồi. Rồi à, đây em có cái món này hay lắm này mấy chị ơi. Mấy chị còn à, có cái sữa rửa mặt tẩy tế bào chết của sữa rửa mặt tẩy tế bào chết của Mỹ nè mấy chị. Hàng này là em mua siêu thị nha, thành thử nó có cái tem tiếng Việt ở phía sau ha. Giá là 120 ngàn, 120 ngàn, hình như em còn được mấy tiếp nữa nha, em còn được mấy tiếp nữa là hết nè. Thì chị nào mà lấy cái này xài sướng lắm, bao ghiền luôn, đặc biệt là chỉ xài cho da dầu thôi nha mấy chị, chứ còn mà da ai mà da khô là xài nó sẽ bị rát nha. Tại vì ở trong này nó có mấy cái hạt cà phê ở trong này nè, nó có cái hạt cà phê nè. Da ai mà da dầu á, xài sạch da cực kỳ luôn, xài sạch da cực kỳ luôn, xài rất là thích mà nó thơm của mùi cà phê sữa nữa. Ai mà ghiền cà phê sữa mà coi như mà da dầu á, là mấy chị xài cái này là bao ghiền luôn nè. Da mà bị mụn cám rồi mấy chị là coi như nó tẩy sạch trơn hết luôn vậy đó. Đó là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết nha, giá là 120 ngàn. Em còn được, đưa coi thử còn ở đây mấy tiếp nữa nè. Sữa rửa mặt tẩy tế bào chết, này nó không có ghi đâu, hình như còn được mấy lọ, 5-6 lọ gì cũng biết nữa, 5-6 lọ. Cái này là dành cho da dầu nha mấy chị, dành cho da dầu, thay vì mấy chị mà vừa xài sữa rửa mặt rồi xong rồi vừa xài mấy cái tẩy tế bào chết dạng treo á, thì coi như 2-3 tiếp nó mất công. Xài luôn cái này luôn là vừa rửa mặt vừa tẩy tế bào chết, nhưng mà nó chỉ nghiệm một cái là nó chỉ dành cho da dầu thôi, da khô là xài sẽ bị rát da, xài sẽ bị rát da. Chị nào đang xem like chia sẻ like cho em đi, em lên cái món này hay lắm, có mấy món à, thành thử ráng để cuối like mới like cho mấy chị chứ không thì là dành nhau nữa. Chị Sương Nguyễn, một sữa rửa mặt cà phê đi ha, tẩy tế bào chết cà phê. Rồi đây em có cái món này nè, hay lắm. Dạ rồi, ok chị Phúc Hiền Nguyễn nha, sữa rửa mặt cà phê. Ủa Oanh ơi, em đang dùng cái phần mềm T-Bot hả Oanh? Oanh ơi, em đang dùng cái phần mềm T-Bot đó hả? Đúng rồi. Em mua cái đó mắc không? Hai triệu tám là cả cái máy in bill luôn hay sao? Là vừa phần mềm vừa máy in bill luôn hả? Không, cái máy in bill không đó nha.
máy in bill không là 2.800.000, xong rồi còn cái phần mềm của nó là trả tháng hay sao? Cái ba lô mấy chị, cái này số lượng có ít nha, số lượng có ít, hình như được khoảng cỡ, được coi, coi chính xác số lượng bao nhiêu nha, chứ để không là cái này hình như được 30 mấy cái, được 30 mấy cái, giá là 120.000 nha mấy chị, rẻ cực kỳ rẻ luôn. Để em cho mấy chị coi nè, nó chắc kinh khủng luôn. Cái này là hàng khuyến mãi của Stanbow, của beer Stanbow nè mấy chị, nó dày ơi là nó dày. Cái này là đựng laptop được nha, chiều cao nè, 1 nè, 2 nè, 2 găng tay của em thêm được khoảng như khoảng cỡ 5 xăng nữa là thành 45. Chiều cao là khoảng 45 ha. Cái này là phỏng theo găng tay của em thôi nha, chứ em không có đo chính xác được, thì có thể về 43 hay là nó hụt một chút thì ấy nha. Ba lô Stanbow nó có khoảng cỡ 30 mấy cái, trên dưới 30 mấy cái thôi, không có nhiều. Đây, ở này là đựng được laptop nha mấy chị, tại vì ở phía sau nè nó có một cái lớp rất là dày. Cái này là chống sốc, là đựng được laptop luôn đó, đựng được laptop luôn ở bên trong nè, nó bự ơi là nó bự luôn mấy chị, mà nhiều ngăn lắm luôn á. Cái đấy nè dày lắm, ở trong này là mấy lớp nha mấy chị, nó có lớp mút nè, nó... nó có lớp mút nè mấy chị, nó dày kinh khủng luôn nè đó. Rồi ngăn nè, trời ơi vải ở trong là có đây nè, hai lớp nha mấy chị, ở trong là nó có lớp dù nè mấy chị, ở trong là có lớp dù hết, toàn bộ là ở bên trong nó có lớp dù hết nha, nó có lớp vải dù nè, mà mút nè nó dày cui nè mấy chị, thấy cái nắp không, đây nè thấy cái nắp nó dày cui không, không biết là trên live mấy chị nhìn thấy không, có khoảng được 30 mấy cái thôi. Hàng của Stanbow ở phía sau nè, ở phía sau cái quai đeo của nó có lớp mút dày ơi là dày luôn nè, để cho mình mang mình không có bị đau vai á, mình không có bị đau vai. Đây coi nè, có lớp mút nè mấy chị, có lớp mút này dày lắm luôn nha, để ba lô chống sốc luôn, có lỡ mà có rớt như vậy nữa thì cũng không cái. Thớt cường lực có nha chị ơi, thớt cường lực là thớt cường lực là giá là 120.000, thớt cường lực em có hàng công ty luôn nha, có dập logo trực tiếp ở trên ấy luôn. Rồi cái này mấy chị mang đi sướng lắm, trời ơi em nói nó rẻ gì đâu luôn á, nó rẻ kinh khủng luôn á, nó dày mấy chị cầm về mấy chị mới thấy, chứ còn em nói không biết em đưa mấy chị nhìn có thấy rõ không, nó dày kinh khủng, mà toàn bộ là hàng mà nó có lớp mút nha, nó vừa có lớp mút ở giữa, xong rồi nó có một cái lớp dù ở bên ấy nè, còn ở ngoài là giống như vải bố vậy đó, ở ngoài là giống như vải bố. Cái này mình mang mình đi du lịch cũng được nữa mấy chị, đựng được nhiều đồ nữa ha, dễ thương nữa, có hai cái ngăn hai bên này luôn nha đó. Còn ai mà muốn để laptop đồ gì là vô tư. Rồi cái quai nè, cái quai nè, quai nó có mút nè, mang nặng cỡ nào nó cũng không có bị đau hết. Rồi bây giờ em chốt từ trên xuống dưới nha, tại vì nó chỉ có khoảng cỡ 30 mấy cái thôi, nên phải chốt từ từ. Em cố tình em like muộn nhất á, chứ mà like sớm là coi như mấy chị dành nhau như hôm bữa nữa. Tiên ơi em ở, em làm tới tối luôn anh Tiên. Bữa nay đâu có học đâu đúng không? Từ từ nha, em chốt từ trên xuống dưới nha. Rồi chị Đặng Thúy, ba lô chị Đặng Thúy có chốt không? À rồi ok chị Đặng Thúy nha, giá là 120.000 nha mấy chị ơi. Chị Đặng Thúy là một nè nha, chị Thanh An là hai nè. Thanh An có chị khác không? Ngọc Thanh An có trùng tên không? Rồi ok chị Thanh An nha, ok chị Sương Nguyễn nè, ok chị Bằng Lăng Tím nè, ok chị Bằng Lăng Tím nha. Rồi chị Đặng Thúy hai ba lô đúng không? Ok chị Đặng Thúy là hai ba lô nè. Rồi em nói mua về xong rồi mình dùng cũng được, ông chồng dùng cũng được, mấy đứa đi học á, mấy đứa đi học á, trời nó ghiền lắm luôn, nó dày kinh khủng luôn mấy chị. Tại vì là em trên live á, mấy chị nhìn không có thấy được cái chất, chứ mà mấy chị cầm ở bên ngoài mấy chị mới thấy ghiền. Toàn bộ là nó có lót mút nè, nó có lót mút nè, hai bên này nó lót mút dày cui luôn, phía sau này nó cũng có lót nè, để cho mình mang nó tựa vô cái lưng mình. Thứ nhất là nó không có nặng quá, nó không có bị gù. Thứ hai nữa là coi như cái va cái quai của nó này mấy chị, lót dày cui luôn, là coi như mình mang nó không có bị đau vai. Hàng khuyến mãi của Beer Stanbow á, Stanbow á. Rồi ok chị Hạnh Nguyễn Nguyễn nha, giá là 120.000, khóa đơn đi tỉnh là từ 200.000 trở lên em
gửi hàng nha, và phí ship đồng giá tỉnh là 30.000. Chị Thơm Lê nè, bây giờ mấy chị còn ở đó không, chia sẻ like cho em đi, ít ít vậy em đem em lên mấy cái món mà nó có một hai cái, một hai cái cho, chứ không là lên là nó ấy quá, là coi như dành hàng em không có hàng á. 120.000. Chị Thắng Hạnh nè, rồi hôm bữa lên hàng khuyến mãi xong rồi bắt đầu mấy chị dành hàng quá trời, không có, không có, rồi mấy chị la em quá trời luôn á. Rồi ok, chị Sương Nguyễn nha, hai cái. Chị Nguyễn Kim Phụng một cái nè, có khoảng 30 mấy cái thôi. Nguyễn Kim Phụng, chị Thi Lan Tạ nè, tại vì cái toa em đem em bỏ anh lầu mất, em không đếm được chính xác bao nhiêu cái. Chị Thi Lan Tạ nè, đẹp lắm, rồi nó dày dễ sợ luôn mấy chị, đây nó dày cui luôn á, ngăn đồ ở bên trong coi như hàng chất lượng cực kỳ. Hai nắp nè mấy chị, cái nắp này là nắp dài ha, còn cái nắp này là coi như nó có nắp dây kéo ở bên trong nữa nè, đó đố ai mà coi như đi móc túi được luôn đó. Ở bên trong nè, nó lót dù nè, mà nó có lớp mút nữa, nó dày lắm, nó có lớp mút nữa. Rồi đây cái đáy của nó nè, cái đáy của nó là có lớp mút luôn nha, thành thử để laptop được gì là không có sợ bị rơi vỡ đâu. Ở trong này nè, nó có một cái ngăn, ngăn này là chuyên để laptop luôn nè, không có, mấy chị không có nhìn thấy được ta, cái ngăn này là chuyên để laptop luôn nè, là tại vì nó có cái ngăn đây á, là nó lớp mút dày, thiệt dày nè, để bỏ cái laptop hoặc là iPad ở chỗ này là nó êm, nó không có bị sốc. Rồi nó có một cái ngăn bự ha, nó có một cái ngăn nhỏ ở bên này nữa. Nói chung là cái ba lô rất là đẹp, mà giá 120.000, hàng khuyến mãi nó rẻ mấy chị, nó rẻ. Rồi chị Thi Lăng Tạ một cái nha. Chị BB lấy hai cái hay sao chị? Lấy hai cái thớt hả? Thớt Cường Lực, hàng công ty luôn. Giá là 120.000, cái thớt đó nó nặng lắm đó nha. Nó nặng tới 2 kg lận á. Rồi chị Thi Thu Trần, chị Thi Thu Trần cho em xin số điện thoại với. Chị Hạnh Nguyễn Nguyễn hai cái luôn ha. Rồi ok, chị Hạnh Nguyễn Nguyễn hai cái nha. Rồi chị Thi Thu Trần cho em xin cái số điện thoại với chị ơi. Rồi chị Dung Dung một ba lô ha. Chị Dung Dung nè, Dung Dung rồi mà, Dung Dung rồi, đừng chốt lại cho em. Thớt gỗ hay nhựa? Thớt là thớt Cường Lực. Ê, cái thớt Cường Lực của chị hôm bữa chị lấy ra chị dùng có dưới không mấy đứa? Mấy chị còn chị nào chốt ba lô nữa không? Xong rồi em lên em chốt cái món khác nữa cho. Cái ba lô này đã lắm luôn á. Đó, ba lô ha. Quai đồ nó chắc gì đâu mà nó chắc. Cái hàng này xài là coi như cũng không sợ bị rạch nữa. Rạch tới mấy lớp mà cái dao nào mà nó rạch được vô tới bên trong. Nó một lớp mút nó dày cui nữa. À vậy hả chị? À. Rồi cảm ơn chị. Trời ơi, ai cũng như chị, mấy thằng shipper nó mừng. Ai cũng như chị, mấy thằng shipper nó mừng. Nói chung cũng tội, cũng tội mấy chị. Mấy thằng shipper cũng tội nghiệp, tại vì là nó làm nó ăn theo đơn á mấy chị. Ví dụ như rồi chị Thơm Lê em chốt rồi, một ba lô rồi. Chị có mấy chị nào mà lấy thêm á thì nhắn cho em thêm nha. Tại vì hàng này nếu như mấy chị mà thay dùng ba lô á thì mình có thể mình mua hoặc là mình cho cũng được. Chứ để mà nhận hàng thấy đẹp quá rồi quần lại mua là lại không còn. Hàng khuyến mãi mà nó không có, nó không có đâu, tại vì mình đã gom rồi là nó không còn hàng nữa. Rồi đây mấy chị, cái thớt nè, mấy chị nhìn nè. Nó có cái logo chỗ này nha. Nó có in cái logo mà nó khắc ở trên cái thớt luôn nè. Tại vì hàng thớt bây giờ nó có hàng giả mấy chị, hàng cái kiểu mà hàng mấy cái chỗ khác nó đem nó mượn danh công ty á, xong rồi nó đem mấy cái chỗ mà Cường Lực á, kính Cường Lực đồ này nọ, nó mượn danh công ty xong rồi nó làm á, thì mình chỉ sợ là hàng kính mà. Thì nhiều khi mình sợ ba cái hàng mà nó nung không có đúng cách á, là mình làm nó sợ dở bị vỡ ha. Còn cái thằng này là hàng công ty luôn. Nó có in logo được cho mấy chị, công ty Trường Thịnh ở ngay chỗ này luôn ha. Xong rồi nó có là kính này là kính 10 ly nha. Nó có cái kính loại 8 ly, 7 ly nữa, nó mỏng hơn thì nó sẽ không có chắc bằng. Kính này là đúng 10 ly luôn. Thì ở trên này nó có cái mã số, nó có cái mã số cái lô sản xuất cho mấy chị. Rồi nó có là thông tin kỹ thuật là 10 ly rồi nè. Rồi nó có cái mã code ngày sản xuất rồi luôn. Cái lô này là nó sản xuất ngày 15 tháng 4 năm 2020 nha. Đó. Giá là 120.000. Cái này là nó nặng chắc khoảng cỡ 2 kg á mấy chị. Ở dưới này là 4 cái nút cao su của nó, là 4 cái nút này là nút nó ép luôn mấy chị. Cậy lấy cái dao cậy cũng không ra. Lấy cái dao cậy cũng không ra. Cái này được cái là nó sạch.
mình dùng cái thước gỗ, cái thớt gỗ mấy chị, thì nhiều khi là ví dụ như mình đem mình chặt thịt đồ này nọ, nó đem nó bị cái đường răng á, thì nếu như mà mình rửa thớt đồ mà nhà ai mà bếp đồ mà có ánh nắng, thớt đồ mình phơi ở ngoài, có vườn đồ mình phơi ở ngoài á, thì cái thớt nó không có bị mốc, nó không có bị mất vệ sinh. Còn mà bình thường ở trong nhà mình cứ rửa xong rồi mình treo lên, nó không có dưới ánh nắng mặt trời, nó không có diệt khuẩn được thì nó dễ bị mất vệ sinh ha. Cái thớt này mấy chị chặt xương, chặt thịt rồi chặt vô tư, không có lo gì hết trơn á. Rồi 120.000 cái thớt cường lực, mấy chị còn ở đó không? Có chị nào còn đặt ba lô nữa không? Không lại bắt đầu em lên món khác nè. À hồi nãy em còn cái này nè, cái miếng dán chân thải độc của Thái nè, thì em vẫn tính ship đi tỉnh là 30.000 mà. Em vẫn tính phí ship đi tỉnh là 30.000, nhưng mà hóa đơn đi tỉnh thì từ 200.000 trở lên bên em mới gửi hàng. Bên em mới gửi hàng, bên em bù tiền ship thêm vô cho mấy chị mà. Cái này là miếng dán thải độc chân ha. Một gói của nó là 10 miếng, giá là 95.000, tính ra là mình xài được 9 lần ha. Một tuần mình đem mình có thể là mình dán một lần ha mấy chị. Cái này là miếng dán thải độc chân, giúp cho mình ngủ ngon ha. Ôi chị bầm thịt chị bầm cái gì vô tư, không có sợ vỡ, không có sợ gì hết. Cường lực mà 10 ly nữa. Chị muốn làm gì chị làm vô tư. Chị muốn làm gì chị làm vô tư, không có sợ vỡ, muốn bầm muốn chặt xương cũng được nữa. Mấy chị thấy mấy cái tòa nhà cao tầng đồ không, nó toàn là làm kính cường lực không à. Chị Thanh Cao là có số điện thoại chưa mấy đứa ơi? Chị Thanh Cao ơi, cho em xin lại số đi chị. Chị Thanh Cao cho em xin lại số điện thoại nha, nãy giờ chị cho chưa? Rồi, từ từ nha, em kiếm mấy cái món khác nữa nè. Cái này là bộ quà tặng của Similac nha. Rồi từ từ em coi thử cái món gì nữa nè. Dạ rồi ok chị Ca Chi, một gói thải độc ha. Chị nào mà khó ngủ á, mấy chị mua cái miếng dán chân đó mấy chị, nó dễ ngủ lắm. Dạ rồi em cảm ơn chị Thanh Cao. Trời muốn mưa hả mấy đứa? Từ từ nha, hôm nay em đứng đi đứng hơi khó khăn. Ủa hồi nãy cái ba lô này là chị về mấy cái ta, 6 hay 7 cái ta? À, hết hồn. Chạy chạy lên lấy cho em cái sắt ngay chỗ cuối cái giường á, hồi nãy em đi về á, coi thử số lượng nó nhiêu. Trời ơi làm hết hồn quỷ. Đây mấy chị đừng có đi đâu nha. Bình thường mà chị, bình thường mà. Trời em không hiểu sao em còn mấy cái túi này nè. Em bán coi như em xài sướng lắm luôn á, giống như là đựng cả thế giới ở trong này luôn á. Mà không biết sao em còn mấy cái mà coi như là giá hôm bữa trước mua được sale á, nó rẻ quá trời luôn mà ông chị nào lấy. Nó còn màu lộn xộn á mấy chị, có nghĩa là ví dụ cái vân này đúng không? Xong rồi vân cá sấu, vân lộn xộn á, mà em bán là 150.000 á, mà coi như xài sướng lắm. Rồi em đi đâu em cũng mang cái này hết trơn, mà nó to nè, giống như đựng được coi như là cả thế giới ở trong này luôn á. Đó, cả thế giới thu nhỏ lại vừa bằng một cái túi xách này nè. Đựng nhiều lắm mà nó mềm, nó sướng, coi như muốn cầm sao cầm. Đi mà lỡ mệt quá cầm giày cũng được nữa, mà nó dẻo, mấy chị muốn uống éo, mấy chị muốn làm gì mấy chị làm. Nó dẻo rồi nè, mà có 150 à. Bình cái này mấy chị bây giờ mấy chị đi lên mạng mấy chị mua thì giá của nó cũng là 275.000 á. Mà hôm đó em gom lô á, xong rồi nó có một em bán có 150 à.
quay đồ muốn mang ấy, muốn mang kéo thì mang kéo mà quay nó không chắc nữa đó, hình như còn được có 4-5 cái gì ở dưới, có chị nào lấy thì lấy luôn, nhưng mà em không lựa màu nha, tại vì bây giờ nó còn lung tung hình, nó còn 4-5 cái thôi. 150.000 xuống lắm, em đã nói đi mà coi như cầm cái này là giống như bỏ trọn, bỏ cái gì bỏ nhé, đầy cái này thôi nó mềm nữa, còn có 4-5 cái gì ở dưới đó. Em lấy hai cái hai màu ra em để dành em dùng luôn á, để em coi số lượng cái cặp này bao nhiêu á nha, hình như có 6-7 cái gì à. Rồi có 7 cái à nha mấy chị ơi, có 7 cái à. Nó có một màu, cái kiểu dạng màu đen vậy thôi, nhưng mà họa tiết nó ví dụ như là cái này là cái gì đây, Louis Vuitton gì đây đúng không, rồi cái khác là da cá sấu luôn gì tùm lum hết trơn. Rồi cái này là ba lô kéo nè mấy chị, ba lô kéo xuất xứ Việt Nam ha. Đó, rồi nhà sản xuất và phân phối là công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Ngọc Huỳnh. Ngọc Huỳnh ha. Rồi ba lô này mấy chị về cho bé gái mang cũng được, bé trai mang cũng được, rồi mấy bé mãi cũng được. Giá của cái này là 101 mấy chị, 101. Túi du lịch là khoảng cỡ chừng vài ngày nữa nó có hàng á, túi du lịch vài ngày nữa nó có hàng á, mà coi như là 1-2 ngày nữa thôi, túi du lịch mà nó có cái cần kéo luôn á nha, nó có cái cần kéo luôn á. Cái này nè mấy chị, 101 thôi, nhưng mà nó có cái cần kéo nữa nè. Cái này là về mình gắn ha. Trời ơi, giá 101 nó rẻ ơi là nó rẻ. Có được 7 cái thôi. Đây. Đây. Cái này nha, nếu như mà cái này mấy chị ghi là ba lô bé đi, ghi ba lô bé đi. Nó có cái quai gài nè. Nó có cái quai gài nè, thì mình móc ở phía dưới nè. Xong rồi mình máng ở phía dưới nè mấy chị, xong rồi mình gài vô trong cái đây nè, mình gài vô trong cái cây nè. Đây, mình gài vô trong cái chân này nè. Rồi, là thành cái ba lô kéo. 101 nha, chỉ có 7 cái thôi, em chốt cho 7 chị thôi nha. Chia sẻ like cho em nha mấy chị ơi. Đây. Đó, rồi, xong. Kéo đi. Là thành cái ba lô kéo. Còn nếu như chị nào mà muốn thì coi như mình lấy cái ba lô này cho cháu ha. Còn cái cần kéo này mình giữ lại. Cái cần kéo này mình giữ lại, mình bỏ cái giỏ đi chợ. Ví dụ chị nào mà đi chợ á, chị nào mà đi chợ mà hay đi bộ rồi đó, thì coi như mình bỏ cái giỏ đi chợ lên trên này nè, mình kéo mình đi chợ. Mình kéo mình đi chợ, cái ba lô thì cho cháu đi, còn cái cần kéo này nè thì mình để dành mình đi chợ ha. Giá có 101 mấy chị, trời nó rẻ khiếp hồn luôn á. Nội mà em đi thay cái cần kéo cái này thôi mà ở trong vali mãi mấy chị, mà đi thay thôi á nha là đã 150.000 một cây rồi. Mà huống hồ chi cái này nó có cái cặp nữa, mà cái cần kéo nè. Cái cần kéo nè, trời ơi nó êm mà nó xịn. Ông chồng em thằng ghiền mà. Giá là 101, chị nào lấy thì chốt cho em ba lô bé, cái ba lô nó cũng bự lắm nha. Cái này là của hãng sữa Ground Abbott, mua cho mấy bé nó đi học mẫu giáo cũng được, đi học cấp 1 cũng được nữa. Đó, chỉ có 7 cái thôi. Bây giờ em chốt từ trên xuống dưới là đúng 7 chị thôi là hết ha. Chốt cái đó là ba lô bé nha mấy chị. Chị Việt Bầu là lấy cái túi 150 là cái này của em nè đúng không? Nhưng mà em nói mấy chị là màu nó sẽ khác nhau nha. Cái họa tiết á, cái màu là cũng là màu đen, nhưng mà cái họa tiết nó sẽ khác nha mấy chị. Cái họa tiết nó sẽ khác hình như. Tiên ơi em coi thử cái loại này nó còn mấy cái Tiên. Chị nhớ như 4-5 cái hay sao á. Cái túi mà hồi chiều chị mang theo á, cái túi mà nó có hộp á. Đây đây, để em đưa Tiên nó coi cái mẫu em đang mang cái nào. Em mở like lên đi, em nhìn thấy cái túi sách chị đang mang là em biết liền à. Cái túi sách hồi trưa chị đi mang về á. Cái túi bữa mày leo lên mày lấy cho chị, mày nhớ không nhờ? Đây nè. Đứa nào ra ở ngoài nhìn nè. Cái hộp nó ở đâu trên cao nè. Coi thử mấy cái. Coi thử còn mấy cái.
Bây giờ cái túi này chị ghi cái gì để mấy đứa biết mà chốt hàng? Trăm rưỡi, túi hộp nha. Chị ghi túi hộp nha. Ghi túi hộp giống chị Diễm đi ha. Rồi ok, chị vịt bầu một túi ha. Rồi chị Võ Thị Ngọc Lý. Chị Võ Thị Ngọc Lý cho em xin số điện thoại với chị ơi. Võ Thị Ngọc Lý nè. À thấy dưới có. Rồi ok, chị Võ Thị Ngọc Lý em thấy số điện thoại của chị rồi ha. 0938651502. Ok chị Lý. Chị đặt túi đeo chéo tuốt trên nha Diễm. Là túi nào chị nói rõ mẫu đi. Nói rõ mẫu đi chứ mấy chị không nói rõ mẫu là em không biết cái mẫu nào đó. Chị Cẩm Tú Nguyễn. Chị Kim Phụng là đặt mẫu nào chị? Cái túi của em khoảng 150 hay là cái nào? À vậy là chị Nguyễn Kim Phụng cái túi giống em đúng không? Mấy chị lưu ý nha, có nghĩa là em sẽ chốt cho mấy chị cái mẫu này nhưng mà màu là màu đen, mà cái họa tiết nó sẽ khác nha mấy chị. Ví dụ như cái này là LV Ovu này đúng không? Rồi xong rồi nó sẽ có là cái mẫu là nó giả da cá sấu nữa, cũng đẹp lắm. Nói chung mẫu nào nó cũng đẹp hết trơn á. Mẫu nào nó cũng đẹp hết trơn á, nhưng mà em bây giờ em còn có mấy cái thì em chốt chứ em không có cho lựa ha. Rồi. Ba lô kéo là cho chị Thanh An ha. Ba lô kéo là 101 nha mấy chị ơi. Chị Thanh An, chị Thanh Cao là lấy mẫu nào chị Thanh Cao ơi? Chị Thanh Cao là lấy cái nào? Chị Thanh Cao là lấy cái túi xách này hay là cái nào chị? Còn mấy cái vậy mấy đứa ơi? Cái túi giống chị đang mang á còn 5 cái, 4 cái, 5 cái gì? Rồi ok, còn 6 cái vậy là cho chị Thanh Cao một cái nữa là em hết luôn á nha. Cái túi 150 như em đang mang là hết luôn. Là chốt cho chị vịt bầu một cái nè, chị Võ Thị Ngọc Lý một cái, chị Cẩm Tú Nguyễn một cái, chị Nguyễn Kim Phụng một cái, với lại là chị Thanh Cao một cái, là cái túi như em cầm là hết rồi nha. Cái túi như em cầm này là hết rồi nè. Đó, đã nói xài cái này xuống lắm mà hồi em bán với chị không có chị nào mua hết hồi đó. Quá trời quá đất lựa mẫu đồ này nọ mà không thấy. Đây nè. Rồi gói gọn lại xuống lắm luôn á. Dạ rồi ok chị Thanh Cao nha, là chị có luôn á. Cái ba lô kéo này có chị nào lấy nữa không? Giá là 101 nha mấy chị. Giá là 101. Trời cái cần nó kéo nè. Có 7 cái thôi. Thì hiện tại là chị Thanh An là mới chốt một cái ba lô kéo nè. Là cái này em còn được 6 cái nữa. Giá là 101 nha mấy chị. Đó, chị nào mà xem lại like. Trời hàng cao cấp ghê chưa mấy chị. Cái này là lúc mua mà theo kia thì nó có bảo hành, chứ còn bình thường cái này thì nó không có bảo hành đâu. Nó không có bảo hành nhưng mà nó ở trong này nó vẫn có bảo hành trong này cho mình nè. Tại vì nó ghi là bảo hành từ ngày 1 tháng 6 năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018. Mà hàng này hàng cái kiểu là hàng khuyến mãi của Abot á. Nên là cái này là nó lâu rồi nè. Đó. Đẹp con béo. Dày dặn lắm nha, cái ba lô dày lắm. Hai lớp đồ đàng hoàng luôn. Ở trong là coi như là lớp dù luôn nè. Đó, dày lắm, dày cui luôn. Hàng công ty mà mấy chị. Hàng công ty mà 101 nha. Chị nào mà có cháu đồ đi học mẫu giáo rồi đó, hoặc là học lớp 1 rồi đó. Đó. Còn cái cây này gỡ ra được. Cái cây cần kéo này nè, mình gỡ ra được thì coi như mình có thể mình đưa cho mấy bé cái này nó mang đi. Còn cái cần kéo này mình có thể mình kéo đồ mình đi chợ cũng được nữa. Cái mẫu nào nó cũng đa ná vậy hết trơn á. Cái mẫu nào nó cũng đa ná như vậy hết trơn á, già trẻ lớn bé gì xài cũng được hết trơn á. Dạ rồi ok chị. Hình như là hình ê cái rổ tủ lạnh mình còn màu gì mấy đứa, những màu hồng 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 nhạt á đúng không? Em còn cái màu hồng nhạt á. Còn cái màu hồng nhạt á. Su, mẹ cho con cái bộ rất nặng nè. Nhưng mà chơi không có được xả nha, chơi xong phải dọn nghe chưa? Đó con bộ duy nhất con với em chơi cùng nha, chứ không phải mình con dành đâu. Rồi
Thôi em chốt thuốc lai ở đây nha mấy chị ơi. Máy xay tỏi là 55.000 á chị Thanh Cao ơi. Máy xay tỏi là 55.000 nha. Máy xay tỏi là 55.000. Á à, quên hồi nãy giờ mấy cái món này em quên. Mấy cái món này em quên nè. Nó có còn 2 bịch. Ủa cái serum ô hôi mình hết rồi, mình chỉ còn kem thôi hả? Đây em còn được 2 bịch. Một bịch là 120 ấy, em có chia lẻ ra nha mấy chị ơi. Đúng rồi, 6 tháng rồi chị Dịch Bầu ơi. Đây, cái này là em có 2 bịch nè. Một bịch của nó là 120 gói thì em có xé lẻ ra. Một set của nó là 10 miếng. Một set của nó là 10 gói nha mấy chị. Một gói là 1ml. Cái hũ này nè, 50ml, giá của nó là 4.3 triệu mấy chị. Hũ này mà hũ full size, mà hũ bự của nó đó, là một hũ là 4.3 triệu, mà chỉ có 50ml thôi. Vì cái này mấy chị tính đi, 50ml thì 50 gói, 50 gói là chỉ có 5 set à. Mà 5 set thì 6 x 30 có 300.000 à. Nó rẻ hơn gấp mấy lần so với coi như cái mình mua nguyên một cái hũ luôn. Mà cái hũ bự nhiều khi mình muốn đi di chuyển đi lại rồi là mình không có mang theo được. Còn cái này mấy chị có đi chơi du lịch đồ gì mình cứ mang theo vài gói mình ấy. Dùng cái này nó lợi hơn rất là nhiều. Đó thì coi như em còn em có 2 bịch à, về được 2 bịch. Thì một set của nó là 60.000 nha. Chị nào lấy thì báo cho em. Một hũ full size của nó 50ml mà 4.3 triệu mấy chị. Mấy chị có thể lên hãng là Ohui Việt Nam á. Ohui Việt Nam, mấy chị gõ Google mấy chị lên như vậy. Đó là cái trang chính của hãng này ở Việt Nam mình đó mấy chị. Là mấy chị sẽ biết cái giá của nó. Một lọ của nó là 4.3 triệu. Thì cái này là em còn được 2 bộ thôi. Điều điệu mang lên xe bị rớt mất tiêu hả? Đó, chị nào lấy cái set này giá là 60.000 một set 10 gói ha. Một set 10 gói. Cái hàng này là hàng mẫu thử á mấy chị, thành thử mua nó khó có hàng. Đợt này nó mới về được 2 hộp nữa. À, cái này là dùng là mịn da, với là công dụng của nó là mịn da với chống lão hóa nha. Chủ yếu là chống lão hóa da mấy chị, cái này. Rồi còn cái hũ mà chuyên đặt trị nám nè. Dạ rồi ok chị Huệ nha. Ok chị Huệ. Em nói mấy chị có mấy cái hàng mẫu thử này nè, mấy chị cứ hốt hết cho em đi. Cứ hốt hết xài đi, tại vì xài cái này nó tiết kiệm. Xài cái này nó tiết kiệm, mua hũ kia mấy triệu bạc coi như phí. Mà coi như cái lọ mình dùng xong mình cũng dục cho mình có làm gì đâu. Cái hũ mình dùng xong mình cũng dục cho mình có làm gì đâu. Mà coi như mình đem mình để cái hũ nó phí đi. Tự nhiên cái này có 300.000 bằng con số lẻ ra tiết kiệm được 4 triệu bạc. Rồi cái hũ kem trị nám là mấy chị của hãng Đông Xuân nè. Đó, giá là 800.000 một hũ nha. 800.000 một hũ. Cái hũ này, cái hũ này nó có hàng giả. Bữa trước em có đi quay cho mấy chị mà quay không có được á. Tại vì sợ người ta phát hiện ra, quay nó hơi cứ né né chứ không có ấy. Nó có cái muỗng ở bên trong cho mình luôn nè. Cái này là chuyên trị nám nha. Chị Hằng Trần, hôm bữa chị Hằng Trần á, cái Tony Moly nó không có giảm, nó không có sale. Tony Moly em hỏi chị nó không có sale. Cái đợt này thì lại không có serum. Đợt này đi mua thì lại không có serum. Chỉ có 2 cái bịch kem này chứ không có serum. Đây hàng ở bên đó gửi về cho em nè. Xong rồi đây nè mấy chị. Nguyên bill, nguyên siêu, nguyên ấy nó luôn nè. Rồi cái hũ kem nám này là giá là 800 nha. Dạ rồi ok chị Trần Thu Thủy. Mua nhiều nhiều á, xài chị một set của nó là 10 gói thì coi như là chỉ có 10ml à, là mình xài được có 10 hôm à. À xài được cả ban ngày lẫn ban đêm. Thì nếu như chị xài ban ngày ban đêm thì chỉ có được 5 hôm thôi. Thì có gì chị mua vài set đó chứ để xài xong rồi á. À chị xài ô hôi được hả? Hợp với da chị hả? Hợp với da chị mua để dành xài có chị mua. Nói chung nó cũng sẽ có, nhưng mà ví dụ như nó hơi lâu lâu một chút. Nó cũng sẽ có hoài, tại vì nó ra mẫu thử để cho khách dùng mà, nó cũng sẽ có hoài. Nhưng mà cứ lâu lâu vậy nó mới có. Nhiều khi mình đem mình mua dư dư một chút mình để dành. Cái đát của nó tới 2023 lận hay sao á, 2023 lận, thành thử mình cứ mua mình để dành mình xài từ từ thôi. Chứ để sau này rồi không có rồi mình đang dùng lỡ dở mà không có kem mình xài.
Trời ơi, phải lâu lắm mấy chị ơi, lâu lắm. Lâu lắm chứ không phải mà xài ngày 1, ngày 2 mà coi như nó đẹp lên liền đâu, rồi phải bổ sung từ bên trong rồi nữa. Cái da em á bên ngoài á mấy chị nó không có được mịn đâu, do là nó bị cái sẹo. Em đang rất là buồn cái vụ đó mà không có làm được, không có làm được là bị cái mụn ở phía dưới nè. Bị cái sẹo lồi á, do hồi mà bị dùng kem trộn xong nó bị mụn á, nó bị sẹo lồi dưới cằm này, bây giờ không trị được. Không trị được cái phần dưới này nè. Rất là buồn luôn. Tác hại của kem trộn nó kinh lắm. À hôm bữa em biết, hôm bữa có nghe mấy đứa nó nói. Đó còn cái kem này trị nám nha, chuyên trị nám. Còn chị nào mà muốn xài serum vàng 24K nữa thì coi như cái bộ này giá 220. Em thấy phản hồi của khách, tại vì em đang xài cái chai lớn nó chưa có hết nên em không có khui ra cái loại này xài. Mà có nhiều chị về xài thấy hợp lắm. Nhiều chị về xài thấy hợp, thấy đẹp lắm. Thì nếu như mà cái giá thành này nó mềm của hãng British Skin nữa, là hãng của nổi tiếng của Hàn luôn. Nên là nếu như cái loại này mà mình xài hợp với mấy chị thì mình mua cái loại này mình xài, giá thành nó hữu nghị, nó rẻ, coi như là mình xài nó ok. Cái này là vàng tinh chất vàng 24K nè, serum vàng 24K của hãng British Skin đó mấy chị. Là coi như giá chỉ có 220.000 một cặp thôi, một cặp một chai nó là 30 ml. Cái này là em thấy có nhiều chị xài là khen nè. Hôm bữa trước hình như em bán tới mười mấy 20 cặp gì đó, thì coi như khoảng cỡ 4-5 chị là xài là khen cái loại này rồi nè. Còn mấy chị khác thì chưa có nghe phản hồi. Nên là em nghĩ là cái này mấy chị nếu như xài hợp á, thì mình lấy cái này nó sẽ giá thành nó sẽ mềm hơn. Là chị tổng cộng là 3 set đúng không chị Trần Thị Thu ơi? Chị tổng cộng 3 set đúng không? Ok chị nha. Đó, thì chị nào lấy cái cặp serum này á, thì ghi cho em là cặp serum ha, giá là 220. Không, tại vì xa mấy chị nhìn xa cái điện thoại mình không thấy á, chứ còn ở ngoài nó sẹo, nói chung nhìn kỹ là sẽ thấy, nhìn kỹ nó sẽ thấy nó bị sẹo rồi, sẹo lồi, sẹo rỗ nó cũng đỡ, bị sẹo rồi lồi, sẹo rỗ thì mình lăn kim á, thì từ từ nó sẽ đầy lên, nó sẽ dễ. Còn sẹo lồi là phải đi cà, nhưng mà coi như nói nó nói những cái biến chứng mà khi cà nữa mình cũng sợ, mình cũng không dám. Đó, tác hại của xài kem trộn năm 11 ạ. Ê, cái miếng dán xăm này còn nhiều không em? Mấy tụi bay cất hàng ở đâu mà ngày hôm qua tao đau lưng quá trời mà tao đi tìm. Tao đi tìm cái miếng dán xăm này hoài nữa tìm không ra. Mày giấu hàng đâu? Ủa dán xăm về nhiều vậy mà bây giờ còn có 10 miếng à hả? Trời ơi, về một lần tới 5. Trời ơi, về tới 50 miếng mà sạch trơn hết rồi, còn có 10 miếng à. Không, em cứ nhận hàng ấy đi, chứ tại vì bây giờ hàng Hàn Quốc về khó lắm. Nên cứ hàng còn ở nhà bao nhiêu thì ấy đi, rồi chừng nào hàng về nữa like, chứ bây giờ hàng Hàn Quốc, hàng Mỹ rồi về khó quá. Nên không biết lúc nào mới về. Đây mấy chị, cái miếng dán xăm này em còn được 10 miếng nữa nha, mà em lấy em xài một miếng. Em lấy em xài một bịch. Rồi không có cái này á, ngồi mấy chị cái kiểu là đau lưng á, bầu bì nó đau lưng á. Ngồi không có cái này chịu không nổi đâu. Đây nè, cái này em khui ra em dùng luôn nha, là em còn được 9 9 miếng như vậy nữa, giá là 70 ngàn. Đây nè, một bịch của nó là 25 miếng như vậy nè mấy chị. Cái miếng nó mỏng như vậy thôi nhưng mà nó dán cực kỳ chắc luôn, nó bám cực kỳ chắc luôn. Đó, thì một miếng nó to như vậy nè. Mà nó dán xuống lắm nha, nó nóng, không phải là nó nóng theo cái kiểu phòng da mà mấy chị, mà nó nóng theo cái kiểu nó cứ âm ỉ cái kiểu là nó nóng trong xương đó, nó nóng xuống lắm, chứ không phải mà nóng theo cái kiểu mà coi như là mấy cái chai dầu nóng dởm mà nó pha ớt hay nó pha gừng mà nó nóng bỏng da đâu. Đó, chị nào mà xài cái miếng dán này là mấy chị ghiền luôn á, giá là 70 ngàn mà 25 miếng. Đặc biệt á là nó thơm cái mùi sâm, chứ nó không có bay cái mùi mà dán salabat. Nên là ví dụ như chị nào mà mình lỡ mà đi tàu xe đồ này nọ, mình đau lưng á, mình lên á, nó không có bay cái mùi dầu, nó làm khó chịu cho cái những cái người xung quanh, mà nó thơm cái mùi sâm, y chang cái mùi kẹo sâm vậy đó. Giá là 70 ngàn mà 25 miếng, tính ra cũng rẻ nữa. Hàng này hàng Hàn Quốc nha mấy chị. Hàng chuẩn luôn nha, hàng chuẩn luôn chứ không phải mà hàng nhái, hàng giả rồi gì đâu nha. Cái này nó có hàng nhái đó. Trời, cái này Kim Biên mà coi như nó bán thùng thùng xong rồi tụi like á, nó lấy quá trời luôn á. Cái này là tụi lai nó bán đâu có 25 ngàn gói cho mấy mấy chị. Nó bán có 25 ngàn gói cho mấy. Lên like mà nói vô đúng rồi.
Rồi nó thiệt á, nhiều khi nó bán hàng á, mình muốn lên mình bóc phốt ghê gớm luôn á. Mà bây giờ coi như chén cơm manh áo của người ta, mình mà chửi cái là coi như người ta vô người ta cào nhà mình luôn á, thằng đứa đâu có dám đâu. Nhưng mà nói like mà như đúng rồi, mình thấy mình rất là bực bội. Cái này em chỉ còn 9 miếng thôi mấy chị, 9 miếng thôi nha, tại vì còn 10 miếng mà em đã chui ra một miếng em tối em dùng rồi. Ngày hôm qua giờ tụi nó giấu ở đâu em tìm không có ra, em đau lưng nguyên một ngày hôm qua like luôn mà không không thấy ở đâu hết trơn. Rồi ok nha, em chốt, em còn 9 miếng thôi nha, em chốt cho chị Ca Chi nè. Rồi chị Đặng Thúy nè. Chị cho thêm một bịch nữa là chị Ca Chi 2 bịch ha. Chị Ca Chi 2 bịch nha, chị Đặng Thúy. Công dụng của chỉ tơ tằm là căng da. Những cái chỗ khác nó giới thiệu cho mấy chị là coi như là làm mờ nám, làm mờ tàn nhang, mờ đồi mồi, đồ này nọ, nhưng mà thực chất là nó không có mờ, tại vì bản thân em xài tới hộp thứ hai thứ ba rồi nó không có mờ, tại vì da em có tàn nhang nó không có mờ, nó chỉ làm căng da thôi, mà căng da rất là hiệu quả nha mấy chị, hiệu quả lắm luôn á. Bây giờ nè, hôm bữa trước mấy chị nè, nhìn bây giờ cái trán em nè, chỗ này là nó phẳng luôn rồi, nó chỉ còn một chút chỗ này thôi. Hôm bữa trước là nó có nếp nhăn ở đuôi mắt, nhưng mà xài xong bây giờ nếp nhăn ở đuôi mắt nó mất luôn rồi. Hai cái râu rồng nó cũng mờ nè, hai cái râu rồng nè đó là nó cũng mờ nè, mà bây giờ nếp nhăn đuôi mắt nó mất hoàn toàn luôn rồi, không còn nếp nhăn ở đuôi mắt luôn á. Còn cái trán mấy bữa là nó nhăn đều hết trán, và bây giờ là cái kiểu mình hơi trâu mày á, với lại là mình tẩy trang hay là mình chút mascara mình cứ trâu trâu lên vậy nè là nó bị nếp nhăn ở trán, mà bây giờ cái khu này là hết rồi nè, cái bên này đỡ nè, nhưng mà cái bên này nó vẫn còn nhiều một chút nè đó. Thì cứ cái chỗ nào mà nếp nhăn nhiều mình chịu khó mình bôi nhiều chỗ đó một xíu. Và cái chỉ tơ tằm nó chỉ xài buổi tối thôi, chỉ xài buổi tối thôi ha, một bộ của nó là 520.000 á. Hiện tại hàng nó đã về tới Việt Nam rồi, mà đang nằm ở hải quan, nó đang nằm hải quan là khoảng 4-5 ngày rồi đó, mà chưa thông quan ra được luôn cái hàng mỹ phẩm của Hàn Quốc đợt này á. Có kẹo sâm mình còn không mấy đứa ơi? Còn em có kẹo sâm, kẹo sâm không đường luôn, cho chuyển bịch đi. Dạ rồi ok chị Lã Tô Như. Ủa chị Lã Tô Như hồi nãy giờ em có số điện thoại chưa ta? Chưa thì chị cho em cái số điện thoại với. Chị cho em cái số điện thoại với chị Lã Tô Như ơi. Còn mấy bịch? 5 bịch. Hồi mưa lớn quá trời luôn. Rồi đây cái kẹo sâm nè, kẹo sâm này là kẹo sâm không đường nha mấy chị ơi. Kẹo sâm không đường sugar free nè mấy chị. Kẹo sâm không đường nha. Nhưng mà nó nói là không đường, nhưng mà khi mấy chị ngậm á, nó sẽ có cái vị ngọt ở trong đó nha. Thì cái ngọt ở trong này nè là nó từ nước ép táo, nước ép lê, với lại là từ cái táo đỏ mấy chị, nước chân của táo đỏ mấy chị. Đó là nó có cái vị ngọt ở trong này nha, chứ không phải là coi như nói không đường là mấy chị ngậm nó lạt nhắt đâu nha. Giá là 95.000 một gói, một gói của nó là nửa ký ha mấy chị, một gói của nó là nửa ký. À, serum đợt này cái hàng 1 triệu nó không có hàng, nó đứt hàng luôn rồi, sau dịch nó đứt hàng luôn rồi. Còn cái này là coi như là em không biết là bên đó là coi như nhà máy sản xuất đồ này nọ nó đã mở ra chưa em không biết nữa. Đây nè, kẹo sâm em vừa đưa cho chị nè, giá là 95.000 nè, kẹo sâm nè, em còn được 95.000. Còn hình như 5 bịch đấy gái. Còn đúng 5 bịch. Hàng là bay đi về bằng đường hàng không luôn nha, kẹo sâm này nè, đi về bằng đường hàng không luôn á. Hả? Rồi đây này, cái serum là bây giờ em chỉ có loại này thôi của hãng Beauty Skin nha. Một cặp của nó là 220.000, một chai của nó là 30ml. Còn kẹo sâm là ta 95.000 một bịch, một bịch của nó là 500g. Nó là kẹo sâm không đường nha mấy chị, không đường ha. Đó, cái vị ngọt nó có vị ngọt của nó là từ nước ép câu kiểu của lộn nước, nước ép táo, nước ép lê, với lại là cái độ ngọt của cái trái táo tàu á mấy chị, nước cất của trái táo tàu á. Chị Đỗ Thị ơi ơi, hóa đơn đi tỉnh là từ 200.000 trở lên bên em mới gửi hàng nha.
và phí ship đi tỉnh đồng giá là 30.000. Nếu như đơn chưa đủ thì em sẽ giữ đơn lại cho mấy chị trong vòng 1 tuần. Thì có gì là mấy chị đặt thêm rồi bên em sẽ gửi hàng ha. Chị Đỗ Thị Y lấy một kẹo xăm thì cho em số điện thoại với nha. Rồi, có chị nào đặt cái gì nữa không nè? Cái miếng dán xăm này để chỗ này, lát nữa em lấy chứ em đang bị đau lưng quá trời luôn. À, cái tâm chỉ, cái tâm chỉ ở đây em còn 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em còn 8 bịch tâm chỉ nè. Có chị nào lấy tâm chỉ luôn không? Cái tâm chỉ này là hàng của Việt Nam mình nhưng mà là hàng xuất Nhật nha mấy chị. Hàng xuất Nhật, thành thử mấy chị sẽ thấy trên cái bao bì toàn là tiếng Nhật không. Nó chỉ có một cái ô này là chữ Việt Nam mình nè, còn toàn bộ lại là tiếng Nhật hết. Hàng này là hàng xuất Nhật nha. Nếu như chị nào mà xài, đã xài qua tâm chỉ rồi, em khuyên mấy chị là coi như mua cái loại này. Tại vì tâm chỉ em xài nhiều lắm luôn. Em xài từ cái ORB, cái Oron, như Oron B gì á, cái tâm mà nó nằm trong cái hũ mà cuộn quấn lại cái tay ấy. Thì cái loại đó xài cũng rất là ok, nhưng mà nghiệm cái là thứ nhất nó mắc tiền, cái thứ hai nữa là nó cứ phải quấn vô trong hai đầu vậy nó hơi bất tiện. Còn cái này là nó dạng cây luôn. Sâu ơi, Sâu, con vô phòng mẹ ở ngay cái học bàn của bên ba, con lấy cho mẹ cái bịch tâm chỉ của mẹ cái. Nhanh đi con, để em lấy cái bịch của em dùng cho em xuống, em chỉ cho mấy chị cách sử dụng nha. Do là mới vừa khui một bịch ra nữa mà khui cái bịch này nữa thì coi như nó nấy em đang dùng á. Cái này á mà không có chịu không được. Tại vì răng mình nó mấy chị càng lớn bắt đầu nó càng thưa nha. Răng càng lớn nó càng thưa, mà nó thưa á, nó đây nó dính vô trong kẽ răng, mấy chị có đánh răng cỡ nào đi chăng nữa nó cũng không ra. Hoặc là ví dụ có những cái mà đây nó bám sát vô quá, mình dùng cái tâm xỉa răng mình xỉa nó cũng không có được mấy chị. Mình xỉa nó cũng không có được. Nên là bắt buộc phải xài tâm chỉ. Mà nha, bác sĩ nha khoa người ta khuyên là nên xài tâm chỉ. Đúng rồi, chính xác rồi đó. Con tắm đi. Tắm thay đồ đi. Đây nè. Ủa cái bịch tâm chỉ này là bao nhiêu mấy đứa? 35 đúng không? Có 35.000 một bịch thôi. Đây, cái tâm chỉ của nó nè. Dễ xài lắm, nhiều chị mới đầu á là cứ nghĩ là không biết xỉa làm sao á. Này cứ để thẳng như này mấy chị. À. Đây nè mấy chị thấy không? Coi nè, nó ra nè. Nó ra cái mảng bám nè mấy chị thấy không? Mấy chị cậy đâu có ra đâu. Đây nè, trời nó ra mảng bám quá trời luôn nè. Trời ơi, coi như răng mình á mấy chị, ngay bình thường á mình không có ngay á, mình cứ tưởng đâu là cái răng mình sạch, nhưng mà khi mình xỉa cái mình dùng cái tâm chỉ mình xỉa răng ra, mình mới thấy cái răng của mình nó dơ kinh khủng cỡ nào. Mấy chị có đánh răng cỡ nào nó cũng không có sạch được. Tại vì ở trong cái kẽ của cái răng, giữa hai cái răng mà, mình đâu có đánh răng trong đó nó ra được đâu. Nên là tối trước khi đánh răng là mấy chị phải lấy cái tâm chỉ này nè, mình phải vệ sinh hết từng cái kẽ răng một, sau đó mình đi đánh răng thì cái răng của mình nó mới sạch được, và nó không có bị sâu răng. Đó, trời ơi coi nè, cái răng mà em nghĩ không thấy mà coi như ở trong này mấy chị thấy cái mảng bám không? Đó, mình cứ dành thôi. Từng kẽ răng một nè, thấy mấy chị thấy không? Nó ra quá trời luôn á. Đó. Tối là mình cứ đem mình cầm vậy nè, hoặc là cứ bên trong bên ngoài người cũng làm hết trơn. Giá chỉ có 35.000 một bịch thôi, mà một bịch của nó là 80 cây. Một bịch của nó là 80 cây nha. Nhiều lắm mà rẻ nữa. Hết, chị nào mà chốt tâm chỉ thì chốt cho em tâm chỉ ha. Hình như em còn được mấy bịch à. Đó, trời nó ra quá trời quá đất luôn nè. Mà mình đâu có biết là nó dính đâu mấy chị. Mình đâu có biết là nó bám vô kẽ răng đâu. Coi nè, dơ quá trời luôn á. Mình đâu có biết nó bám vô kẽ răng đâu. Mình không có cảm thấy là nó bị dính răng hay là bị gì, mình không có thấy. Nhưng mà khi mình cậy ra mình mới thấy nó kinh khủng, nó dơ ơi là nó dơ luôn nè. Đó, nên là tối á, là trước khi đánh răng là phải dùng tâm chỉ. Tập cái thói quen đó mấy chị ơi, là răng cỏ nó mới không có bị sâu. Nhất là mấy đứa mà coi như mới thay răng trưởng thành á, là mình phải tập cho nó cái thói quen này. Xài tâm chỉ nó sẽ an toàn cho răng miệng hơn là mình xài những cái tâm mà xỉa xỉa kia ha. Rồi cái bịch này á, mình có thể mình sang nhỏ ra, mình bỏ ở trong túi xách của mình á. Nhiều khi mình đi ra ngoài đường mình ăn uống đồ này nọ mình có cái để mình dùng. Còn cái này là em mua ở trong siêu thị á, Lotte á. Ví dụ chị nào mà đi vô siêu thị mà thấy á, mấy chị đừng có mua những cái loại khác. Tại vì em là một đứa mà coi như là tâm chỉ này là coi như không thể thiếu được.
em xài qua nhiều loại lắm luôn rồi. Cái loại này là giá nó rẻ và coi như xài ok nhất. Còn ví dụ như mấy chị mua ở trong một cái hộp mà nó nhỏ nhỏ nha, nó có cái hộp đàng hoàng nha, giá của nó 40 mấy 50 ngàn gì một hộp á, nhưng mà nó ít cây hơn này nữa. Nhưng mà xài á, cái bảng á, cái bảng này nè, cái bảng của cái răng tâm chỉ này nè, nó đem nó dày quá nên khi mấy chị đưa vô trong cái răng á, nó bị tước cái bảng nó ra, nó bị xước cái răng của mấy chị. Thành thử xài mình cảm thấy mình không có phê đó. Cứ đi mua cái màu hồng này cho em, cái màu hồng có cái cô gái này nè, em xài qua nhiều loại lắm rồi, không có thằng nào mà qua cái thằng đây đâu. Với cái thằng ORB, mà cái thằng ORB thì nó quấn tay thì nó hơi bất tiện, cái kiểu cầm vậy nè thì nó hơi bất tiện một xíu. Còn cái loại này là xài ok lắm, trời không có nó là chịu không được luôn á. Cái này không phải quảng cáo đâu mà mấy chị về á, mấy chị nếu như chị nào mà hồi giờ chưa có thói quen xài tâm chỉ thì mấy chị xài khoảng cỡ chừng 10 ngày một tháng là mấy chị sẽ thấy nó tiện lợi cỡ nào. Còn chị nào mà đã xài tâm chỉ rồi mà nghe em giới thiệu một cái là mấy chị biết liền à. Nghe em giới thiệu một cái là mấy chị là hiểu cái ý em nói liền à. Giá chỉ có 35 ngàn một bịch thôi mà 80 cây. Tính ra một ngày mình sử dụng khoảng cỡ chừng như em là em xài chắc một ngày cũng 4 cây á. Giá có 35 ngàn à. Giá có 35 ngàn thôi. À nhà chị Nga Nguyễn là toàn dùng cái tâm chỉ này đúng không? Mua cái loại này nè là xài là ghiền luôn á. Chứ còn mà mấy cái loại khác mua nó mắc tiền quá. Cái loại mà trong hộp á, em thấy mua em thấy nó cũng đẹp đẹp, cũng thử qua hết rồi. Tâm chỉ chắc em dùng được 5-6 loại rồi đó, dùng nhiều lắm á. Mà mấy cái loại mà mình cứ mua cái loại mắc tiền, mình trải nghiệm thử coi thử nó tới đâu. Nhưng mà dùng mắc tiền chưa chắc là đã sướng. Cái loại trong hộp rồi đàng hoàng luôn mà nó chỉ có mấy chục cây, 40 cây hay 50 cây gì đó, xài nó khó chịu lắm. Xài nó cái kiểu là cái bảng của nó dày quá, khi đưa vô cái răng nó cứ thấy là nó bị xước cái sợi chỉ ra, nó đem nó tách làm hai ra làm nó khó chịu. Rồi em mà nói cái là mấy chị hiểu liền, chị nào mà dùng là mấy chị biết liền á. Rồi ok mấy chị nha. Cái tâm chỉ đó là mua trong Lotte á. Chị nào mà có đi Lotte mà thấy là mua cái loại mà màu hồng có cô gái á, hàng đó là hàng xuất Nhật á. Ê không biết chị ghi xong lát nữa mấy đứa có biết chốt không mới là vấn đề đó. Lát nữa ông Tiên ghi cái này đi Tiên. Ý nói là em soạn cái này ra đi. Dạ rồi ok chị Anh Nguyễn nha. Em chốt cho chị Trần Thị Thu nha, chị Quyên Nguyễn, chị Lã Tô Như, chị Lê Phi Nguyễn và chị Anh Nguyễn nha. Là mấy chị đó là coi như là chốt tâm chỉ ha. Rồi chắc em kết thúc like ở đây luôn. Em kết thúc like ở đây luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Được 5 chị rồi là còn 2 bịch nữa đó. Là còn 2 bịch nữa là hết á. Rồi em kết thúc like luôn nha mấy chị ơi. Bye bye mấy chị nha. Nếu như mà chốt hàng xong á, là ngày mai em sẽ lên hàng gia dụng tiếp á mấy chị. Hàng khuyến mãi còn nhiều lắm, ở dưới bếp là một nhà luôn á. Nên là em sẽ rồi ok chị Đặng Thúy một tâm chỉ nữa nha. Thành thử là ngày mai á, em sẽ cố gắng chốt hàng cho xong luôn. Rồi ngày mai em sẽ lên tiếp hàng khuyến mãi nữa. Hàng khuyến mãi còn nhiều lắm. Hình như ba lô là còn được một ít nha. Cái ba lô mà Strongbow là còn được một ít. Với lại hồi nãy cái ba lô kéo mà cho em bé á, thì chỉ có một chị chốt thôi là em vẫn còn 6 cái nữa. Thì chị nào xem lại like mới có muốn đặt lại mấy cái đó thì coi như là mấy chị cứ nhắn tin inbox cho em ha. Nhắn tin inbox cho em nha. Rồi chị Đặng Thúy một bịch nữa là em còn một bịch đó. Rồi ok bye bye mấy chị nha. Chúc mấy chị buổi tối vui vẻ ha. Sài Gòn đang mưa lớn.